Lý Vân Tiêu nói. Hơn 10 vị trí này các ngươi có định vị chính xác không? Vũ Đế nói. Bẩm đại nhân, có ghi chép rõ ràng nhưng không định vị được. Vì trường năng trong sơn mạch thiên đãng không ngừng lưu động, nếu định vị thời gian ngắn còn được, qua mấy tháng sẽ thay đổi. Lý Vân Tiêu thở dài. Được rồi, vậy thôi đi. 6 người tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền bị ma vụ bao phủ, phạm vi thần thức và mắt thường trông hắn thu hẹp dần. Ma vụ hơi giống với lúc bên ngoài cổ ma tỉnh nhưng uy lực thì kém xa, Lý Vân Tiêu hầu như không chịu ảnh hưởng. Đợi đã! Lý Vân Tiêu lên tiếng. Sương mù này quấy nhiễu tinh tọa chỉ hướng, đi theo ta. Lý Vân Tiêu bay đằng trước dẫn đường, Nam Vũ Đế tuy rằng giật mình nhưng không dám cãi lời, cẩn thận theo sau hắn. Lý Vân Tiêu dựa vào phát hiện nguồn ma khí, thần thức siêu mạnh dọc theo nguồn ma khí lưu động. Khoảng một chén trà sau, đoàn người đến khu vực trống trải, sương khói càng rậm đặc hầu như phải vận chuyển nguyên lực chống cự nếu không sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đây là... Lý Vân Tiêu kêu lên. Di tích. Chính giữa đất trống có một tòa cung điện to lớn sừng sững noi đó, tuy rằng bị tầng tầng ma vụ cản trở tầm mắt nhưng thấy rõ ràng đường nét cung điện khác hẳn với đại điện bình thường, không hề ảnh hưởng sự hùng vĩ rộng lớn của nó. Năm Vũ Đế kinh kêu. Di tích gì, quả nhiên chỗ này là cấm khu. Nhưng với thị giác của bọn họ hoàn toàn không thấy rõ đằng trước. Năm người chạy chậm lên trước một lúc sau mới dần thấy rõ hình dạng. Một người la lên. Ui, không thể nào. Đây là ma điện, trời. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện kiến trúc này không giống trên thiên vũ giới, nhíu mày hỏi. Cung điện ma tộc, tại sao xây trong sơn mạch thiên đãng? Một Vũ Đế nuốt nước miếng khó khăn nói. Chúng ta cũng không biết, nhưng có 17 chỗ cấm khu, đồn rằng có ma điện nhưng không ngờ thật sự có. Tuy nhiên, Nhâm Hề Mân đại nhân đâu? Đất trống này trừ ma điện hùng vĩ ra không cảm nhận được hơi thở sinh linh nào nữa. Lý Vân Tiêu khuếch tán thần thức xác nhận trong phạm vi mấy ngàn trượng không có bóng người, thần thức phủ lên ma điện liền đụng vào cấm chế, không xuyên thấu được. Lý Vân Tiêu nói, có lẽ Nhâm Hề Mân ở bên trong. Mắt Lý Vân Tiêu hấp háy không dám khinh thường, ma điện nguy nga hùng vĩ, chỉ khí thế đã cho Lý Vân Tiêu cảm giác áp lực không phải vật tầm thường. Ở bên trong, năm người giật bắn, rất khó tin nhưng bất giác tin lời. Lý Vân Tiêu hỏi. Các ngươi ở lại bên ngoài hay theo ta vào trong? Năm người lại giật thót. A, một người hỏi. Đại nhân cũng muốn đi vào. Lý Vân Tiêu nói. Đương nhiên, nếu không chẳng lẽ đến uôn công? Người kia chua xót nói. Đại nhân kẻ tài cao gan cũng lớn, chúng ta thì không được, xin cho chúng ta bàn bạc một chút. Năm người thảo luận sơ rồi lắc đầu lia, không dám đi vào. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Được rồi. Vậy năm người hãy ở bên ngoài chờ ta, mọi chuyện nhớ cẩn thận. Năm người đồng thanh kêu lên. Đại nhân đừng lo. Lý Vân Tiêu cất bước đi vào đại điện, uy áp như núi dần biến mạnh hô en theo bước chân hắn tới gần. Lý Vân Tiêu cảm giác ngực khó chịu. Lý Vân Tiêu hết hồn, xây dựng cung điện quái dị thế này thật là chưa từng biết. Lý Vân Tiêu đến gần cung điện, chợt lốc xoáy từ đâu nổi lên đánh vào cửa điện phát ra thanh âm cổ xưa trầm đục, như thời không bị mở ra, đất rung rinh. Ầm 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 ầm. Cánh cửa to lớn mở ra trước mặt Lý Vân Tiêu, bên trong là một mảnh tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Ma khí kinh người ập vào mặt như thực chất, đánh vào người Lý Vân Tiêu, cảm giác áp lực to lớn. Trong ma điện này rốt cuộc là cái gì? Lòng Lý Vân Tiêu hoảng sợ, nhưng lá gan của hắn rất to, bước chân vào trong. Chân sau vừa chạm đất thì hai cánh cửa nặng nề đóng kín. Lý Vân Tiêu cảm giác không chỉ cửa đóng mà không gian cũng bị phong tỏa theo. Trong điện chợt cháy lên quỷ hỏa, phừng phực vang thắp sáng đại điện. Bên trên đại điện có Thông Thiên Vương tọa, khí thế rộng rãi. Một nam nhân cười tủm tỉm ngồi trên ngai, cười lạnh băng nhìn Lý Vân Tiêu. Một lão nhân đứng cạnh nam nhân, biểu tình cung kính yên lặng đứng, tùy thời thị phụng. Lý Vân Tiêu nhìn hai người, thần kinh thả lỏng. Không biết mới là đáng sợ nhất. Hai người trước mắt thì Lý Vân Tiêu đều biết, là Đế Giả và Nhâm Hề Mân. Lý Vân Tiêu bình tĩnh lại, chắp tay mỉm cười nói. Không ngờ gặp gỡ tại đây, đã lâu không gặp hai vị. Đế Giả mỉm cười nói. Mới rồi thấy ngươi đến bên ngoài ma điện là ta biết chắc chắn ngươi sẽ đi vào. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi rất hiểu biết ta. Đế Giả nói.
Tạm tạm, người cũng là loại người bị tò mò hại chết. Lý Vân Tiêu nói, đúng là ta rất tò mò, về ma điện này, và mục đích của hai vị. Đế giả cười khẽ, nói cho ngươi biết cũng không sao, dù gì ngươi sẽ chết. À, vậy sao? Lý Vân Tiêu chớp chớp mắt. Chúng ta không phải người quen sao? Đế giả nhẹ gật đầu nói. Là người quen, nhưng ta giết người không phân biệt quen lạ. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Tại sao muốn giết ta? Vì lực lượng. Đế giả nói. Ma nguyên và một phần ký ức trong cơ thể ngươi, ngươi vốn là chủ giới thần bi, những thứ này đều là lý do ngươi phải chết. Nhưng ta và ngươi có duyên, không uổng phí công hai ta quen nhau. Giờ ngươi có nghi vấn gì ta đều sẽ trả lời. Đế giả mắt lóe tia sáng rất thưởng thức Lý Vân Tiêu, không nỡ để hắn chết ngay. Lý Vân Tiêu cười hỏi. Ngươi đã ăn chắc ta sao? Đế giả gật đầu nói. Đúng vậy, ma điện này là tẩm củng của ta ở thiên vũ giới ngày xưa, tên gọi điện thánh ma, cũng là một huyền khí cực kỳ cường đại. Với lực lượng hiện tại của ta có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó, nên ngươi không có chút cơ hội sống. Lý Vân Tiêu thầm giật mình, tẩm cung ngày xưa của ma chủ, hèn gì khí thế hùng vĩ đè người như thế. Đế giả nói, nếu không có gì muốn hỏi thì lên đường đi. Đế giả đứng dậy định tự mình ra tay. Lý Vân Tiêu vội vàng vươn tay ra, la lên. Khoan, ta có rất nhiều câu hỏi, từng cái lên. Đầu tiên là tại sao các ngươi đến đây, có mục đích gì? Đế giả hờ hững nhìn Lý Vân Tiêu. Đương nhiên là vì ma cung này. Hiện tại ta khống chế ma cung, không chỉ phục hồi thực lực siêu nhanh còn có một huyền khí cực mạnh. Ta cũng hy vọng tìm đến khe hở đủ mạnh để ta trở về ma giới. Ta còn để lại chút ít ở ma giới, có thể phục hồi bản thân thêm một bước. Thì ra là vậy. Lý Vân Tiêu hỏi. Tuần Thiên Sử Đảo Phù không đi theo các ngươi xuống đây có một người tên Hoa Thiên Thụ, là đệ tử của ta, hiện tại hắn ở đâu? Đế giả nhíu mày nhìn Nhâm Hề Mân đứng bên cạnh. Nhâm Hề Mân vội vàng khom người nói. Chủ nhân, đúng là có người như vậy, hắn tu luyện ma công tinh thuần nhất, đang ở tầng 7 trên điện. Đế giả gật gù. Ta hiểu rồi. Đế giả chuyển hướng Lý Vân Tiêu, nói. Đệ tử của ngươi tư chất không tệ, tu luyện ma công siêu tốt, ta ban cho hắn một cuộc tạo hóa. Lý Vân Tiêu hết hồn. Là tạo hóa gì? Đế giả mỉm cười nói. Ngươi đừng lo, hắn sẽ sống rất tốt. Thật ra nếu ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi làm ma phó đệ nhất của ta, thống lĩnh toàn bộ thuộc hạ, ngươi sẽ không phải chết còn có thể gặp lại đồ đệ của ngươi. Lý Vân Tiêu buồn bực nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Đế giả thở dài thườn thượt trầm giọng nói. Chắc chắn là không, nên ta mới bảo ngươi chết chắc. Đế giả giơ tay lên, ma quang lung lay trong lòng bàn tay. Lý Vân Tiêu vội kêu lên. Khoan, ta chưa hỏi xong hết. Đế giả lạnh lùng nói. Đáng tiếc ta đã không có kiên nhẫn. Ma quang thiểm. Đế giả vung tay, ma lực khủng bố bắn xuống như tia chớp ầm vang. Lý Vân Tiêu giật mình nhưng không hốt hoảng, nhẹ nhàng thụt lùi. Lý Vân Tiêu chợt cảm giác bị lực lượng giam cầm, không chỉ không gian bốn phía cứng rắn như tường sắt, đôi chân dẫm đất như bị lực hút ngàn cân trói buộc hắn lại. Cộp cộp cộp, Lý Vân Tiêu lảo đảo, do vội vã thụt lùi nên suýt không đứng vững. Không né được thì chém kiếm ra. Kiếm thương chạm hồng giấy lên ánh lửa đan xen với kiếm khí biến rồng lao đi. Ầm 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 ầm. Ma quang chợt lóe bị kiếm thế chém thành hai nửa, hóa thành ma viêm cuồn cuộn chảy sang hai bên. Lý Vân Tiêu nắm chặt bảo kiếm, thần dịch lực chuyển động trong người. Lý Vân Tiêu phải thi triển ra quang minh lưu ly thân mới giảm bớt áp lực trên người chống đỡ điện thánh ma ức chế. Đế giả khen ngợi. Không tệ. Nhưng sắc mặt đế giả lạnh lùng, người lóe ma quang biến mất tại chỗ. Cả đại điện ầm vang chấn động, thanh âm xa xăm cổ xưa vang lên trong điện. Ma khí bốn phía sôi sục như nước sông chảy xiết đổ xuống. Trong ma khí mơ hồ xuất hiện bóng dáng cao lớn, khí thế khiếp người như núi. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ lại, giật nảy mình. Trong ma khí là ba cự linh, hình dạng giống như đế giả nhưng sắc mặt thì khác, gồm có trào phúng, sắc lạnh, hờ ứng. Ba cự linh giống như pháp tướng ba đầu sáu tay tách ra chiếm mỗi vị trí, cùng bắt ấn ngưng trưởng vỗ vào chính giữa. Ầm 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 ầm. Ma khí bốn phía ngút trời, ba trưởng ấn lượn vòng. Tiếng gió rít thê lương nổi lên bốn phía đại điện.
Lý Vân Tiêu biến ra ba đầu sáu tay, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ánh sáng vàng, cơ bắp chướng nở, sức mạnh to lớn chấn mở điện thánh ma ức chế. Giống như một đóa sen vàng nở rộ trong bóng tối vô biên. Thủ ấn sáu tay biến kim phủ bay múa nháy mắt kết ra ba ấn phủ sinh, trần thế, thiên địa đánh tới bốn phương tám hướng. Ầm 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 ầm. Ấn quyết đánh nát không gian trói buộc va chạm với ba pháp tướng, linh áp khủng bố rung động kinh thiên động địa, mặt đất rung rinh, không gian vặn vẹo hoàn toàn biến hình. Nhâm Hề Mân thấy Lý Vân Tiêu dũng mãnh thì rất giật mình, hét to. Chủ nhân, ta đến giúp chủ nhân. Hai tay Nhâm Hề Mân chộp, một cây rìu chiến màu đồng nằm trong tay chém tới. Lý Vân Tiêu đang đối kháng với đế giả, dường như gã nương nhờ lực lượng nguyên điện thánh ma. Xung lực từ ba mặt pháp tướng như sóng biển đổ xô chồng chất từng tầng khiến Lý Vân Tiêu chịu áp lực lớn. Ground. Thiên mục hiện trên trán Lý Vân Tiêu bắn ra đoàn sáng, cương phong bay ra hóa thành phong nhẫn như hình nửa vầng trăng to chém hướng Nhâm Hề Mân. Bùm. Chớp mắt Nhâm Hề Mân bị đánh bay, cương phong quẹo một vòng trên không trung biến thành cá sấu lao vút qua, theo đuổi không bỏ. Nhâm Hề Mân hết hồn không rảnh lo cho đế giả, lão cầm rìu chiến quay đầu bỏ chạy. Lúc này Lý Vân Tiêu cảm thấy sắp không chống đỡ nổi, lực lượng của đối phương liên miên không dứt như chẳng có điểm cuối. Thần dịch lực của Lý Vân Tiêu như nước sông rút đi, so sánh hai bên càng đánh càng khó khăn. Biểu tình trên pháp tướng ba mặt của đế giả dần giống nhau, mặt lạnh băng, nhếch mép cười gằn, dường như cố ý muốn kéo Lý Vân Tiêu gục hoàn toàn. Con người Lý Vân Tiêu có rút thoáng chốc đổi màu máu nhìn đế giả chằm chằm, quát to. Thiên khuyết. Lực lượng đồng thuật phối hợp tinh thần lực trình độ thuật thần của Lý Vân Tiêu gần như thực chất hóa, ma khí xung quanh hiện ra một tầng sáng trắng nhanh chóng tan biến. Nơi con người nhìn tới đâu đều biến thành hư vô. Pháp tướng đế giả đằng trước tình cờ giao nhau với mắt Lý Vân Tiêu, bị trúng đòn. Pháp tướng đế giả khép mắt, quyết ấn thay đổi đè hướng lực lượng thiên khuyết. Ầm 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 ầm. Linh áp dao động, xu hướng ùn ùn ập đến. Nội tạng Lý Vân Tiêu đảo lộn, khóe môi chảy máu. Điều này chứng thực KC suy đoán của Lý Vân Tiêu, đế giả cố ý đè lực lượng của hắn, muốn kéo hắn gục hoàn toàn. Lý Vân Tiêu không rõ ý tưởng của đế giả thế nào nhưng dường như gã không muốn giết hắn. Trong phút vô cùng khó khăn này Sán và Trác bay ra khỏi giới thần bi, biến thành hai luồng sáng vàng lao hướng hai pháp thân. Ba pháp thân hoàn toàn biến sắc, nét mặt xa sầm. Đế giả lo nhất là giới thần bi của Lý Vân Tiêu. Không biết bên trong chứa bao nhiêu cường giả. Với lực lượng của đế giả nếu có thể hoàn toàn khống chế điện thánh ma thì có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng trong thánh khí của đối phương. Nhưng nay thực lực đế giả không bằng 10% ngày xưa đỉnh cao, không cách nào thực hiện điều này. Hai pháp thân thay đổi thủ ấn đánh về phía Sán và Trác. Nhưng làm sao đánh lại Sán và Trác? Hai đại yêu tấn công, lực lượng khủng bố trùng kích chớp mắt đánh nát hai pháp thân sụp xuống như núi đổ. Lý Vân Tiêu bỗng thấy áp lực giảm đi, hắn lắc người thu về ba ấn quyết ta hợp thành một ấn trên không trung đẩy hướng pháp tướng trước mặt. Ầm 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 ầm. Pháp thân thứ ba cũng không đánh lại, nổ tung tại chỗ biến thành khói xám mù mịt. Cả không gian vặn vẹo ngay khi ba pháp thân tan vỡ thì trở về như cũ, đại điện yên tĩnh, không có bóng người hay thanh âm. Nhâm Hề Mân cũng biến mất. Cá sấu mất dấu Nhâm Hề Mân, nó chậm rãi bò dưới đất, trong mắt tràn đầy buồn bực và lệ khí. Sán và Trác đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, quan sát bốn phía rồi kinh kêu. Đây là điện thánh ma. Lý Vân Tiêu vui mừng hỏi. Hai vị có biết gì về điện này không? Sán trầm giọng nói. Điện này là chỗ ở của ma chủ đế ngày xưa, bản thân nó là huyền khí siêu mạnh. Nếu người vừa rồi có thể khống chế điện này hoàn toàn thì rắc rối rồi. Vẻ mặt Sán đầy lo âu. Lý Vân Tiêu nói. Người vừa rồi chính là phân thân của ma chủ đế. Cái gì? Sán và Trác hết hồn. Sán la lên. Mau đi ngay, không thì nguy to. Năm ngón tay Sán khép lại như đao chém vào hư không. Xoẹt. Thủ đao xẹt qua đâu là một lằn đen lướt qua, không gian chẳng hề nứt ra. Sán biến sắc mặt. Trác trầm giọng nói. Hắn là phân thân của ma chủ thì e rằng đã có thể khống chế điện này. Sán sắc mặt khó coi nói. Vật ấy tuy không phải thánh khí nhưng là tồn tại có thể đối kháng thánh khí. Ngày xưa nó trực tiếp trấn áp rất nhiều cường giả, gần như lập tức. Vương tọa trên cao chợt lóe bóng người, đế giả biến ra nhẹ nhàng ngồi trên ghế,
vẻ mặt châm chọc nhìn ba người. Chậc chậc, ta cứ tưởng là ai? Xem ra hai vị là cặn bã sống thừa ngày xưa, không thì làm sao biết chuyện điện thánh ma? Sán và Trác giật mình kêu lên. Ma chủ! Sán và Trác cực kỳ sợ hãi khuôn mặt kia, hai người sắc mặt tái nhợt không chút máu. Đế già cười khẽ. Ha ha, không cần sợ, ta đã không phải ma đế năm đó, không thô bạo như vậy. Tên của Ngô là Đế già, hai vị có thể lựa chọn làm người hầu cho Ngô để lại một mạng. Cũng có thể chọn cứng đầu chống cự, thân chết đạo tiêu. Trác lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy châm chọc. Hừ, ngày xưa chúng ta không sợ gì ngươi, bây giờ càng không. Chẳng qua là chết, đời người từ xưa ai không chết. Chỉ cần tấm lòng trong sáng đường hoàng. Bốp, 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 bốp. Đế giả vỗ tay, cười nói. Có cốt khí, có khí phách, không uổng là người ngày xưa có thể chiến một trận với ta. Nhưng các người nghĩ chết rồi là xong sao? Trác nhíu mày nói. Là sao? Đế giả cười nói. Ta cho các người xem một thứ, không ngờ sơn mạch thiên đãng này là kho báu. Đế giả búng tay cái bóng. Nhâm Hề Mân xuất hiện bên cạnh đế giả, cười tủm tỉm rút rìu chiến ra hôi nhẹ trước mặt vẽ các ký hiệu hòa vào không gian. Trong đại điện hắc ám tuôn ra rất nhiều hơi thở cường đại, các cặp mắt hung ác đến gần. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Những cái này là cái gì? Các hơi thở cường đại cổ xưa xa xăm, làm rung động hồn người. Lý Vân Tiêu chợt nhớ một thứ, đó là con ma thú đã chém giết trên bầu trời ma cốc cũng cho hắn cảm giác này. Thứ xung quanh dần rõ ràng lên, quả nhiên là một đống ma thú, toàn thân ma khí ngập trời lặng lẽ đứng hai bên như pho tượng chờ đợi mệnh lệnh. Lý Vân Tiêu hoàn toàn không cảm nhận được linh khí, sự sống từ người đám ma thú. Chúng nó như con rối chúng ta, không có ý thức bản thân. Mắt đế giả bắn ra tia sáng. Ha ha, mấy thứ này toàn là sinh vật cường đại chết trong sơn mạch thiên đãng suốt bao nhiêu năm qua. Đế giả cười nói. Vì cơ thể chúng nó cường đại bất hủ nên mới giữ lại, bây giờ vừa lúc cho ta dùng. Lý Vân Tiêu mắng. Thì ra là vậy, không ngờ ngươi còn có sở thích điều khiển xác chết. Đế giả lạnh lùng châm chọc. Bốn chữ kia quá khó nghe. Đế giả phất tay. Giết hết. Đám ma thú bùng nổ khí thế, liên tiếp gầm giống xông lên. Chết tiệt. Ba người Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến sắc mặt, nếu ở ngoài đại điện thì giết đám này không khó khăn. Nhưng trong điện thánh ma ức chế một nửa lực lượng của họ, nếu bị vây công thì khó mà chống cự. Trác vội la lên. Vân Tiêu huynh đệ, trong giới thần bi còn bao nhiêu cường giả? Triệu hoán ra hết đi, ngược chết bọn họ. Lý Vân Tiêu cười gượng. Chỉ có ba chúng ta, còn mỗi Lâm đại nhân. Sán và Trác ngây người. Ha ha ha. Sán cuồng cười, hào hùng nói. Kệ nó, mấy thứ này sớm muộn gì là mối họa, hiện tại có thể giết bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mắt Sán bắn ra tia sáng lạnh lao vào đám ma thú, tay không xé rách một con. Bùm! Ma khí bắn tung tóe, không có máu. Lý Vân Tiêu và Trác bị kích thích hào khí từ hai bên trái phải xông lên, thỏa thích chém giết. Mười vạn năm trước không chết trong tay ma tộc, cùng lắm bây giờ chết đi. Trác lao tới bên cạnh Sán, cùng Sán chém chết. Trác cười to bảo. Không biết các huynh đệ ngày xưa còn chờ chúng ta dưới đất không? Lý Vân Tiêu buồn bực nói. Bớt nói lời nản lòng chiến sĩ đi, ta không muốn chết chung với các ngươi. Lý Vân Tiêu vung kiếm thế chém đầu mấy con ma thú, người bắn ra 12 luồng sáng vàng. Ầm, ầm, ầm. Khi lục đinh lục giáp đáp xuống đất nháy mắt hóa thành thông thiên cự tượng. Người tỏa vầng sáng vàng mông lung, ngàn vạn phù văn lấp lóe. Cự linh thì có giáp trụ phủ quanh thân, cầm quang nhẫn lần lượt chém hướng các ma thú. Xoẹt! Mỗi nhát dao chém xuống sẽ có mấy con ma thú bị chém giết, người bắn ra ma sát, chỉ còn lại thân thể khô quắt rơi đầy đất. Vẻ mặt binh khí giết chóc giật mình la lên. Thập nhị đô thiên thần sát! Đế giả vươn tay phải ra chộp đằng trước, cả không gian như tấm màn sân khấu bị người kéo nhăn nhúm. Tay trái đế giả liên tục điểm thủ ấn, đại điện lan tràn lực lượng cường đại. Sức mạnh hùng hồn đè lên 12 thần sát. Động tác lục đinh lục giáp khựng lại, trở nên cực kỳ chậm chạp. Một đống ma thú nhào lên, các loại công kích đánh vào khôi lỗi, từng vòng sáng khuếch tán. Cự linh như giáp bám lên người cũng dao động. Lý Vân Tiêu thầm giật mình, không chỉ riêng lục đinh lục giáp, chính hắn cũng cảm thấy áp lực tăng gấp mấy lần, suýt không đứng vững.
khóe mắt nhìn thoáng qua, Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến sắc mặt. Những ma thú này chẳng hề bị ảnh hưởng, chúng nó rất hưng phấn công kích. Lý Vân Tiêu chửi thề. Tổ cha nó, thế này làm sao đánh? Lý Vân Tiêu chừng muốn lồi tròng mắt giống to. Đại điện này đã kỳ lạ như thế thì ta sẽ đập nát nó trước. Đầu xuất thiên phong bay lên từ tay Lý Vân Tiêu, ánh sáng màu lục phát tán biến thành núi thần to lớn đụng vào vương tọa đế giả ngồi. Đế giả luống cuống. Cái gì? Thứ này phát ra nguyên tố thổ hệ cường đại khiếp hồn người làm đế giả giật mình. Đế giả quát to. Kính tượng. Hai tay đế giả bắt ấn vỗ trước mặt. Một luồng ma quang như gương kéo dài ra, độ dài rộng khoảng 7-80 trượng vừa đúng ngăn đầu xuất thiên phong lại. Ngọn núi ầm ầm đánh vào ma quang thượng, không có vụ nổ như tưởng tượng mà ngọn núi lún vào trong. Mặt gương dù vặn vẹo nhăn nhúm nhưng không vỡ ra. Lý Vân Tiêu giật bắn người, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái gọi là thuật kính tượng, chắc là phục chế không gian, di chuyển đầu xuất thiên phong vào không gian nơi khác, như mở ra con đường rồi lại cao minh hơn nhiều. Đế giả không ngừng rút đi ma lực bốn phía, dựa vào lực lượng điện thánh ma mới thi triển dễ như vậy. Xẹt đùng. Người Lý Vân Tiêu lóe lôi quang và ánh sáng trắng xẹt qua, thuấn di đến bên trên đầu xuất thiên phong. Một tay Lý Vân Tiêu ngưng trưởng, tử lôi biến rồng bay ra. Đế giả giật mình kêu lên. Cái gì? Dừng tay. Đế giả hoảng sợ nhìn tử long đánh vào kính tượng. Bùm. Ma quang như gương tan vỡ. Ngọn núi đầu xuất thiên phong lại hiện ra, xoay tròn ầm ầm bay lên đập vào vương tỏa. Ầm, va chạm cứng đối cứng, ngọn núi và đại điện rung bần bật. Dư âm trùng kích khủng bố bắn tứ phía giống to, đẩy Lý Vân Tiêu, đế giả văng ra. Ánh sáng từ đầu xuất thiên phong không giảm vẫn đè trên vương tỏa, chậm rãi xoay tròn. Đại điện rung lắc dữ dội, vương tỏa có dấu hiệu tan vỡ. Áp lực trên người đám Lý Vân Tiêu giảm bớt ngay. Lục đinh lục giáp bỗng nhiên run lên đánh bật những đòn công kích, lại giơ cao quang nhẫn chém xuống. Sán và Trác mừng như điên, mới rồi hai người bị áp chế chiến đấu toàn thân đầy vết thương, hộc bãi máu. Trong bụng Sán và Trác nghẹn cục tức, rất tức giận. Áp chế bỗng biến mất, Sán và Trác cuồng giống xông lên, tay không xé xác mấy con ma thú để giải mối hận trong lòng. Ngay lúc này không gian cả đại điện hơi hỗn loạn, là điềm báo có bão không gian. Đế giả vừa kinh vừa tức giận quát. Lý Vân Tiêu, mau thu huyền khí của ngươi lại, nếu không các ngươi chết chắc. Lý Vân Tiêu lơ lửng trên đầu xuất thiên phong, trầm trọng ôm quyền chắp tay tỏ vẻ biết ơn. À, đế giả đại nhân quan tâm ta vậy sao? Vô cùng cảm kích. Đế giả tức nín thở, giận dữ quát. Ngươi nghĩ ngọn núi này có thể hủy ma điện của ta sao? Kẻ điên nằm mơ, ta chỉ không muốn ma điện bị tổn hại. Nếu còn tiếp tục chấp mê bất ngộ thì kẻ chết vẫn là các ngươi. Đế giả nói xong bấy lên cao đáp xuống trên đỉnh vương tọa, hai tay bắt ấn quyết, ma phù xoay tròn quanh thân. Trong phút chốc trăm luồng sáng đen từ đại điện tụ tập lại quanh vương tọa đối kháng đầu xuất thiên phong. Linh áp khủng bố biến thành các tia chớp bắn đi bốn phương tám hướng. Lý Vân Tiêu không ngừng tính thầm, ma điện rộng lớn xinh đẹp này chưa chắc đầu xuất thiên phong có thể phá hủy dễ dàng. Ánh sáng xanh trên ngọn núi không ngừng yêu đi, chỉ có thể khuấy động không gian đại điện chứ không tạo thành hủy diệt thực chất. Nhưng sắc mặt đế giả càng khó xem, trước khi thực lực của gã tăng trưởng thì điện thánh ma gần như là chỗ dựa mạnh nhất của gã. Nếu điện thánh ma bị tổn hại nặng nề sẽ là đả kích lớn cho thực lực của đế giả. Tuy nhiên lực lượng hiện tại của đế giả không thể phát huy tất cả uy lực điện thánh ma, không thì đã sớm giết sạch nhóm Lý Vân Tiêu, hiện tại bị đâu xuất thiên phong đè ép rất là chật vật. Trên vương tọa khảm nhiều châu thạch bảo ngọc đang vỡ ra, đầu xuất thiên phong rung bần bật, đất đá đổ rầm rầm, cảm giác như đồng quy vu tập. Đột nhiên bên trên vương tọa hiện ra bóng người, một luồng sáng trắng đáp xuống, là một nữ nhân. Lý Vân Tiêu, đế giả lòng rung động, kinh kêu. Tiểu Hồng. Nữ nhân chính là Tiểu Hồng, nàng liếc Lý Vân Tiêu, khi đáp xuống thì hai tay bắt ấn, giống y như ấn quyết của đế giả. Tiểu Hồng vỗ mạnh vào vương tọa. Ma quang nở rộ, phù văn chuyển động trên vương tọa. Những bảo thạch sắp nát, chưa nát bỗng chốc sáng rực phản chiếu ngũ quang thập sắc. Ầm 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 ầm. Vương tọa phát ra lực lượng cường đại áp chế ánh sáng xanh, đất đá trên đầu xuất thiên phong rơi rất càng dữ dội, nhiều đất cát đá vụn rơi xuống. Lý Vân Tiêu cảm giác đầu xuất thiên phong không chống đỡ nổi nữa, hắn vội thu bắt ấn lại.
Lực lượng phản phệ dần xâm chiếm tâm huyết Lý Vân Tiêu, hắn khẽ rên, bị thương. Tiểu Hồng thấy vậy nhíu mày, quan tâm hỏi. Vân Tiêu ca ca có sao không? Lại có bóng người bay qua bên trên đại điện, sau lưng cõng một quan tài, là Cảnh Thất. Mặt Cảnh Thất trắng bệch nhìn đám ma thú, vừa nghi ngờ vừa vui mừng. Lý Vân Tiêu khẽ rên, lạnh lùng nhìn Tiểu Hồng. Sao nàng đến đây? Đế giả cũng lộ vẻ mặt giật mình nhìn Tiểu Hồng chằm chằm. Hai người cùng là phân thân ma chủ, là tử địch bẩm sinh, chỉ muốn nuốt trọn đối phương, thành toàn chính mình. Tiểu Hồng chỉ vào đế giả, tức tối nói. Hắn đến được tại sao ta không thể? Lý Vân Tiêu hỏi. Thế là nàng muốn hợp sức với hắn giết ta phải không? Tiểu Hồng vội lắc đầu nói. Sao Vân Tiêu ca ca nói vậy? Đương nhiên không phải, nhưng ta cũng muốn có điện thánh ma, không mong Vân Tiêu ca ca phá hủy nó. Lý Vân Tiêu xoe tròn tròng mắt. Nếu nàng đứng về phía thiên vũ giới, không theo ma tộc thì ta có thể hợp tác với nàng giết đế giả, trợ giúp nàng có được điện thánh ma, đế giả nghe vậy hoàn toàn biến sắc mặt. Tiểu Hồng mừng rỡ hỏi. Thật không? Tiểu Hồng vốn sinh ra trong thiên vũ giới, nói chính xác thì nàng cũng xem như người thiên vũ giới, sẽ không theo đám ma tộc làm mưa làm gió. Đế giả tức giận quát. Đế giả, đừng quên tại sao tộc ta công chiếm thiên vũ giới. Ngươi dám tùy tiện bỏ lại sứ mệnh này sao? Tiểu Hồng cười lạnh nói. Xin lỗi, ngươi nhận sai người, nô tên Tiểu Hồng, người mà ngươi nói sớm không tồn tại. Đế giả càng tức điên lên nhưng lòng thầm e ngại Tiểu Hồng. Lý Vân Tiêu cười to nói. Ha ha, vậy còn chờ cái gì? Hợp sức giết hắn. Lý Vân Tiêu cuồng cười giơ kiếm đâm vào đế giả. Tiểu Hồng đột ngột ra tay, băng sát tâm diễm bay lên từ lòng bàn tay múa cùng áo trắng. Hai người lĩnh ngộ thiên đạo cực mạnh, phối hợp cực kỳ khăng khít, chiêu thức kín không kẽ hở, mơ hồ hòa thành cái lưới kín kẽ đột nhiên chụp xuống. Đế giả giật nảy mình, kiểu công kích phối hợp trái phải thế này khiến tim gã đập nhanh sợ hãi, dường như gợi mở vài đoạn ngắn ký ức. Tuy ba người không phải ma đế nhưng có mối liên kết dây dưa với ma đếm thân thiết không thể tách lìa. Đặc biệt lúc sử dụng ma nguyên thì mối liên kết vi diệu đó càng khó thể nói rõ. Bùm! Đế giả biến ra ba đầu sáu tay kịch chiến với Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng. Sau khi va chạm mấy chưởng thì đế giả không đánh lại, liên tục thụt lùi, rất nhanh bị đẩy vào góc không đường trốn. Đế giả giống to. Tức quá. Mắt đế giả rực cháy lửa giận. Bổn tọa mới là truyền thừa thật sự của ma đế. Hai tên hàng giả các ngươi mau trả lực lượng lại câu ta. Sáu tay đế giả bắt ấn, tinh vân xoay tròn bốn phía, lực lượng vĩ ngạn cách không giáng xuống. Quanh người đế giả liên tục thay đổi ngày đêm. Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng lòng rung động liếc nhau, đôi mắt tỉnh táo lại cùng thi triển ra ba đầu sáu tay pháp tướng. Người đế giả đen thui, Lý Vân Tiêu thì là pháp tướng màu vàng, pháp tướng của Tiểu Hồng là màu trắng. Sức mạnh hùng hồn giáng xuống người Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng. Ba lực lượng hóa thành tinh vân ức chế nhau, bão khủng bố uốn nhưỡng ngay giữa. Đế giả trừng to mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải lật lại nắm thực thể binh khí rút ra, là diều chiến thanh đồng, A Lại Huyền Việt. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng một tay chộp, trong hư không vang tiếng binh khí khua như tiếng nghiến răng, khiến lòng run sợ, toàn thân không thoải mái. Leng keng. Một chuỗi xiềng xích bị kéo ra khỏi hư không thành tinh vân vòng quanh thân, ngưng tụ thành trận thế. Lý Vân Tiêu nhướng đầu mày, biểu tình nghiêm túc. Lý Vân Tiêu chỉ cầm ma binh này một lần. Là xích sắt từng dùng trong cuộc chiến với lỗ thông tử ở cổ ma tỉnh, A Át phản sát. Tiểu Hồng thì kéo ra A Hàm chảm cốt đao dơ trước ngực, thân đao bá đạo sắc bén dài gần bằng người nàng. Ba binh khí xuất hiện, thời không chững lại. Trong thiên địa chỉ còn lại Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng, đế giả giằng co với nhau. Lý Vân Tiêu và đế giả ánh mắt trầm trọng, chỉ có Tiểu Hồng là ánh mắt hưng phấn khát máu. Tiểu Hồng quát to. Giết! Tiểu Hồng lao lên trước. A Hàm chảm cốt đao xẹt qua không trung xuất hiện trên đầu đế giả, sắc bén chém xuống. Đinh! A Lại Huyền Việt nghênh đón, hai binh khí va chạm vào nhau, gió mây khuấy động, thời không xoay tròn. Lực lượng cường đại phát ra từ binh khí như hút lấy hai người đứng yên không nhúc nhích. Vạn vật tĩnh lặng chỉ có ma binh lấp lóe, cảm giác quái dị buông xuống lòng mọi người. Chuyện gì đây? Lý Vân Tiêu cảm thấy khó tin. Binh khí của đế giả và Tiểu Hồng va chạm vào nhau, Lý Vân Tiêu như bị người kéo thân thể thuấn di tới nơi kỳ lạ.
chỗ này vừa không phải sơn mạch thiên đãng cũng chẳng ở trong điện thánh ma, đây là rừng đá kỳ dị, khắp nơi là cột đá chống trời, kích cỡ khác nhau. Bùm! Tĩnh lặng giữa đế già và tiểu hồng bị phá vỡ, hai binh khí va chạm nhau phát ra thanh âm trong trẻo, tách rời ra. Hai người lộ biểu tình nghi hoặc nhìn quanh. Người đế già run rẩy kinh kêu. Lục đạo không gian. Lý Vân Tiêu hỏi dồn. Cái gì là lục đạo không gian? Biểu tình đế già trầm trọng nhìn cột đá kéo dài không thấy cuối, trầm giọng nói. Là không gian bên trong lục đạo ma binh. Lục đạo ma binh là một thể, tuy có 6 cái nhưng chỉ có một lục đạo không gian bí ẩn. Ta biết rất ít về nó, số lần đi vào có hạn. Phải có trên 3 ma binh cùng tác dụng mới mở ra không gian được. Vậy tức là ba chúng ta làm ra điều này. Lý Vân Tiêu nhìn huyền khí trong tay mỗi người, cảm thấy xiềng xích át phản sát cầm trong tay nặng trĩu. Chúng ta nên làm sao ra ngoài đây? Hoàn toàn không cảm giác phương hướng không gian được. Ra ngoài. Đế già cười kỳ dị. Không gian chỉ có ma chủ đế trước kia mới đơn giản câu thông, mỗi lần đi vào toàn nhờ may mắn siêu tốt. Nên biết lục đạo ma binh là thiên thánh khí ma giới, dù là thánh ma cũng không thể khống chế. Ngày xưa ma đế tư chất ngút trời nhưng toàn bị lục đạo ma binh khống chế. Lý Vân Tiêu giật mình, cảm thấy rất quái dị. Bị lục đạo ma binh khống chế. Đế già gật đầu nói. Lục đạo ma binh sẽ không bị người điều khiển. Nó đại biểu lực lượng mạnh nhất ma giới, chủ các đời ma binh thật ra là phó hầu ma binh. Nhưng thân phận, người hầu, này là thứ mà ức vạn năm qua vô số thánh ma khát cầu lại không đạt tới được. Hóa ra là vậy. Sắc mặt của Tiểu Hồng khác hẳn hai người, chẳng có một chút lo lắng, ngược lại liếm môi hưng phấn. Lý Vân Tiêu nói, bây giờ ta chỉ muốn biết làm sao ra khỏi đây. Đế già cười nói, xin lỗi, ta đây cũng không biết, nếu là ký ức ma đế hoàn chỉnh có lẽ có thể lắp ráp ra cách rời đi, nhưng hiện tại ba chúng ta không sở hữu đầy đủ thì đành. Ha ha, đế già nháy mắt, hoặc hai vị đưa lực lượng ma đế cho ta, ta phụ trách đưa hai vị ra ngoài. Tiểu Hồng lạnh lùng nói, cút, sao ngươi không chết đi? Đế giả vác A lại huyền Việt trên vai, châm chọc cười nhạo nói. Thế thì hết cách rồi, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần ở lại đây suốt đời đi, Tiểu Hồng hung tợn chừng đế giả, lạnh lùng nói. Ai nói chúng ta sẽ ở cả đời? Ta và Vân Tiêu ca ca giết ngươi, cướp ký ức của ngươi. Sau đó ta và Vân Tiêu ca ca hợp sức tìm cách rời đi. Đế giả nhìn bộ dạng của Tiểu Hồng thì nổi lên cảnh giác, A lại huyền Việt che trước mặt. Đế giả xì một tiếng. Mơ mộng hão huyền. Lý Vân Tiêu tuy cảm thấy Tiểu Hồng nói có lý nhưng nhìn vẻ dữ tợn đáng sợ trên khuôn mặt thanh tú non nớt thì thấy kỳ kỳ, khó chịu. Tiểu Hồng hét chói tai. Vân Tiêu ca ca, ra tay đi. Giết hắn. Người Tiểu Hồng rực cháy lửa trắng, tay cầm trường đao bay qua chém. Bùm. Bùm. Hai người kịch chiến bên trên rừng đá, mỗi lần ra tay sẽ có uy lực to lớn, binh khí chấn vỡ hư không nhưng không thể phá hoại rừng đá này. Lý Vân Tiêu nhàm chán nhìn, cẩn thận quan sát bốn phía, muốn tìm ra cách rời đi. Không gian thánh khí vô cùng vô tận, có thể trải qua ức vạn năm bất diệt. Nếu không có cách rời đi có lẽ suốt đời sẽ bị nhốt trong này. Ý tưởng mới dâng lên trong lòng Lý Vân Tiêu nghĩ mà run, không cần lòng ham chiến đấu nữa. Nhưng Tiểu Hồng không nói sai, nếu không tìm thấy cách ra ngoài vậy thì giết đế già, cướp phần ký ức của gã, hai người hợp tác có lẽ sẽ tìm ra cách rời khỏi. Tuy đế già và Tiểu Hồng đánh nhau cân sức cân tài, tiếng binh khí giòn vang chấn động tinh thần nhưng Lý Vân Tiêu thi triển ra đại diễn thần quyết nhanh chóng tĩnh tâm lại, quan sát bốn phía. Mảnh lục đạo không gian này cổ xưa yên tĩnh, không có ma khí, không chút linh khí, tựa như khu vực chân không, khoáng cổ mà xa xăm. Đế già và Tiểu Hồng giao chiến kịch liệt nhưng lòng Lý Vân Tiêu đã dần lắng xuống. Lý Vân Tiêu ngồi trong hư không bắt đầu bắt ấn nhập định. Nơi đây không có ma khí cũng không có linh khí, Lý Vân Tiêu không biết tại sao mình ngồi xếp bằng nhập định làm gì. Nhưng lòng cực kỳ yên tĩnh, muốn quay về thanh tịnh bản tâm, như hòa hợp làm một với thế giới. Thời gian chậm rãi trôi trong lòng Lý Vân Tiêu, lắng đọng xuống, hoàn toàn vong ngã, chỉ có tĩnh lặng vĩnh hằng. Trải qua cực tĩnh, trong cảm giác mông lung vốn nên là một mảnh hư vô đột nhiên có nhan sắc, một vệt xanh trở nên chân thật. A, Lý Vân Tiêu lòng máy động, mừng rỡ cảm thấy hình như mình phát hiện cái gì. Sắc xanh dần rõ ràng hơn trong lòng Lý Vân Tiêu,
nó như từ phương xa vô tận đến, không biết tại sao tới đây. Ánh sáng này cho ta cảm giác không hề xa lạ, đây rốt cuộc là cái gì? Lòng Lý Vân Tiêu tĩnh lại, cẩn thận cảm nhận ánh sáng đó, thần thức không dám đụng vào. Tuy ánh sáng dịu dàng thân hòa nhưng trong lòng Lý Vân Tiêu trực giác nếu hắn đụng vào nó thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Không biết qua bao lâu, ánh sáng ngưng tụ thành hình, đột nhiên chậm rãi lưu động hướng tinh thần Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu giật mình mở bừng mắt ra, tỉnh táo lại từ trong thanh minh, cảm giác chết chóc cực kỳ nguy hiểm lan tràn trong lòng. Nguy rồi, đó là ánh sáng luân hồi. Khoảnh khắc sống chết cực kỳ nguy hiểm đó Lý Vân Tiêu chợt hiểu ra. Các chuyện quá khứ hiện lên trong đầu Lý Vân Tiêu, ngày xưa chết trong sơn mạch thiên đãng cũng là luồng sáng luân hồi đánh trúng hắn nên mới bị cuốn vào thiên địa luân hồi sở rồi chuyển thế vào người Lý Vân Tiêu. Ánh sáng này vừa sống vừa chết, hư vô mờ mịt. Bị đánh trúng nếu may mắn liền chuyển thế, xui thì chết hoàn toàn, hồn tiêu phách tán. Ngày xưa trên thành Hồng Nguyệt, trong luân hồi đại chuyển bàn của quỷ vương đã ngưng tụ ra ảnh chiếu một lũ ánh sáng luân hồi. Chỉ có lực lượng ảnh chiếu đã khiến bọn họ suýt bị diệt sạch. Vào phút sống chết Lý Vân Tiêu không lo nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, tay trái ngưng tụ băng sát tâm diễm, tay phải ngưng tụ phạm thiên tử lôi hợp nhất trước mặt đánh vào ánh sáng luân hồi. Đế già, Tiểu Hồng đang hăng đánh bị Lý Vân Tiêu gây tiếng động hù sợ, tách ra đứng xem. Ánh sáng luân hồi vô ảnh vô hình, là khi Lý Vân Tiêu tĩnh cực thì cảm ngộ được, hoàn toàn nằm trong tâm cảnh. Tử lôi và tâm diễm hợp nhất hiện ra trong tâm cảnh của Lý Vân Tiêu, đánh vào ánh sáng luân hồi. Ầm 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 ầm. Hai giới lực thế giới đụng vào ánh sáng đó thoáng chốc tan biến, trùng kích khủng bố khuếch tán trong lòng Lý Vân Tiêu, hắn phun ra tâm huyết. Phụt. Hơi thở của Lý Vân Tiêu nhanh chóng yếu đi, người run bần bật không ngừng toát mồ hôi lạnh. Ngực Lý Vân Tiêu bầm xanh, một phù ấn lan tràn chiếm cứ hơn phân nửa lồng ngực. Nếu trái tim của Lý Vân Tiêu không đúc bằng hồng thạch thì đã bị chấn vỡ tâm mạch, trực tiếp vào luân hồi. Tiểu Hồng hết hồn vội vàng bay qua, ân cần hỏi han. Vân Tiêu ca ca, có chuyện gì? Trong mắt đế già tràn ngập giật mình, nghi hoặc nhìn Lý Vân Tiêu, không hiểu sao hắn đột nhiên bị thương nặng. Lý Vân Tiêu giơ tay ngăn Tiểu Hồng tiến lên định dìu mình. Ta không sao. Lý Vân Tiêu hít sâu, vẻ mặt xôn xót sau tai nạn. Ta không sao. Cảm giác chí mạng vừa rồi khiến lòng Lý Vân Tiêu sợ hãi, trán ướt mồ hôi lạnh, mười ngón run rẩy. Phạm Thiên Tử lôi chính là giới lực thiên vũ giới ngưng tụ, băng sát tâm diễm là lực lượng quy tắc ma giới tác dụng trên nghê hồng thạch sinh ra. Hai giới lực đều cực kỳ bá đạo, phải hợp lực lại mới nhặt về cái mạng. Tiểu Hồng nghi hoặc hỏi. Sao đang yên lành Vân Tiêu ca ca bị thương? Tiểu Hồng không nói, quanh hai cánh tay hắn có phủ văn màu xanh, màu trắng uốn lượn, cảm giác như hai giới lực. Người Lý Vân Tiêu cũng trở nên mơ hồ vì hai giới lực tác dụng. Lý Vân Tiêu thẳng thốt. Đây là... Lý Vân Tiêu không tự chủ được bị huyền lực kéo thân thể chớp mắt biến mất trong lục đạo không gian. A, à, Tiểu Hồng giật mình, phát hiện cơ thể mình cũng bị lực lượng kéo sắp rời khỏi không gian này. Đế già đứng gần đó cũng thế, nhưng sắc mặt của gã thản nhiên nói. Mở ra lục đạo không gian cần có ba ma binh, sau khi Lý Vân Tiêu đi thì lực lượng của hai chúng ta không thể duy trì trong không gian này. Đế già dứt lời. Gã và Tiểu Hồng biến mất. Sau đó ba người trở về điện thánh ma. Đế già, Tiểu Hồng biểu tình cực kỳ khó xem, bởi vì cầm ma binh chiến đấu tiêu hao rất lớn, khó mà duy trì. Ma binh tan biến trong tay hai người. Mặt Lý Vân Tiêu trắng như giấy ngồi khoanh chân trong không trung điều dưỡng. Diện tích bóng ma trong lòng Lý Vân Tiêu khó thể tính toán, hai người này đánh nhau sống chết chẳng bị gì, hắn ngồi yên làm Mỹ Nam vậy mà suýt mất mạng. Cảnh tượng trong điện thánh ma hiện tại cực kỳ thảm liệt, xác vụn đầy đất. Sán và Trác Chiến toàn thân đẫm máu, lực lượng cạn kiệt nhưng hai người sừng sững không ngã. Nhâm Hề Mân ở một bên đánh nhau với Cảnh Thất, hai người giết đỏ mắt, cũng thương tích đầy mình, tràn đầy vết máu. Cảnh Thất và Thần Sát Thi Khôi đều bị ma khí xâm nhiễm, da thịt bắt đầu mục rữa. Người Nhâm Hề Mân đầy thi ban màu trắng, chúng độc cực sâu, môi tím lịm. Trên bầu trời đại điện chợt vang lên thanh âm xa xăm, vài luồng sáng lấp lánh. Dần có hơi thở cường đại xé gió bay ra biến thành các bóng người. Đó là... Mọi người giật mình, bảy thân hình hùng vĩ xuất hiện trên bầu trời, khí thế cực kỳ cường đại, toàn là cường giả trưởng thiên cảnh.
Bọn họ khuôn mặt âm trầm đầy ma văn, là nhân loại nhập ma. Lý Vân Tiêu nhìn một người trong số đó, run giọng kêu lên. Hoa Thiên Thụ. 30 ma có một người mặt mày đoan trang, sắc mặt lẫm nhiên, trên trán có ngọn lửa đen bập bùng cháy. Khi Lý Vân Tiêu kêu lên thì người đó liếc qua, con người co rút. Ánh mắt hai người giao nhau trong thời không, quấn quý khó tách lìa. Nhâm Hề Mân điên cuồng cười to. Ha ha ha. Nhâm Hề Mân vô cùng kích động run giọng. Rốt cuộc thành công sao? Được đến 30 người lực lượng chân linh mạnh nhất trong sơn mạch thiên đáng. Ha 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 ha. Ma khí quanh quẩn trên thân 30 người, tuy là trưởng thiên cảnh nhưng khí thế lại như núi cao, rời núi lấp biển. Đế già cũng cười, thở phào, ung dung nói. Hơn 40 người đi vào chỉ có 30 người sống sót, không dễ, không dễ. Các ngươi rất giỏi, rất thật biết điều, cũng có tư cách trở thành người hầu trung thành nhất của ta. Hoa Thiên Thụ nhìn Lý Vân Tiêu một lúc, biểu tình giật mình trở về bình tĩnh. Hoa Thiên Thụ lạnh nhạt hỏi. Là sư tôn. Lòng Lý Vân Tiêu run rẩy nhưng cố gắng bình tĩnh nói. Ngươi nhập ma. Khóe môi Hoa Thiên Thụ cong lên, vẻ mặt trào phúng cười khẩy nói. Nhập ma, ngày xưa ta đã nhập rồi nhớ không? Hiện tại chẳng qua là ổn định đạo tâm. Lòng Lý Vân Tiêu nặng trĩu. Ngươi đi theo ta. Hoa Thiên Thụ sửng sốt, không cho là đúng hỏi. Đi, đi đâu? Lý Vân Tiêu đáp. Đi địa bàn của ta. Ta khu trục ma khí giúp ngươi. Hoa Thiên Thụ cười lớn. Ha ha ha. Hoa Thiên Thụ khinh miệt nói. Khu trục ma khí, ngày xưa ngươi cũng làm chuyện ngu xuẩn tương tự, bị người dắt mũi xoay vòng quanh, giờ muốn lặp lại lần nữa sao? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ngày xưa thực lực của ta không đủ, hiện tại xưa đâu bằng nay. Ta có tin tưởng sẽ khu trục sạch ma khí trên người của ngươi, trả lại đạo tâm ban đầu của ngươi. Con người Hoa Thiên Thụ co rút. Đạo tâm ban đầu. Hoa Thiên Thụ lạnh lùng nói. Hiện tại đạo tâm của ta chính là bản tâm, nói gì đến trả. Sư tôn, ngày xưa người sai rồi. Nếu không phải sư tôn chấp niệm muốn khu ma thay cho ta thì không đến mức gây nhiều chuyện, cuối cùng chết thảm nơi đây. Mắt Lý Vân Tiêu bắn tia tàn nhẫn nhìn Nhâm Hề Mân đứng gần đó, lạnh lùng hỏi. Ngày xưa là kế của các ngươi cố ý dụ Hoa Thiên Thụ nhập ma. Nhâm Hề Mân bị Lý Vân Tiêu nhìn cả người lạnh lẽo, run run nhếch mép cười gằn. Đúng vậy, ngày xưa ta và Thương Ngô không nghĩ đến cách tu luyện ma công đột phá võ đạo trói buộc. Thiên vũ giới bị khiếm khuyết quy tắc nhưng quy tắc ma giới thì không. Sơn mạch thiên đáng là cây cầu giữa hai giới, là mảnh đất chúng ta muốn trùng kích thần cảnh. Nhưng muốn lĩnh ngộ quy tắc ma giới nhất định phải tu luyện ma công, công pháp đó nguy hiểm, bất đắc dĩ đành tìm chuột bạch, ha 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 ha. Hoa Thiên Thụ nghe vậy đáy mắt phụt qua tia tức giận nhưng sắc mặt thì trầm như nước chẳng chút gợn sóng. Nhâm Hề Mân nhìn vẻ mặt Lý Vân Tiêu tức giận rồi lại không biết làm sao thì càng không kiêng nể gì, cuồng cười nói. Ngày xưa ta phụ trách chuyện đảo phù không, nắm rõ sơn mạch thiên đáng như lòng bàn tay, hơn nữa bày ra nhiều chuẩn bị. Ha ha ha, Hoa Thiên Thụ chỉ là một con chuột trắng trong số đó. Chúng ta biết tư chất của Hoa Thiên Thụ không đủ, chỉ muốn kéo ngươi xuống nước. Tiếc ơi là tiếc, người quá yếu ớt, chết trong sơn mạch hại kế hoạch của chúng ta bị hụt. Lý Vân Tiêu thở dài thườn thượt, phớt lờ Nhâm Hề Mân điên cuồng. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói với Hoa Thiên Thụ. Thiên Thụ, theo ta trở về đi. Đôi mắt Lý Vân Tiêu trong như trăng sáng trên trời không dính hạt bụi. Ánh mắt Hoa Thiên Thụ chạm vào đôi mắt đó, gã khẽ run, bị xúc động đạo tâm. Hoa Thiên Thụ vội quay đầu đi. Ngươi đi đi. Ta hiện tại toàn thân ma nguyên, đã không thể quay đầu. Huống chi ta bây giờ là đạo tâm mà ta muốn truy cầu, không có gì không đúng. Còn sư tôn ngày xưa vì cứu ta mà làm nhiều điều sai. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta điều tra trong sách cổ ngày xưa Đông Hải cũng có người nhập ma sau này khu trục ma tính, nên đi Đông Hải cầu thuật, giết chóc vô số, nhuộm máu. Hoa Thiên Thụ lạnh lùng nói. Mạng sống ức vạn hải tộc nhân không thể khiến sư tôn tỉnh ngộ lại. Kẻ chấp mê bất ngộ không phải ta người, sư tôn đại nhân. Lý Vân Tiêu cười thảm. Đúng vậy, mỗi khi ta nhìn vẻ mặt đau khổ đó của ngươi, khi kêu, sư tôn cứu đệ tử, là ta sẽ bất chấp tất cả đâm đầu vào. Hoa Thiên Thụ biến sắc mặt, xì mũi. Ngày xưa ma tâm của ta không ổn định, giờ thì khác rồi.
còn Sư Tôn vẫn giữ trái tim yếu đuối đó, vậy làm sao trở thành cường giả được? Sư Tôn, hay là theo ta cùng nhập ma đi? Nhập ma? Lý Vân Tiêu dở khóc dở cười, buồn bã lắc đầu. He he he, Hoa Thiên Thụ nói đúng. Lý Vân Tiêu, người có ma nguyên ma công, trái tim cũng là hồng thạch nhưng không có ma tâm thật sự thì sao được? Đế giả liếm môi, khát vọng nói. Chỉ cần ngươi quy thuận ta thì ngươi sẽ là đệ nhất nhân dưới bổn tọa. Lý Vân Tiêu trừng đế giả, lạnh nhạt nói. Ta đang ở trên người không chịu cớ gì làm người dưới ngươi. Ta bị bệnh chắc. Đế giả hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, nhiều lần buông bỏ cơ hội ta cho thì không trách ta được. Đế giả mắt lóe tia sáng lạnh quát to. 30 người nghe lệnh, giết hết đám người này, đặc biệt là ả. Đế giả chỉ hướng Tiểu Hồng. Mặt Tiểu Hồng trắng bệch nhưng không bối rối, nàng bày ra tư thế, cảnh giác đề phòng. Tuân lệnh, 30 vũ giả bị ma hóa mắt bắn ra sát khí. Mặt Hoa Thiên Thụ dữ tợn, người hiện ra ma văn. Nhâm Hề Mân cuồng cười. Ha ha ha, Hoa Thiên Thụ, giao Lý Vân Tiêu cho người đối phó, mau bẻ đầu hắn xuống. Ánh mắt Hoa Thiên Thụ càng lạnh, lắc người xuất hiện sau lưng Nhâm Hề Mân, chợt vỗ một chưởng xuống. A, ngươi làm gì vậy? Nhâm Hề Mân hoảng hốt, có nằm mơ cũng không ngờ Hoa Thiên Thụ đột nhiên phản phé. Hoa Thiên Thụ đấu với cảnh thất đã là lưỡng bại câu thương, làm sao né được? Nhâm Hề Mân đành giơ diều chiến lên đâm tới. Xoẹt! Diều chiến đâm vào không khí, bị tay trái của Hoa Thiên Thụ bắt trúng, tay phải vỗ xuống đỉnh đầu Nhâm Hề Mân. Bùm! Ma khí chui vào trong, máu từ đỉnh đầu chảy xuống đầy mặt Nhâm Hề Mân. Hoa Thiên Thụ lạnh lùng nói. Ta là phó của đế giả đại nhân chứ không phải người hầu của thứ rác rưởi nhà ngươi. Ngươi là cái thứ gì mà dám ra lệnh cho ta? Phi! Hoa Thiên Thụ phun đàm vào mặt Nhâm Hề Mân hòa lẫn với máu. Đôi mắt Nhâm Hề Mân dần mất ánh sáng, lão run run giơ tay lên duỗi hướng đế giả. Trong mắt Nhâm Hề Mân tràn đầy lưu luyến sự sống, khổ sở cầu xin cứu mình. Đế giả gãi mũi, lạnh nhạt nói. Hoa Thiên Thụ nói đúng quá. Bàn tay run rẩy của Nhâm Hề Mân cứng ngắc, hoàn toàn mất sự sống, chết không nhắm mắt. Đế giả nhìn xác Nhâm Hề Mân. Tuy thân thể của ngươi không đủ mạnh nhưng dù gì là cường giả một thế hệ, lợi dụng phế vật triệt để đi. Một tay đế giả bắt ấn, một ấn quyết đánh vào người Nhâm Hề Mân. Cái xác dùng mình chậm rãi bò dậy. Cái xác hai mắt vô thần, hoàn toàn như con rối. Máu tuôn từ đỉnh đầu một lúc rồi ngừng chảy, lem luốc đầy mặt cái xác. Đế giả vung tay, lạnh nhạt nói. Lên đi, giết hết đám người này. 30 vũ giả ma hóa đáp xuống, 8 vũ giả lao hướng Tiểu Hồng. Nhâm Hề Mân rít gào lao vào cảnh thất. Sư Tôn, những năm gần đây Đồ Nhi chưa từng quên khổ tu. Nhưng mặc cho mình cố gắng ra sao thì tư chất có hạn, không thể trùng kích cảnh giới cao hơn. Chỉ có đế giả đại nhân thưởng thức ban cho Đồ Nhi tiền đồ vô hạn, Đồ Nhi cam nguyện quỳ trước đế giả đại nhân, phụng làm chủ, suốt đời nghe theo, không bao giờ làm phản. Hoa Thiên Thụ từng bước một đi hướng Lý Vân Tiêu. Hy vọng Sư Tôn cũng sẽ giống Đồ Nhi theo phụng đế giả đại nhân. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nhìn Hoa Thiên Thụ. Đồ Nhi Thiên Thụ của ta, ngày xưa sư phụ không thể cứu ngươi về được, trong lòng luôn ăn năn. Hôm nay thấy tình cảnh của ngươi như vậy làm lòng ta đau xót, cho dù có liều lĩnh thân chết đạo tiêu thì ta quyết tâm cứu ngươi trở về. Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia dứt khoát, lòng tĩnh lặng. Mọi chuyện trên đời không còn quan trọng với Lý Vân Tiêu, vì cứu ái đồ, hắn tùy thời có thể vứt bỏ tất cả. Nếu vậy thì Đồ Nhi đành cho sư tôn thấy lực lượng đế giả đại nhân ban cho ta. Bởi vì sư tôn giao cho ta toàn là rác rưởi, Đồ Nhi không mặt mũi thi triển ra. Mặt Hoa Thiên Thụ co giật, trán lấp lóe ma viêm hình dạng chim lửa. Con người Lý Vân Tiêu co rút hoảng sợ nhìn, vẻ mặt ngơ ngác. Phượng Hoàng. Hoa Thiên Thụ nhếch mép cười gần vỗ trưởng, giữa năm ngón tay bốc cháy lửa hừng hực. Hoa Thiên Thụ lạnh lùng nói. Đúng vậy, đây là bất tử hỏa phượng. Lý Vân Tiêu vung trưởng nghênh đón. Hai trưởng va nhau, nội tạng Lý Vân Tiêu lại bị chấn động phun búng máu, liên tục lùi mấy bước. Lúc trước Lý Vân Tiêu bị ánh sáng luân hồi đánh bị thương, trưởng này xúc động vết thương tổn hại nội tạng. Chậc chậc, sư tôn chỉ có chút thực lực đó sao? Làm Đồ Nhi thấy ngại quá. Hoa Thiên Thụ lạnh lùng cười. 30 người chúng ta đều có lực lượng chân linh chết trong sơn mạch thiên đãng.
Đồ Nhi được lực lượng Phượng Hoàng, không phải thượng cổ thiên Phượng nhưng cũng có được thần hỏa. Sau khi bị ma hóa thì nó thành ma viêm như sư tôn hiện thấy. Hai tay Hoa Thiên Thụ bắt ấn, đồ án chim lửa giữa trán chợt lóe, là một con Phượng Hoàng nhưng đen thui. Chim lửa há mồm phun ra hắc viêm biến thành vệt lửa đốt tới. Lý Vân Tiêu buồn bã khẽ thở dài. Thì ra là vậy. Lý Vân Tiêu liếc qua 12 người khác, quả nhiên bày ra đặc tính chân linh hoặc nhiều hoặc ít, hắn biết có rắc rối. Những vũ giả được lực lượng chân linh cộng thêm ma hóa khiến thực lực tiến thêm một bậc, mạnh hơn trưởng thiên cảnh bình thường rất nhiều. Dù không có 30 người thì chỉ những ma thú bình thường đã làm bọn họ rơi vào tuyệt cảnh, hiện tại không có hy vọng lật ngược bàn cờ. Giáp trụ cự linh trên người Lục Đinh Lục Giáp bị đánh tan tác, thân thể con rối nứt rạn. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thấy lực lượng của ngươi tăng lên khiến vi sư rất vui mừng. Vi sư sẽ dùng chút lực lượng cuối cùng cố gắng cứu lại ngươi. Lý Vân Tiêu thấy không có hy vọng thắng thì mắt lóe tia dứt khoát, hắn đã có quyết định. À, chút lực lượng cuối cùng. Hoa Thiên Thụ cười khẩy nói. Đồ Nhi thật sự nhìn không ra sư tôn còn có lực lượng gì nữa. Đến chết vẫn không biết hối cải, thật làm cho Đồ Nhi khổ sở. Nếu vậy thì sư tôn chết sớm cho rồi, ít ra để lại ấn tượng tốt trong lòng Đồ Nhi. Vệt lửa đánh vòng trên không trung tản ra thành cái lưới bỗng nhiên chụp xuống. Giữa lưới lửa phát ra tiếng xèo xèo, cả không gian bị đốt thủng vô số khe hở. Nhưng khi lưới lửa chụp xuống nhưng bị lực lượng cản trở khó thể xuống thêm một ly. Biểu tình Hoa Thiên Thụ giật mình, lòng dâng lên nỗi sợ. Lý Vân Tiêu một tay bắt ấn, cũng là ma văn khắp cả người. Một vòng xích sắt quấn quanh thân Lý Vân Tiêu, là lục đạo ma binh chi a át phản sát. Lực lượng trên người Lý Vân Tiêu liên tục tăng cao, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chịu chết. A át phản sát phập phình quanh người Lý Vân Tiêu, ma văn rậm rạp bay ra, lực lượng không gian tăng lên kịch liệt theo. Đế giả giật nảy mình nhìn Lý Vân Tiêu thi triển chiêu đó, kinh khủng nói. 3000 thế giới. Quanh người Lý Vân Tiêu, trên ma binh xích sắt, trong các phù văn bộc phát truyền ra tiếng phong lôi. Ma khí trong đại điện cảm ứng được, sôi sục co rút dữ dội kéo vào trong xích sắt. Trong cổ ma tỉnh khi thi triển chiêu này thì vượt ngoài tầm kiểm soát, mãi khi hủy hoại tất cả chỉ trong chớp mắt. Đế giả hét to. Dừng tay. Trán đế giả vã mồ hôi lạnh, nếu 3000 thế giới bị thi triển ra thì điện thánh ma không sụp đổ cũng tổn hại nặng. Đột nhiên một thanh âm hưng phấn vang lên. Ha ha ha, a át phản sát, lục đạo ma binh. Quả nhiên là lục đạo ma binh. Bóng người đáp xuống, cửa đại điện phát ra tiếng nổ đinh tai. Cánh cửa không tan nát nhưng thật ra tiếng kim loại ma sát chói tai. Vô số khói đen tràn vào xoay quanh bên trên đại điện. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, hơi thở trong những bóng đen cực kỳ cường đại. Có 3 bóng đen cho cảm giác không thể địch lại. Đế giả hoảng sợ lạc giọng. Ma tôn. Những bóng đen trên bầu trời không ngừng ngưng tụ thành hình, hóa thành các ma thú giống như những thuộc hạ của đế giả, xác cứng ngắc bị rót vào ma khí trở thành cái xác biết đi. 3 bóng người áo đen hiện ra trước những cái xác biết đi, bọn họ lơ lửng trên cao lạnh lùng nhìn xuống. Người đế giả run rẩy quát mắng. Dừng tay lại. Chiến đấu trong đại điện thoáng chốc ngừng lại, không khí tĩnh lặng. 30 vũ giả ma hóa, nhiều ma thú dừng lại chờ mệnh lệnh tiếp theo. Phụt. Sán luôn gượng một hơi giờ thả lỏng thì liên tục hộc máu, ngã gục trên mặt đất. Sán. Khóe mắt Trác muốn nứt ra, bản thân cũng bị thương rất nặng. Trác lảo đảo tiến lên trước nâng Sán dậy. Không chỉ cơ thể hai người, mặt Sán và Trác cũng đầy máu. Những ma thú không có máu, toàn là từ cơ thể Sán và Trác chảy ra. Trác run giọng hỏi. Người có sao không? Trác nhìn ra được trạng thái của Sán cực kỳ tệ, yếu ớt gần như chỉ còn một hơi. Tuy chật vật nhưng Sán không mất phong độ, mỉm cười nói. Thảm nhất cùng lắm là chết, có gì lớn lao. Xem ngươi lo lắng hoảng hốt kìa, ha ha ha, ngươi như thế có còn là đại yêu không? Trác chửi thề. Bố khỉ, ta còn chưa chết, sao ngươi có thể chết trước ta được? Trác mắng. Không được chết trước ta, cùng lắm chết chung. Sán cười nói. Cũng đủ rồi, ngươi và ta sống lâu như vậy đã quá đủ, giờ ta chỉ lo Lâm đại nhân, không biết đại nhân có thể chống đỡ nữa không? Nghĩ tới Lâm làm Sán và Trác lộ vẻ mặt lo lắng, bỏ mặc tình cảnh hiện tại của mình. Bản thân cùng lắm là chết, không có gì phải lo.
nhưng còn rất nhiều chuyện hơn hẳn sự sống chết của bản thân. Trên bầu trời, một người áo đen lạnh lùng cười. Chậc chậc, bị tình thật, hai tên nhãi nhép này là cơ hữu sao? Chịu không nổi, một người khác đứng sau lưng kinh kêu. Chỉ, mau nhìn kìa. Người đó chỉ hướng đế giả, đôi mắt lộ ra từ áo đen tràn đầy kinh sợ. Ba người này là chỉ, khanh, nhiễm lúc trước xuất hiện trong khe hở. Ba người cùng nhìn đế giả, cơ thể run rẩy, áo đen run bần bật. Chỉ hét chói tai. Đế! Đế giả nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Các ngươi biết ta, không thể nào. Đế giả biến mất từ 10 vạn năm trước, trừ phi là người cùng thời hoặc có lưu trữ hình ảnh về gã. Chỉ vui vẻ nói. Ha ha ha, nghe nói người bị nhân tộc xóa sổ, trấn áp, không ngờ đúng là thật. Chỉ ngửa đầu cười to, cười toàn thân co giật. Người bây giờ chỉ là phân thân đúng không? Đế giả lạnh lùng nói. Sốt cuộc ba vị là ai? Ta không nhớ có bằng hữu nào không dám công khai thân phận như các ngươi. Ta chán ghét cuộc đối thoại tin tức không ngang hàng, nếu ba vị muốn tiếp tục làm người ẩn giấu thì tùy ý, đi, ta sẽ không nói gì hết. Chỉ lạnh lùng nhìn đế giả, biểu tình vặn vẹo dữ tợn. Ha ha ha, đã quên chúng ta, thật đáng chết, chúng ta nhớ rõ ngươi, nhớ suốt vạn năm. Đế giả lắc đầu nói. Vậy sao, khuôn mặt xấu xí này của ngươi làm ta hơi có ấn tượng nhưng không nhớ được. Không phải đế giả coi thường đối phương. Tuy gã có nhiều ký ức nhất trong ba người nhưng không trọn vẹn, chỉ mơ hồ có ấn tượng, dường như là kẻ thù. Đế giả rất buồn rầu, dù gì ba người trước mắt có thực lực đẳng cấp ma tôn, lòng gã thầm cảnh giác. Thánh ma thế gia băng vực ngày xưa, người còn nhớ không? Chỉ lột trường bào xuống, khí lạnh âm trầm phát tán, cơ thể như băng cứng vạn năm không ngừng toát ra khí lạnh. Đế giả chợt nhớ ra. À, thì ra là các ngươi. Đế giả giật mình kêu lên. Các ngươi chưa chết sao? Mắt chỉ bắn ra khí lạnh đỡ nguyên người đế giả. Hừ, ba huynh đệ chúng ta bò về từ địa ngục cố ý lấy mạng của ngươi. Đế giả giật mình hút ngụm khí lạnh, liên tục thụt lùi. Biến cố này khiến Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng mừng thầm, chỉ hy vọng bọn họ giết nhau lưỡng bại câu thương, mình thì làm ngư ông đắc lợi. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng liếc nhau, giờ không phải nghĩ tới chuyện đắc lợi mà là giữ mạng. Ánh mắt Lý Vân Tiêu tràn đầy lo lắng nhìn Hoa Thiên Thụ. Hoa Thiên Thụ mặt không biểu tình, chẳng thèm nhìn Lý Vân Tiêu. Hoa Thiên Thụ chỉ cung kính đứng bên cạnh đế giả, tùy thời chờ mệnh lệnh. Khanh lạnh giọng nói. Đế, mau giao ra thiên ngoại huyền minh thạch ngày xưa ngươi cướp từ thế gia chúng ta. Lòng Lý Vân Tiêu rung động, chợt hiểu ra. Chỉ vừa rồi lộ ra chân thân. Huyền âm khí lạnh khiếp người phát tán làm Lý Vân Tiêu trực giác hơi giống công pháp của Bắc Minh thế gia, không ngờ thiên ngoại huyền minh thạch đến từ ma giới, có lai lịch như vậy. Lòng Lý Vân Tiêu nặng nề, thầm nghĩ chờ rời khỏi Sơn Mạch Thiên Đáng sẽ đi Bắc Minh thế gia lấy thiên ngoại huyền minh thạch bằng được, dù thế nào thì chắc chắn là bảo bối rất ghê gớm. Chỉ lạnh lùng nói, vì ngươi cướp đi thiên ngoại huyền minh thạch khiến băng vực ta 10 vạn năm nay không sinh ra một vị thánh ma. Người tộc ta đau ngươi thấu xương. Hận không thể ăn sống thịt ngươi. Ha ha ha. Đế giả cười như điên, châm chọc nói. Đám lâu la rác rưởi các ngươi nói như thể có thiên ngoại huyền minh thạch là các ngươi sẽ thăng cấp thánh ma. Bao nhiêu năm qua băng vực mới chỉ có một vị thánh ma mà các ngươi đã tự phụ là thánh ma thế gia, mặt dày đến thế là cùng. Ta thấy da mặt của các ngươi dày còn hơn hàn băng vạn năm dưới băng vực. Chỉ tức điên quát to. Ngày xưa bổn tọa đang phút then chốt trùng kích thánh ma lại bị ngươi cướp đi thiên ngoại huyền minh thạch dẫn tới không thể tan tác, vĩnh viễn ở lại ma tôn cảnh. Ba người chỉ nhớ lại chuyện ngày xưa tức xì khói. Băng vực là địa bàn nổi tiếng lừng lẫy trong ma giới. Thánh ma thế gia là một loại xưng hô thế lực từng xuất hiện cường giả thánh ma. Trong ước vạn năm toàn ma giới không hơn 20 nơi xứng được gọi là thánh ma thế gia. Ngày xưa chỉ là chủ băng vực. Đang phút then chốt trùng kích thánh ma thì bị đế đánh bị thương. Mặc dù không có chuyện này thì xác suất chỉ trùng kích thánh ma bằng không, nhưng gã không nghĩ vậy, đổ hết tội lên đầu đế. Khi ấy đế tung hoành đánh đầu thắng đó, ai cũng không dám chắn mũi nhọn. Dù bị đánh thương, bị cướp đá thì chỉ có thể nuốt ngược vào lòng. Nếu nói ra không chừng kẻ thù tìm tới cửa, không chỉ bản thân gặp hạo mà toàn băng vực cũng tiêu đời. Về sau hai giới hòa hợp. Chỉ vì tìm về thiên ngoại huyền minh thạch, cũng vì chiếm địa bàn thiên vũ giới mà cùng đại quân ma giới vượt tới.
không ngờ lại bị cường giả thiên vũ giới đánh bị thương rất cảnh giới, chỉ cảm thấy không còn mặt mũi trở về nên núp trong khe hở hai giới sống 10 vạn năm, dựa vào thu nạp ma khí từ từ tẩm bổ thân thể trở lại ma tôn cảnh. Đế giả thấy chỉ điên tiết vội nói. Ngươi kha ẩn nóng, ta đã đánh mất thiên ngoại huyền minh thạch nhưng có cách tìm về, nếu giết ta rất có thể ngươi sẽ mãi mãi mất đi. Hiện tại ngươi đã phục hồi công thể ma tôn, cộng thêm huyền minh thạch trợ giúp. Nắm chắc trùng kích thánh ma khá lớn. Tình thế trước mắt không đúng, đế già cũng không phải kẻ ngu dốt, không muốn trực tiếp chọc giận đối phương nên nói một đống lời hay ổn định đối phương trước. Hừ, người nghĩ làm như vậy là sống sót được sao? Quá ngây thơ. Chỉ liếc mắt qua người Sán và Trác, Tiểu Hồng, liếm môi cười gian. Ta cảm nhận được hơi thở đế trên người các ngươi và lực lượng ma bệnh. Ba người đều phải chết. Sau khi ta luyện hóa ba người sẽ được đến ký ức của các ngươi, nếu có được lục đạo ma binh thì thiên ngoại huyền minh thạch chẳng là gì. Khanh hét lên. Nói nhiều với họ làm gì? Sớm giết sớm chiếm được. Mấy trăm con ma thú bên trên đại điện dương nhanh múa vuốt, sau khi nhận được mệnh lệnh liền xả xuống. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng rung lên, cảm nhận sát khí đầy trời, cực kỳ bực bội. Lý Vân Tiêu mắng. Các ngươi thù mới hận cũ liên quan quái gì đến chúng ta? Có thể nói lý không vậy. Nhưng chẳng ai quan tâm Lý Vân Tiêu. Tiếng bầy ma thú gầm giống nhấn chìm tất cả thanh âm. Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng, Đế Già, vừa rồi ba người sống chết giết nhau giờ chung sức đồng lòng, châu chấu cột chung sợi dây. Bùm! Nguyên đại điện vang tiếng nổ kịch liệt, các loại lực lượng va chạm. Lý Vân Tiêu trực tiếp thuấn di đến cạnh Sán và Trác, thu hai người vào trong giới thần bi để bọn họ yên tâm trị thương. Lý Vân Tiêu cũng thu lục đinh lục giáp về. 12 khôi lỗi đã có vết rạn, nếu tiếp tục chinh chiến với ba huynh đệ băng vực thì rất có thể sẽ báo hỏng. Huống chi đế giả mới là mục tiêu chính của ba huynh đệ, Lý Vân Tiêu chỉ cần thận trọng giữ mình, không cần thiết xông pha chiến đấu ngay đằng trước nhất. Tiểu Hồng chợt đáp xuống cạnh Lý Vân Tiêu, nhỏ giọng nói. Vân Tiêu ca ca, chúng ta nghĩ cách tìm ra cơ hội chạy trốn đi. Lý Vân Tiêu lên tiếng. Ừm. Lý Vân Tiêu trả lời lại. Cấm chế đại điện cực kỳ lợi hại, e rằng chỉ có thể ra bằng cửa chính, nhưng không biết mở cửa như thế nào. Tiểu Hồng lo lắng nói. Ta còn nhớ vài phần cấm chế trong điện, có thể khống chế nó thuấn di chúng ta ra ngoài. Nhưng hiện tại không đơn giản như vậy, dường như ba người băng vực còn bày ra bí pháp của họ. Mới rồi ta có cảm nhận, tất cả cấm chế đều bị đông kết. Đông kết? Lý Vân Tiêu kinh hoàng. Cấm chế có thể đông kết sao? Tiểu Hồng trầm ngâm nói. Cảm giác này rất kỳ lạ, tạm gọi là đông kết đi, ta cũng không rõ ràng. Hiện tại chỉ và đế già đã đánh nhau vài chiêu. Đế già không đấu lại, liên tục thất bại, chỉ có thể liều mạng thôi thúc lực lượng điện thánh ma nhưng hiệu quả rất nhỏ. Đại điện thật sự đã bị làm bí thuật, 13 vị ma tu trưởng thiên cảnh cùng ra tay giết hướng đàn ma thú, ba huynh đệ miễn cưỡng giằng co cuộc chiến, trong phút chốc giết nhau khó phân chia. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Thử dùng ma binh chém ra không gian xem. Tiểu Hồng gật đầu nói. Được, để ta thử. Tuy Tiểu Hồng cũng tiêu hao rất lớn nhưng tốt hơn trạng thái của Lý Vân Tiêu nhiều. Tiểu Hồng vận khí rút A Hàm Trảm Cốt Đao ra chém vào hư không trong cặp mắt giật mình của ba người bằng vực. Xoẹt! Khe hở to lớn xuất hiện kéo ra một con đường. Không chỉ thế, nhát đao chém xuống vang tiếng vỡ tan tành, dường như cấm chế cũng bị phá theo. Đế già mừng như điên, gã không ngờ sẽ có hiệu quả như vậy. Đế già đột nhiên bắt ấn thi thuật. Vương tọa to lớn ở gần đó đột nhiên bay lên, nguyên thánh ma xoay tròn, trong không gian tràn ngập lực gió bão khủng bố. Người băng vực thoáng chốc bị áp chế, nhiều ma thú bị đánh chết. Ba người biến sắc mặt. Tiểu Hồng chém nhát đao xong sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, cơ hồ đứng không vững ngã tới trước. Lý Vân Tiêu hết hồn tiến lên dìu Tiểu Hồng. Nàng có sao không? Khuôn mặt trắng bệch cố nặn nụ cười, Tiểu Hồng nói. Đa tạ Vân Tiêu ca ca, ta không sao. Chúng ta mau đi đi, còn ở lại đây thì nguy hiểm. Lý Vân Tiêu dìu Tiểu Hồng, nàng dựa đầu vào ngực hắn. Lý Vân Tiêu ngửi mùi thơm xử nữ, hắn cảm thấy thế này không ổn nhưng không thể bỏ Tiểu Hồng ra được. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Ai? Lý Vân Tiêu ngoái đầu nhìn hoa thiên thụ, ôm Tiểu Hồng bay hướng khe hở. Cảnh thất ở gần đó thấy vậy mặt lạnh băng vội thu thần sát lại lao vào khe hở. Chỉ hét to một tiếng. Đừng đi. Chỉ chạy tới ngay,
bàn tay to chộp hướng hai người. Chỉ có lực lượng ma tôn nhưng bị giới lực ức chế, giờ lại thêm điện thánh ma áp chế, mấy tầng cấm chế đè ép chỉ khó phát huy lực lượng. Chỉ yếu, nhưng hiện tại Lý Vân Tiêu càng yếu hơn. Bàn tay to vươn ra, không gian nháy mắt bị trói buộc. Chỉ cười gằn, lạnh lùng nói. Ai cũng đừng hòng đi. Năm ngón tay thuận thế kết ấn vỗ vào lưng Lý Vân Tiêu muốn đánh chết hắn. Rầm. Đột nhiên một bóng đen lao tới va chạm một chưởng với chỉ, lực lượng khủng bố nổ tung, hai người văng ra. A! À, đế giả ngồi trên vương tọa lơ lửng, mắt lạnh lùng nhìn xuống. Chỉ bắt giữ Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng lẽ đương nhiên đế giả sẽ không ngăn cản. Nhưng không ngờ người đó đột nhiên ra tay cứu. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Thiên Thụ! Người cứu Lý Vân Tiêu chính là Hoa Thiên Thụ, sau khi đỡ một chưởng thì gã sắc mặt khó coi. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Tại sao? Hoa Thiên Thụ quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu, biểu tình phức tạp nói. Người là sư phụ của ta, sao ta có thể nhìn người bị giết? Lý Vân Tiêu tiến lên kéo tay Hoa Thiên Thụ. Đi cùng ta. Hoa Thiên Thụ vung tay giật ra, lạnh lùng nói. Muốn đi thì sư phụ đi một mình, ta là ma phó của đế giả đại nhân, sao có thể rời khỏi đại nhân? Lòng Lý Vân Tiêu run rẩy. Hắn biết rõ lực lượng cấm chế ma phó. Làm phó một ngày thì suốt đời là phó, trừ phi đế giả thả Hoa Thiên Thụ. Chỉ giống to. Ai cũng đừng hòng đi. Chỉ bay lên, bị một ma phó trưởng thiên cảnh chặn đường khiến chỉ cực kỳ xấu hổ tức tối. Chỉ tức giận quát. Chết hết cho bổn tọa. Song trưởng hóa quyền, khí lạnh vô biên đổ ập uống, thời không như đóng băng. Lực lượng huyền âm màu xanh thảm như bão táp mưa sa đổ xuống. Hoa Thiên Thụ giật nảy mình hét to. Sư tôn chạy nhanh. Hoa Thiên Thụ tiến lên trước một bước che Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng sau lưng mình, hai tay bắt ấn kết ra thiên địa ấn bắn tới. Ầm 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 ầm. Hai người bốn trưởng va chạm, Hoa Thiên Thụ phun búng máu, bị lực lượng huyền âm đông kết, hai cánh tay kết thành băng tinh. Hoa Thiên Thụ hét lớn một tiếng, phượng hoàng màu đen trên trán chợt lóe bay ra mang theo ma viêm vô biên lao tới trước. Hoa Thiên Thụ ngoái đầu, ánh mắt sốt ruột nhìn Lý Vân Tiêu. Sư tôn chạy mau. Có vẻ Hoa Thiên Thụ không tự tin khi đối diện cường địch như vậy. Lý Vân Tiêu cũng nóng nảy, hắn chộp hướng Hoa Thiên Thụ. Ngươi đi theo ta. Cảnh Thất ở bên cạnh vươn tay qua kéo tay Lý Vân Tiêu lại, trầm giọng nói. Đừng dây dưa nữa, tiếp tục rông dài thế này đừng ai đi được. Ầm. Hắc Phượng bị một chưởng đánh nát, lực lượng huyền âm thuận thế công kích. Hoa Thiên Thụ lại hét to, lửa đen vô biên quanh thân hóa hiện dốc sức đánh một kích. Khi Hoa Thiên Thụ ra tay liền xoay người hóa viêm muốn trốn khỏi lực lượng huyền âm. 85 ơ! Lửa đen lại bị chỉ đánh nát, bàn tay huyền âm thế như trẻ che đâm vào lưng Hoa Thiên Thụ, xuyên qua khỏi lồng ngực. Phụt! Hoa Thiên Thụ phun búng máu dính vào người Lý Vân Tiêu, làm mặt hắn đầy máu. Lý Vân Tiêu thẫn thờ ngây người. Máu! Hoa Thiên Thụ cúi đầu nhìn bàn tay huyền âm thò ra khỏi ngực, máu chảy ồ ạt. Máu đen thui dần biến màu đỏ. Tim Lý Vân Tiêu run rẩy. Thiên Thụ! Lý Vân Tiêu vùng thoát cánh tay Cảnh Thất kiềm chế, run lẩy bẩy chộp tay Hoa Thiên Thụ. Hoa Thiên Thụ nhếch môi cười. Sư tôn, thật ấm áp. Hoa Thiên Thụ ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt chảy dọc theo gò má. Hoa Thiên Thụ bật khóc, tầm mắt nhòe đi. Đôi mắt Lý Vân Tiêu đỏ ngầu. Đi, đi theo ta, chúng ta trở lại. Lý Vân Tiêu muốn mang Hoa Thiên Thụ đi nhưng bàn tay huyền âm còn cắm trong ngực gã, cơ thể Hoa Thiên Thụ không ngừng bị đóng băng. Hai hàng lệ rơi, bốn bàn tay siết chặt nhau, Hoa Thiên Thụ nức nở. Đa tạ sư tôn, ta rốt cuộc, trở lại. Sự sống không ngừng trôi đi nhưng Hoa Thiên Thụ đã quay về bản tâm. Máu đen ngòm dần đỏ thắm như trái tim xích tử trước giờ của Hoa Thiên Thụ. Tiểu Hồng ở đằng sau sốt ruột thúc giục. Vân Tiêu ca ca, chạy mau đi. Tiểu Hồng xoay người túm Lý Vân Tiêu nhưng kéo mãi hắn không đi. Cảnh Thất nóng nảy giận kêu. Thiên to chín on giả, kệ hắn đi. Chúng ta đi nhanh, không thì sẽ chôn tại đây. Tiểu Hồng do dự nhìn quanh, không biết nên làm sao. Cảnh Thất bắt tay Tiểu Hồng kéo vào khe hở. Nếu Thiên tôn giả đại nhân thích Lý Vân Tiêu thì chúng ta trở về tiềm tâm tu luyện. Hôm khác báo thù cho hắn là được. Báo thù cho hắn. Lòng Tiểu Hồng run rẩy bị Cảnh Thất kéo đi, mắt nhìn Lý Vân Tiêu và Hoa Thiên Thụ quỳ dưới đất.
Tiểu Hồng chỉ thấy bóng lưng Lý Vân Tiêu xa dần. Lòng Tiểu Hồng khó chịu rồi lại tràn đầy mờ mịt. Ta thật sự thích hắn sao? Trước mắt Tiểu Hồng hiện ra cảnh lúc ở Trấn Hải Thiên, đại quân Đông Hải đến gần, Lý Vân Tiêu đứng ra bảo vệ nàng. Có lẽ nàng thật sự thích Lý Vân Tiêu nhưng chưa từng phát hiện. Tiểu Hồng vung tay thoát khỏi cảnh thất, không quay đầu lại nói. Ngươi đi trước đi. Tiểu Hồng nói xong lao lên trước vỗ trưởng đập vào gáy Lý Vân Tiêu, đánh xỉu hắn. Sau gáy Lý Vân Tiêu đầy máu té xuống đất, trán chảy máu ồ ạt. Tiểu Hồng ngước đầu lên lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Thụ. Thả ra. Mắt Hoa Thiên Thụ ướt lệ không thấy rõ Tiểu Hồng nhưng lại cười, thả bàn tay nắm chặt ra. Thế nhưng dù Lý Vân Tiêu đã hôn mê lại nắm chặt tay Hoa Thiên Thụ không rời, có kéo thế nào cũng không được. Không có thời gian, xin lỗi. Mắt Tiểu Hồng lóe tia tàn nhẫn. Ta chỉ vì cứu hắn, đừng trách ta. Ánh sáng lạnh xẹt qua, ngón tay Tiểu Hồng như đao chặt đôi tay Hoa Thiên Thụ, máu phun tung tóe. Hoa Thiên Thụ không hề thấy đau, gật đầu nói. Đa tạ. Tiểu Hồng cứng ngắc đáp lại. Không khách sáo, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi. Tiểu Hồng ôm Lý Vân Tiêu lao vào khe hở. Chỉ hừ lạnh một tiếng. Hừ, diễn kịch xong muốn đi. Chỉ định rút tay về đuổi theo nhưng phát hiện bàn tay cắm vào người Hoa Thiên Thụ bị giữ chặt không thể rút ra. Chỉ lạnh lùng quát. Thả ra, xúc sinh, thả ta ra. Tay trái chỉ vỗ vào lưng Hoa Thiên Thụ chấn vỡ vai gã phun ra mảng lớn ma viêm. Người Hoa Thiên Thụ rực cháy, người hiện ra ảo ảnh hắc phượng giáng xuống. Lực lượng này, chỉ và đế giả hết hồn, giật mình nhìn biến đổi trên người Hoa Thiên Thụ. Dục hỏa trọng sinh. Trong đầu mọi người hiện ra bốn chữ này. Lửa cháy hừng hực khuếch tán mấy lần nuốt ma khí trong đại điện. Bóng dáng Hoa Thiên Thụ thấp thoáng trong ngọn lửa. Chỉ hết hồn, phượng hoàng hắc viêm khiến gã cực kỳ khó chịu nhảy người ra sau trốn. Khe hở đằng trước bị A Hàm chảm cốt đao xẻ ra bị lửa đốt cháy dần khép lại. Trong khe hở, một luồng sáng vàng chạy như bay. Tiểu Hồng ôm Lý Vân Tiêu cùng cảnh thất đạp trên quan tài màu vàng. Hai người biểu tình trầm trọng. Không biết bay bao lâu mới tìm đến điểm nối không gian phá không bay ra. Bên ngoài trời xanh mây trắng, không khí trong lòng, chẳng biết ở đâu. Tiểu Hồng nhìn Lý Vân Tiêu trong ngực mình, lúc ấy gấp quá nên nàng ra tay hơi nặng đập bể đầu Lý Vân Tiêu, hại hắn bị hôn mê sâu. Tiểu Hồng nhìn đôi tay Lý Vân Tiêu còn nắm chặt bàn tay Hoa Thiên Thụ. Con người Tiểu Hồng co rút, đôi tay bốc cháy chỉ còn lại cho tàn. Cảnh thất nhìn Tiểu Hồng, không tỏ ý kiến, hỏi. Thiên tôn giả, hiện tại chúng ta đi đâu? Tiểu Hồng mờ mịt hỏi. Ngươi thấy sao? Cảnh thất ngạc nhiên, trước nay toàn là Tiểu Hồng ra quyết định, gã chỉ là người đi theo, không bao giờ ra ý kiến. Cảnh thất ngẫm nghĩ, nói. Hay là ra hải ngoại trước nghỉ ngơi dưỡng sức, hoặc tìm chỗ tranh thủ cứu sống Lý Vân Tiêu trước. Tiểu Hồng nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, khuôn mặt thanh tú đó loang lổ vết máu lại làm tim nàng đập nhanh. Tiểu Hồng chưa từng nhìn thẳng lòng mình, mãi đến lúc sinh ly tử biệt mới hiểu ra. Có lẽ lúc ở Trấn Hải Thiên, đối diện đại quân Đông Hải thì Tiểu Hồng bản năng yêu nam nhân bảo vệ nàng rồi. Tiểu Hồng lạnh nhạt nói. Tìm chỗ cho hắn tỉnh lại đi, ta sợ kéo dài lâu sẽ mở rộng vết thương của hắn. Hai người bay lên trời, nhìn quanh, phát hiện gần đó có một tông môn tên Kim Đỉnh Sơn. Cảnh thất, Tiểu Hồng bay tới lấy chỗ linh khí đậm nhất trong tông môn cho mình dùng. Tiểu Hồng đặt Lý Vân Tiêu vào linh tuyển trung tâm Kim Đỉnh Sơn để tầm bổ. Thân thể đụng vào linh tuyển kích thích huy năng cơ thể, ánh sáng lấp lánh chuyển động càng lúc càng mạnh mẽ. Người Lý Vân Tiêu trở nên trong suốt, vết thương dần khép lại. Tiểu Hồng thấy Lý Vân Tiêu tỉnh thì trái tim nhẹ nhõm hẳn. Vân Tiêu ca ca tỉnh rồi. Đây là đâu? Lý Vân Tiêu nhảy cẫng lên nhìn bốn phía, nhớ ngay chuyện lúc trước. Lý Vân Tiêu tức giận hỏi. Là nàng đánh ta. Tiểu Hồng nhìn bộ dạng hùng hổ của Lý Vân Tiêu thì tức ngực, cuối cùng gật đầu nói. Vân Tiêu ca ca không chịu đi nên ta đành dùng cách này mang đi. Lý Vân Tiêu căng thẳng hỏi hàng loạt. Nơi đây là đâu? Trong điện thánh ma sao rồi? Hoa Thiên Thụ đâu? Tiểu Hồng trả lời. Nơi này gọi là Kim Đỉnh Sơn, một tông môn bắc vực. Ta mang Vân Tiêu ca ca rời khỏi khe hở, ta không rõ ràng tình hình sau đó. Hoa Thiên Thụ thì, Tiểu Hồng dừng lại một lúc, buồn bã nói. Đế giả ở đó, không chừng sẽ cứu hắn.
Lời này nói trống rỗng vì chính Tiểu Hồng cũng không tin thì làm sao thuyết phục được người khác. Lý Vân Tiêu cảm thấy tay chân lạnh lẽo, hắn nhớ lại cảnh trong điện. Máu hoa thiên thụ từ đen biến đỏ, mà tính trôi đi theo sự sống. Trong tình huống nguy hiểm như thế hơn phân nửa là. Ngực Lý Vân Tiêu đau nhói. Luồng sáng trắng lấp lóe trước ngực Lý Vân Tiêu thành hình hoa nở xòe, là hồng thạch tự động đốt cháy. Tiểu Hồng hết hồn, một tay bắt ấn vỗ tới, đầu ngón tay nàng bắn ra ánh sáng vàng rơi vào ánh sáng trắng ức chế băng sát tâm diễm thiêu đốt. Hỏa hao màu trắng dần thu nhỏ cuối cùng rút vào người Lý Vân Tiêu. Tiểu Hồng trầm giọng nói. Vân Tiêu ca ca, hồng thạch ở trong trái tim là mối họa, nên nhanh chóng lấy ra đi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đỡ hơn chút, hắn cảm nhận được hồng thạch dường như có vết rạn, chắc lúc trong lục đạo không gian, khi minh tưởng bị ánh sáng luân hồi đánh bị thương. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những điều này. Lý Vân Tiêu nhìn quanh, hỏi. Trong Kim Đỉnh Sơn có trận pháp truyền tống không? Tiểu Hồng kinh ngạc kêu lên. Vân Tiêu ca ca định đi đâu? Lý Vân Tiêu nhìn Tiểu Hồng. Sơn Mạch Thiên Đãng. Tiểu Hồng la lên. Vân Tiêu ca ca làm vậy là đi tìm chết. Ta uổng công cứu Vân Tiêu ca ca. Lý Vân Tiêu nói. Yên tâm, ta sẽ không một mình lỗ mãng đi chỗ đó. Ta sẽ từ Thiên Vũ Minh triệu tập cường giả lại đây càn quét nguyên Sơn Mạch. Mắt Lý Vân Tiêu bắn ra sát khí như sương lạnh tuyết rơi, nhiệt độ bốn phía giảm theo. Tiểu Hồng, Cảnh Thất cảm nhận được khí lạnh đó. Lúc này bên ngoài linh tuyền xuất hiện nhiều bóng người, tất cả đều ngự không bay đến bao vây ba người. Dẫn đầu là một lão nhân tiên phong đạo cốt tức giận quát. Các ngươi là ai, dám can đảm tự tiện xông vào linh địa của Kim Đỉnh Sơn, còn đánh bị thương đệ tử của phái ta. Lý Vân Tiêu ngước lên nhìn lão nhân. Quý phái có truyền tống trận khoảng cách xa không? Lão nhân cau mày, cười khẩy nói. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của lão phu giờ ngược lại hỏi ta. Vũ giả xung quanh mặt lạnh lùng quyết tâm không bỏ qua cho ba người. Một nam nhân bị thương được mấy người nâng từ xa bay tới, thấy ba người liền chỉ vào Tiểu Hồng, Cảnh Thất kêu lên. Chính là bọn họ, tham kiến trưởng môn, là hai người họ đánh ta bị thương. Xin trưởng môn chủ trì công đạo, làm chủ cho ta. Lão nhân hừ lạnh chừng ba người Lý Vân Tiêu, nạt, các ngươi còn lời gì để nói. Vũ giả tản ra bao vây càng kín kẽ, rút huyền khí ra tùy thời tấn công. Lý Vân Tiêu chắp tay hỏi. Xin hỏi quý phái có truyền tống trận khoảng cách xa không? Lão nhân tức giận quát. Người bị điếc tai sao? Chết tiệt! Tiểu Hồng lạnh lùng nói. Vân Tiêu ca ca nói nhiều với họ làm gì? Giết rồi trực tiếp siêu hồn là xong, cả đám như ruồi bọ làm ta nhìn buồn nôn. Một đệ tử trẻ dựng đứng lông mày mắng. Tiểu tiện nhân! Ngươi nói cái gì? Mắt Tiểu Hồng bắn ra tia sáng lạnh, đệ tử toàn thân run lên hộc máu té ra sau. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Đừng tổn thương người ta. Tiểu Hồng mếu máo. Tại hắn mắng ta. Lý Vân Tiêu nói. Chúng ta chiếm địa bàn của người ta, đương nhiên người ta khó chịu rồi. Lý Vân Tiêu lại chắp tay. Xin hỏi trưởng môn biết truyền tống trận ở đâu cho ta mượn dùng liền đi, ta cũng sẽ thanh toán thủ lao tương ứng. Lão nhân tức giận nói. Các ngươi tổn thương đệ tử của ta còn muốn dùng truyền tống trận. Mọi người ra tay đi, bắt ba tên ngông cuồng này lại. Mấy chục vũ giả đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh. Bọn họ cầm binh khí xông lên. Lý Vân Tiêu lầu bầu. Đi đi, đừng tổn thương người. Đa số đệ tử chỉ có tu vi vũ hoàng, nếu đánh nhau thì chết chắc. Lý Vân Tiêu phất tay, không gian hơi xoay chuyển. Các đệ tử bị na di ra ngoài. Lý Vân Tiêu lắc người đến trước mặt lão nhân, năm ngón thành móng vuốt bóp cổ họng đối phương. Hiện tại có thể nói đi. Lão nhân mặt xám như màu đất, cuối cùng đã hiểu ba người trước mắt đáng sợ cỡ nào. Lão nhân không dám lỗ mãng nữa, vội chỉ đường. Lý Vân Tiêu đẩy lão nhân ra, cùng Tiểu Hồng, Cảnh Thất đi hướng truyền tống trận. Hai ngày sau, đảo Phù Không. Khi Tử Đồng lại trông thấy Lý Vân Tiêu thì há to mồm có thể nhét trái dưa hấu vào. Hóa đá tại chỗ. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Tử Đồng, Sơn Mạch Thiên Đãng có gì khác lạ không? Cơ mặt cứng ngắc của Tử Đồng nhúc nhích, nghiêm túc nói. Ta đang định hỏi ngươi đây, rốt cuộc có chuyện gì? Nhâm Hề Mân đại nhân đi lâu như vậy chưa thấy, tại sao ngươi từ chỗ khác đi ra? Lý Vân Tiêu trầm ngâm, hắn biết những người này sẽ không còn đi ra nữa.
Lúc ấy Nam Vũ Đế canh giữ ngoài điện thánh ma hơn phân nửa cũng giữ nhiều lành ít. Lý Vân Tiêu kể sơ sự việc trong sơn mạch thiên đáng, Tử Đồng hoảng hồn nghe. À, vậy làm sao đây? Tử Đồng giật mình qua đi lập tức lấy lại bình tĩnh nói. Ta phải nhanh chóng bẩm báo việc này với thánh vực. Thánh vực sao? Lý Vân Tiêu khinh miệt hừ một tiếng. Thánh vực bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng, còn ai có thể gánh vác chuyện này được? Ngươi hãy đi chuẩn bị, sẵn sàng tùy thời mở đường hầm ra. Ta đã truyền tin khiến cao thủ Thiên Vũ Minh đến đây cùng nhau vào sơn mạch thiên đáng, quét sạch ma vật trong đó. À, càn quét sơn mạch thiên đáng. Tử Đồng giật nảy mình kinh kêu. Ngươi bị điên sao, đó là sơn mạch thiên đáng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Tử Đồng. Ta không điên, bản thiếu gia là chủ Thiên Vũ Minh. Tử Đồng chấn động không nói nên lời. Gần đây Thiên Vũ Minh nổi tiếng như cồn, Tử Đồng cũng sáu ơ nghe thấy nhưng không biết Thiên Vũ Minh đã mạnh tới mức này, dám đi càn quét sơn mạch. Bao nhiêu năm qua sơn mạch thiên đáng là cấm khu Thiên Vũ giới, người đi vào giữ nhiều lành ít, dù là đảo phù không nắm giữ nhiều tài liệu thì mỗi năm vẫn có nhiều người chết trong khi chấp hành nhiệm vụ tuần tra bên trong. Tử Đồng thấy Lý Vân Tiêu không giống nói đùa, lau mồ hôi chán ngại ngùng nói. Ta hiểu rồi, tất cả nghe theo lệnh Vân Minh chủ. Tử Đồng chắp tay hành lễ, lui uống. Lý Vân Tiêu nhìn hư không bên ngoài đảo phù không ngừng có hư ngọc toái lôi xẹt qua như pháo hoa nở rộ, xinh đẹp chói mắt. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Các ngươi cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Tiểu Hồng sửng sốt, muốn nói lại thôi. Cảnh Thất góp lời. Thiên tôn giả, chúng ta cũng sẽ tham gia vào vũng nước đục này sao? Tiểu Hồng cô đơn hỏi lại. Ngươi thấy sao? Cảnh Thất nói. Thực lực Thiên Vũ Minh đủ càn quét sơn mạch thiên đáng, chúng ta có ở lại cũng không nhận được nhiều ích lợi, chỉ vô ích. Hay là đi hải ngoại? Lý Vân Tiêu luôn khoanh tay đứng nhìn trời xa, chìm đắm trong hư không vô biên. Tiểu Hồng bi thương nói. Chỉ cần Vân Tiêu ca ca nói một câu ở lại thì ta liền ở lại theo bên ca ca. Hư không tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi vù vù. Vạn cổ đến an y gió cứ thổi trên bầu trời. Thật lâu sau vẫn không có thanh âm. Tiểu Hồng cười thảm, lòng bi thương dâng trào. Tiểu Hồng cười gượng. Ta hiểu rồi, ta đi đây. Tiểu Hồng quay người đi, môi luôn treo nụ cười nhưng mắt đã ướt nhòe. Tiểu Hồng hóa thành luồng sáng trắng bay đi. Cảnh Thất lạnh lùng liếc Lý Vân Tiêu rồi hóa thành ánh sáng trắng đuổi theo Tiểu Hồng. Lý Vân Tiêu hé mắt ra, thả lỏng hai tay chắp sau lưng, thầm thở dài. Hao rơi cố ý theo nước chảy. Nước chảy vô tình luyến hoa rơi. Lý Vân Tiêu lắc người biến mất tại chỗ, tìm nơi yên lặng tu luyện. Mấy ngày sau, quần hùng hội tụ trên đảo Phù Không, cảm thấy có gì khác với bình thường. Chính giữa đảo tụ tập lực lượng khổng lồ, cách xa mấy ngàn trượng vẫn có thể cảm nhận được. Vũ giả thánh vực trên đảo không dám tới gần, tất cả hoảng hốt nhìn. Linh mục địch mang đến hơn 100 người, tu vi thấp nhất là vũ đế cao giai thất tinh. Nhiều cường giả thần cảnh đảo Huyền Ly cũng theo tới. Có đám người Bắc Quyến Nam, Ác Linh, Khúc Hồng Nhan, Phi Nghê, Lạc Vân Thường, Trần Đoạn Thiên, Thiên Tinh Tử, Mạc Cảnh Châu, Bàn Nghị, Tân Thần. Có ba đệ tử của Lý Vân Tiêu là Hách Liên Thiếu Hoàng, Mạc Tiểu Xuyên, Quân Như Vân. Trác Thanh Phàm, Đoan Mộc Hữu Ngọc trong 10 vũ đế. Mấy ngày Lý Vân Tiêu rời đi Quân Như Vân mang theo cường giả cổ vũ đế quốc đầu vào thành Viêm Vũ. Mạc gia thành Hắc Thiết. Mai gia chuyên làm giám định cũng tham gia thành Viêm Vũ. Lão tổ Mạc gia dẫn theo cường giả tiến vào thành Viêm Vũ tiềm tâm tu luyện, trùng kích cửa ải lớn thần cảnh để cầu tăng cường thọ nguyên. Cố Thanh Thanh cũng theo tới, dường như trong Thiên Vũ Minh đã ổn định nhiều, nhận sai phái, làm việc cho liên minh. Đảo Huyền Ly do Bí Đình Phong dẫn đội, sơn mạch thiên đáng tồn tại từ rất lâu rồi, là điểm giao nhau của hai giới, dù là đảo Huyền Ly cũng cực kỳ xem trọng. Sợ Thiên Vũ Minh không đủ lực lượng nên phái Bí Đình Phong mang theo 20 cường giả thần cảnh đi tới. Lực lượng này xuất hiện bên trên đảo Phù Không, Hù Tử Đồng ngây người không nói nên lời. Lý Vân Tiêu vỗ vai Tử Đồng. Không cần nói gì, mở đường đi. Tử Đồng gật đầu lia, lập tức thi thuật mở đường. Hơn 100 người cùng vào đường hầm, vì năng lượng quá mạnh khiến con đường vặn vẹo, tuyến đường thẳng tắp bị cuộn tròn lại. Lý Vân Tiêu chộp Tử Đồng. Người quen thuộc địa hình trong sơn mạch nhất, theo chúng ta đi một chuyến. Tử Đồng kêu lên. Trường năng lượng trong sơn mạch biến đổi lớn, có quen thuộc đến mấy cũng vô dụng,
Nhưng nói cũng như không, Lý Vân Tiêu lười để ý Tử Đồng, kéo gã vào đường hầm. Ngay sau đó, hơn trăm người hiện ra bên trên sơn mạch quan sát cấm địa số 1 Thiên Vũ Giới. Nhiều người từng đến đây, thầm cảm thán. Người chưa tới bao giờ thì tràn ngập tò mò nhìn quanh. Lý Vân Tiêu đẩy Tử Đồng. Nơi lúc trước ta đến chắc là một chỗ cấm khu, người dẫn chúng ta tìm cấm khu. Lần lượt càn quét từng cái, ta không tin lật tung khe hở này mà không tìm ra bọn họ. Mắt Lý Vân Tiêu bắn ra tia sáng lạnh như đao phong cắt qua mặt Tử Đồng, làm gã cảm thấy gò má đau đớn. Ta cố gắng. Trong lòng Tử Đồng vừa khổ vừa kinh, khổ vòi nhiệm vụ này khó làm, không ai nắm chắc tìm được cấm khu trong sơn mạch thiên đãng. Kinh vì không biết Lý Vân Tiêu bị cái gì kích thích mà muốn đi càn quét sơn mạch. Tử Đồng nặng trĩu ưu tư, nếu mình không tìm ra cấm khu có khi nào đối phương sẽ giết gã không? Lý Vân Tiêu nhìn thấu nỗi lo của Tử Đồng, lạnh nhạt nói. Yên tâm, người cứ cố gắng hết sức là được, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Tử Đồng thở phào, bắt đầu lấy ra các loại huyền khí quan sát cảnh tượng bốn phía. Tử Đồng ngần ngừ dẫn mọi người tiến lên, đi liên tiếp mấy ngày, gặp nhiều khe hở, lừa một số ma sát cấp thấp ra khỏi khe hở. Nhưng chưa thấy ma quân nào lợi hại một chút, không thấy bóng dáng ma thú. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó coi, Tử Đồng phập phồng lo sợ thầm mắng địa hình chết tiệt. Nếu vô tình có lẽ một chốc sẽ vào cấm khu, cố ý tìm ngược lại không đến được. Rốt cuộc Lý Vân Tiêu mất kiên nhẫn. Không cần tìm nữa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Tìm tiếp nữa hơn phân nửa cũng không thấy. Lý Vân Tiêu xoay người hỏi. Ngọc công tử có cách nào tính ra vị trí điện thánh ma không? Đoan Mộc Hữu Ngọc bước ra từ đám đông, gật đầu nói. Để ta thử xem. Đoan Mộc Hữu Ngọc giơ tay lên, đầu ngón tay bị nguyên khí đâm rách dần ngưng tụ một giọt máu to cỡ hạt đậu. Ngón tay Đoan Mộc Hữu Ngọc vẽ trên không trung. Một phù ấn màu đỏ thẫm ngưng tụ trong không khí, lập lòe mông lung. Loại suy tính này cực kỳ mất sức, không chỉ tiêu hao tinh khí thần. Nếu vật suy tính gần như thiên đạo sẽ bị hao tổn sự sống. Phù ấn đỏ rực biến đổi trên không trung, chợt lóe hóa thành mũi tên bắn đi một hướng. Đi theo ta. Đoan Mộc Hữu Ngọc đuổi theo mũi tên ngay, mọi người theo sát phía sau. Một lát sau, quả nhiên bắt đầu xuất hiện ma khí, máu đỏ bị ăn mòn dữ dội biến mất phía trước. Tử Đồng kinh kêu. Cấm khu. Linh Mục Địch nhìn quanh, trầm giọng nói. Mọi người cẩn thận chút, ta từng đến cấm khu này, đằng trước là một khe hở ghê gớm. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Đại nhân từng đến. Ngày xưa Linh Mục Địch là Bắc Vực Chi Vương nên từng tập ý đây cũng không có gì lạ. Nhưng trường năng trong sơn mạch thiên đãng không ngừng thay đổi, địa hình cũng biến đổi nhiều vậy mà vẫn khiến Linh Mục Địch ký ức như mới thì hiểu nơi này không hề đơn giản. Linh Mục Địch gật đầu nói. Nếu ta không nhớ lầm thì khe hở đằng trước là khe hở lớn nhất ma chủ đế từng sử dụng lúc vượt giới. Mọi người giật bắn mình không dám lơ là, tập trung tinh thần. Linh Mục Địch tiếp tục bảo. Lực lượng hai giới bài xích nhau, thực lực càng mạnh, lĩnh ngộ quy tắc một giới càng sâu thì chịu lực bài xích của giới khác càng mạnh. Nên ma sát có thể dễ dàng đi qua khe hở nhưng ma quân không được là vì đạo lý này, ma chủ đế có lục đạo ma binh muốn vượt giới càng là chuyện không thể. Bí Đình Phong hỏi. Nhưng lúc trước ma chủ không chỉ vượt giới còn gần như hủy diệt một giới, tại sao vậy? Linh Mục Địch nói. Đây là điều kỳ lạ, nên lúc xưa chúng ta rất lo lắng cho rằng ma giới tìm ra cách vượt qua giới lực. Nhưng về sau phát hiện chỉ có một mình ma chủ là có thể vượt qua giới lực, tình huống cụ thể thế nào e rằng chỉ mình ma chủ biết. Linh Mục Địch cố ý vô tình liếc Lý Vân Tiêu, vì hắn được một phần ma nguyên của ma chủ đế, thậm chí là chút xíu ký ức. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Việc này ta hoàn toàn không biết, nếu hỏi còn ai hiểu chuyện lúc đó có lẽ chỉ có đế giả, hy vọng sẽ tìm được đế giả. Trong khi mọi người nói chuyện đã dọc theo ma khí đi xa mấy ngàn dặm tiến vào khu vực xòe tay không thấy năm ngón. Khắp nơi là ma vụ, thảm thực vật bị ma hóa trở nên to lớn quái dị như có lực công kích. Linh Mục Địch khó chịu nói. Bị ma hóa nhiều như vậy, bình thường các ngươi không quản lý sao? Trong y ọng nói tràn đầy trách móc. Tử Đồng không biết Linh Mục Địch là ai nhưng nghe hiểu chắc chắn là đại nhân vật rất ghê gớm, vội phân bua. Bình thường chúng ta chỉ tuần tra đơn giản, dù sao trong sơn mạch quá nguy hiểm, không ai dám điều tra sâu. Linh Mục Địch trầm giọng nói.
Nhìn mức độ ma khí phủ lên e rằng ngày xưa các loại cấm chế kết giới bầy trong sơn mạch thiên đãng lần lượt mất hiệu lực. Lý Vân Tiêu lòng máy động nói. Những cấm chế, kết giới này ở đâu? Linh Mục Địch liếc Lý Vân Tiêu. Việc này ngươi nên hiểu rõ hơn ta, ngươi có truyền thừa của thần diễn đại nhân chắc từng đi chỗ đó. Lý Vân Tiêu kêu lên. À, quả nhiên giống như Lý Vân Tiêu đã nghĩ. Kiếp trước vào cung điện kia chắc là kết giới phong ấn ngày xưa diễn thần bài bố. Vậy hiện tại phong ấn buông lỏng có khi nào tại lúc trước hắn phá Hạ Hoa chút ít không? Lý Vân Tiêu tràn đầy nghi ngờ rất muốn trở về chỗ cũ điều tra xem, nhưng muốn tìm trong sơn mạch thiên đãng chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Linh Mục Địch hét to một tiếng. Đến rồi. Thanh âm kéo Lý Vân Tiêu ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Thị lực của Lý Vân Tiêu rất mạnh. Hắn nhìn chỗ đen ngòm trước mắt có một vệt đỏ xuyên suốt không gian như một khe hở ngăn cách bầu trời thành hai nửa. Bay đến gần phát hiện khe hở cực kỳ rộng lớn như một lạch trời dắt ngang bầu trời, bên trong là vực sâu không đáy đi thông ma giới xa xôi không thể chạm vào. Ma khí mạnh quá. Trăm người đứng ở phần đầu khe hở nhìn xuống, trước mắt là một mảnh đỏ rực như dung nham lòng đất, có ma khí ngút trời tuôn ra khiến người cực kỳ khó chịu. Linh Mục Địch nói. Đây là chỗ tốt của đẳng cấp giới lực càng cao, hễ nơi đâu có khe hở là ma khí sẽ ập đến. Bí Đình Phong cung kính nói. Bây giờ nên làm gì? Xin nghe theo đại nhân sai bảo. Linh Mục Địch gật đầu nói. Đi theo ta dọn dẹp bên trong một lần, 10 vạn năm nay e ra cừng lắng động nhiều ma vật. Chúng nó là mối họa trong cuộc chiến hai giới sau này, hiện tại trừ bỏ là tốt nhất. Hơn trăm người bay lên cùng Linh Mục Địch vào khe hở. Ánh sáng màu đỏ rực như dung nham nướng mọi người, nhưng khó chịu hơn hết là ma khí xâm nhập cơ thể, phải tiêu hao nhiều nguyên lực ngăn cản. Lý Vân Tiêu trước tiên giật mình kêu lên. Đó là cái gì? Trong tầm mắt là sinh vật hình tròn rậm rạp lơ lửng trong khe hở, to cỡ nửa mẫu, như một cục thịt lớn. Cục thịt dày hơn chục trượng, đầy xúc tu như lông tóc trên lớp da, người mấp máy trên không trung khiến người rợn tóc gáy. Linh Mục Địch trợn to mắt nói. Nguy rồi. Linh Mục Địch hét to. Đây là một loài vi ma tên là Minh Cửu Bảo, công kích không mạnh nhưng phòng ngự biến thái. Tốc độ bay siêu nhanh, bị ma tộc dùng làm công cụ bay. Linh Mục Địch giật mình kêu lên. Ngay cả Minh Cửu Bảo cũng xuất hiện, trong khe ở này chắc chắn có nhiều ma tộc, các vị hãy cẩn thận. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên. Vi ma là có thể. Những người khác vẻ mặt mờ mịt. Linh Mục Địch trả lời. Vi giống như khuẩn của thiên vũ giới, đa số là ma khi sau khi ma sát nổ tan xác. Tuy trở về bản thể khí nhưng dù gì từng biến thành sinh linh, khác với ma khí bình thường. Loại ma khí này bám vào thực thể dễ dàng sinh ra vi ma. Vi ma có nhiều loại, chênh lệch rất lớn, thực lực có cao có thấp, đa số không có linh trí, cũng có vi ma đặc biệt có linh trí. Giải thích thế này khiến mọi người cơ bản đã hiểu. Tử Đồng hơi giật mình. Vì gã ở trong đảo phù không nhiều năm nhưng chưa từng nghe cách nói như thế. Cứ tưởng ma giới toàn là tồn tại chỉ số thông minh thấp chưa được khai hóa. Lý Vân Tiêu hờ hững liếc Tử Đồng. Đẳng cấp ma giới cao hơn thiên vũ giới, sinh vật trí tuệ bên trong đó chỉ số thông minh cao hơn ngươi, bọn họ nhìn ngươi mới là tồn tại chỉ số thông minh thấp. Tử Đồng bị nói á khẩu, thầm bực bội. Phương xa, đám Minh Cửu Bảo phát hiện bọn họ, cơ thể bắt đầu trướng phình lên. Kích cỡ từ nửa mẫu, thịt toàn thân có khí quan như rác hút chờ thú ma khí xung quanh vào người, phình to gấp chục lần. A, à, đám người thiên vũ mình thấy biến đổi này thì giật bắn người. Linh Mục Địch trầm giọng nói. Đừng nhìn thứ này như công cụ bơm hơi nhưng phòng ngự cực kỳ kinh người, cẩn thận chút. Hi hi, để ta dùng lửa đốt mấy thứ này trước xem có thể đốt chết không. Người phi nghe lóe ánh sáng đỏ bay tới trước, ảo ảnh thiên phượng hiện ra trên người nàng. 10 ngón bàn tay nhanh chóng bắt ấn, mỗi phù văn biến thành bướm lửa bay bay. Lý Vân Tiêu nói. Cẩn thận chút. Phi Nghê cười đáp. Tuân lệnh phu quân. Hai tay Phi Nghê vỗ, hàng vạn bướm lửa quanh người nàng như có sự sống vỗ cánh. Phi Nghê hé môi mỏng phun ra một chữ. Đi. Thiên Phượng sau lưng Phi Nghê vỗ cánh, cả không gian xoay tròn. Hàng vạn bướm lửa bị thuấn di đi rơi lên một con Minh Cửu Bảo. Hai chân mỏng nhỏ bấu thịt xúc tu Minh Cửu Bảo, con Minh Cửu Bảo thành bảo hoa. Con bảo hoa dường như chở nhiều ma vật, cái bóng chạy trồm, một vị ma quân từ bên trong bay ra hoảng hốt nhìn đằng trước. 5,
sáu con thập phương hung hồn sát đứng cuối cùng ma quân. Ma quân từ xa quát to. Các ngươi là ai? Chẳng người thèm đáp lại. Khóe môi Phi Nghê cong lên cười nói. Bạo. Hàng vạn con bướm lửa tỏa ánh sáng rực rỡ nổ đi đùng, vụ nổ khủng bố nối liền một mảnh. Trước mắt thoáng chốc ánh lửa ngập trời, con Minh Cửu Bảo bị tạc nổ, đống máu thịt thành cho trong lửa. Ma quân đó lao ra ngoài trước tiên nhưng bị lửa lan đến, một ngọn bập bùng liếm tới. Ma quân liên tục thay đổi thân pháp mới né tránh khỏi nhưng người bị đốt đen một khối. Ma quân hú dài. Đáng chết. Sóng âm thê lương dao động chấn vỡ nhẹ không gian. Linh Mục Địch hét to. Nguy rồi, hắn đang truyền tin. Hơn trăm người lao nhanh đến, tập thể tấn công hội đồng ma quân. Tiếng hú dài của ma quân ngừng bặt, mặt trắng không còn chút máu, xoay người định bỏ trốn. Nhưng công kích đầy trời, không gian bị nhốt chết, ma quân làm sao chạy được. Ma quân bị đánh nát, không có cơ hội hàng giải thành ma quân đã trực tiếp hóa thành ma khí tan bi. Có ma vật bay lên khỏi đám Minh Cửu Bảo, khoảng hơn trăm người, thực lực siêu phàm. Bọn họ sợ hãi quay đầu bỏ chạy, để lại một ít ma vật cấp thấp chỉ số thông minh không cao làm vật hy sinh ngăn cản. Bùm! Đám Minh Cửu Bảo tuy rằng phòng ngự cực mạnh nhưng không chịu nổi vây công như mưa rào thế này, từng con nổ tung trên bầu trời thành thịt nát, hàng giải thành đám ma trùng nhỏ hơn ma sát bò khắp nơi. Mọi người đang giết thích thú chợt một đống ma ảnh bay ra từ sâu trong khe hở, hơn 20 ma quân, hàng trăm thập phương hung hồn sát lao ra. Ủa, sao nhiều ma tộc quá vậy? Đám người Linh Mục Địch kinh ngạc, lực lượng này đã không thua gì đàn ma đầu mà Lỗ Thông Tử mang đến trong cổ ma tỉnh. Tử Đồng sợ ngây người như đang ằm mơ, thật khó tin. Tử Đồng dụi mắt nhưng giấc mơ không biến mất, toàn thân gã lạnh lẽo biết điều trước mắt là thật sự. Đám ma quân đằng trước sát khí ngùn ngụt, mấy con trước đó chạy trốn cũng lẩn vào trong. Chết tiệt, không ngờ bị phát hiện. Một ma quân tức giận nói. Nếu vậy thì giết hết bọn họ đi, thánh chiến trước tiên cũng được. Một ma quân lạnh lùng nói. Việc đến hiện giờ có muốn không trước tiên cũng hết cách. Giết hết bọn này trước, cố gắng tranh thủ thời gian nhiều chút. Lời đám ma quân nói truyền vào tai mọi người, tim rớt cái bịch. Bọn họ đã biết có chuyện, không ngờ đánh bậy đá bạ đụng chúng. Nhưng thực lực ma tộc mạnh vượt xa bọn họ dự tính. Người hai phe rất nhanh va chạm vào nhau phát ra lực va đập mạnh. Lý Vân Tiêu dốc hết sức thi triển, lôi quyết đánh vào người một ma quân tạc nổ tan xương nát thịt. Linh Mục Địch quát lên. Nơi này bị ma hóa dữ dội, giới lực không mạnh, mọi người cẩn thận chút. Trong cùng đẳng cấp cảnh giới, thực lực ma tộc hơn xa thiên vũ giới. Nhưng có giới lực ức chế thì ưu thế này không quá rõ ràng. Chém giết thảm liệt lan tràn, khắp nơi là tiếng ma sát hú, có cường giả thiên vũ giới phun máu tứ tung. Lý Vân Tiêu giết hai ma quân rồi vội ném giới thần bi ra. Giới thần bi đón gió biến lớn thành một tấm bia bất hủ khổng lồ lấp lánh ánh sáng. Từng chữ ma kha cổ tự hiện ra trên bia, linh quang bắn ra, ánh sáng chói lòa. Giới lực trong khe hở tăng mạnh, đám người ma tộc hoàn toàn biến sắc mặt, khoảnh khắc ngây người bị nhóm Thiên Vũ Minh giết hết vài người, xu hướng bị thua. Đây là huyền khí gì? Mấy ma quân cường đại kinh sợ nhìn, lòng nổi lên cảm giác không may. Mấy ma quân liếc nhau rồi bỏ lại một đám đồng bạn trốn vào sâu trong khe hở. Trong khe hở đỏ sẫm có một bóng đen thui chậm rãi hiện ra, bay ra ngoài. Hộ quân. Mấy ma quân trông thấy người này liền biến sắc mặt, cung kính chắp tay hành lễ. Đám ma quân đứng yên trên cao không dám đi tới. Ma tộc tên hộ có đôi mắt màu lam nhạt sâu thẳm như biển ca, mắt liếc qua chiến trường, ngây người. Hộ nhìn giới thần bi, con ngươi nở to. Một ma quân nhìn chiến sự phía sau gấp rút. Toàn bộ ma quân đều rút về chỉ còn lại thập phương hung hồn sát ngăn cản đoạn hậu, không biết sẽ chống đỡ được bao lâu. Ma quân nói, hộ quân, sinh vật thiên vũ giới đã phát hiện chúng ta, có lẽ dốc hết sức kéo tới đây. Chúng ta không ngăn được, mau chạy đi, rút về ma giới trước rồi tính. Hộ thu về tầm mắt, vẻ giật mình biến mất trong mắt, lại trở về đại dương tĩnh lặng. Hộ lạnh nhạt nói, nếu mất trận địa thì cố gắng nhiều năm uống phí. Làm sao ăn nói với viện đại nhân? Ma quân la lên. Nếu không còn mạng sống thì càng không cách nào ăn nói. Hộ cười khẽ. À, câu này sai rồi. Ngón tay hộ mân mê môi dưới.
trong mắt viện đại nhân thì mạng sống của các ngươi làm sao so sánh với trận địa được. Dù có chết hết cũng không thể bỏ trận địa. Không chỉ ma quân kia tức giận, mấy ma quân khác cũng giống to. Lời này là ý của ngươi hay của viện đại nhân? Đừng có cầm lông gà làm lệnh tiễn. Sao viện đại nhân có thể tuyệt tình như thế được? Các tiếng trách mắng chửi bao vây hộ, lửa giận trong mắt ma quân sắp đốt hộ thành tro. Ha ha ha! Hộ cười khẽ. Lệnh của bản quân chính là lệnh của viện đại nhân. Hộ lấy một khối ngọc bài màu đen ra khoe trước mặt mọi người, bên trên có một phù văn thanh tú lấp lánh ánh sáng đen. A! À, tất cả ma quân há to mồm, giật mình không nói nên lời. Dường như tấm lệnh bài có uy áp vô cùng khiến bọn họ run cầm cập. Hộ quân thu lệnh bài lại. Lần này không còn gì phản đối đi. Bây giờ bản quân ra lệnh thay viện đại nhân, ai lùi bước thì chết, kẻ làm mất trận địa thì chết. Một ma quân tức điên. Ngươi có biết những nhân loại này đáng sợ thế nào không? Hơn 100 thập phương hung hồn sát nháy mắt sắp bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng ta làm sao đấu với bọn họ? Một ma quân khác châm biếm trào phúng. Đúng vậy, hay là ngươi lên trên đánh trận đầu đi, chúng ta đi theo sau ngươi. Hộ cười to, sờ cằm nói. Nếu không phải các ngươi tham sống sợ chết thì đã không thua thảm như vậy. Hộ vỗ tay mấy cái. Trong khe hở sâu đỏ thấm tĩnh lặng chậm rãi tuôn ra ma lực hùng hồn hóa thành vòng xoáy chuyển động. Giống như dưới cơn sóng dồn có cự thú hiện lên. Đây là... Một ma quân giật mình kêu lên. Nguyên tượng chí mang. Hộ cười nói. Không chỉ là nguyên tượng chí mang, còn có món quà bất ngờ lớn hơn nữa. Ầm 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 ầm. Ma lực cường đại phá không bay ra, rung động hồn người. Một khối tinh thạch màu nâu chợt tỏa ánh sáng chói lòa nổ tung cách giới thần bi mấy chục trượng. Bùm 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 bùm. Dư âm khủng bố bắn bốn phương tám hướng che đi ánh sáng rực rỡ từ giới thần bi. Ầm 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 đùng đùng. Tiếng không gian tan vỡ vang lên không dứt bên tai, mọi người cảm nhận trùng kích ập vào mặt. Cảm giác đó không phải năng lượng đơn thuần mà là áp lực khó chịu tột đỉnh, khiến ngực người bức bối nghẹt thở. Ánh sáng giới thần bi bị che lấp. Lý Vân Tiêu cảm ứng được ngay. Cảm giác này cực kỳ tệ hại, Lý Vân Tiêu ập tức chiêu giới thần bi về. Hộ nhìn động tác đó lập tức ngó Lý Vân Tiêu chân chân. Thiếu niên này là chủ của giới thần bi sao? Trẻ tuổi quá. Vẻ mặt hộ sững sờ, thậm chí là nghi ngờ. Nhưng giới thần bi đã chui vào người Lý Vân Tiêu, điều này không sai được. Hộ lẩm bẩm. Hắn có thể kích phát lực lượng ngọc bia thì chắc không sai. Khóe môi hộ cong lên. Rào rạt hứng thú khoanh tay chưa ca ngực nhìn chém giết thảm khốc phía trước. Một ma quân cười như điên. Ha ha ha, tốt quá, không ngờ là thánh ma thạch. Mắt ma quân bắn ra sát khí thô bạo. Không ngờ trong tay hộ giữ thánh ma thạch, hèn gì hắn tràn đầy tự tin như vậy. Linh mục địch sắc mặt khó xem quát. Mọi người rút ngay. Không cần linh mục địch ra lệnh, những người khác đã cảm nhận áp lực tăng gấp Lý Vân Tiêu lần. Kẻ địch từ rằng có đột nhiên biến mạnh hơn nhiều, có nhiều người đã bị giết. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên. Thánh ma thạch đó là cái gì? Linh mục địch sắc mặt khó xem nói. Tương đương với long tinh của ma giới. Sau khi thánh ma chết thi thể bất hủ, trong ức vạn năm chậm rãi tinh hóa thành đá, ẩn chứa lực lượng một giới siêu mạnh. Thánh ma thạch còn có thể gọi là giới tinh, nhưng giới tinh không nhất định là thánh ma thạch. Ví dụ long tinh là giới tinh của thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu đã hiểu, thánh ma thạch chỉ là một loại giới tinh, có thứ ẩn chứa giới lực cực mạnh cũng có thể gọi là giới tinh. Linh mục địch tiếp tục bảo, trong lực lượng giới tinh có thể mô phỏng ra hoàn cảnh ma giới, ít nhất sẽ kéo dài một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này những sinh vật ma tộc không còn bị giới lực thiên vũ giới ức chế. Tim mọi người tim đập nhanh, rốt cuộc đã hiểu cảm giác đè nén đó là cái gì, thì ra là giới lực của ma giới. Bí Đình Phong tức giận nghiến răng nói. Chết tiệt, trong địa bàn thiên vũ giới lại xuất hiện giới lực ma giới, quá hoang đường. Trong hoàn cảnh này thực lực đối thủ của Bí Đình Phong tăng vọt, giết gã toàn thân đẫm máu. Linh Mục Địch nói. Nói chính xác ra nơi này đã không xem như địa bàn thiên vũ giới, đó chỉ là một phần không gian tách từ thiên vũ giới. Khoan nói vớ vẩn, chúng ta mau rút đi. Thánh ma thạch sinh ra hiệu dụng thời gian có hạn, không cần cố chống một lúc. Chờ hiệu quả qua đi là được, thánh ma thạch cực kỳ quý giá, hơn 50% đối phương không có khối thứ hai. Lý Vân Tiêu cao giọng quát.
tất cả cường giả trên trường thiên cảnh ở lại đoạn hậu, những người khác nhanh chóng rút. Giới tinh phát huy tác dụng cũng là lúc một đám cường giả vũ đế chết đi, nhiều quy chân thần cảnh chết, Trần Đoạn Thiên bị chém trọng thương. Thiên tinh tử xuất hiện cạnh bên, dìu Trần Đoạn Thiên, hét to. Rút! Ánh sáng bao phủ hai người bay ra ngoài khe hở. Trần Đoạn Thiên cảm kích nhìn thiên tinh tử. Biểu tình thiên tinh tử trầm trọng chợt trợn to mắt, ngừng độn thuật, kinh hoàng nhìn đằng trước. Hai con thủ hạc to lớn từ khi nào đã xuất hiện phía trước đường lui chặn mọi người lại. Một ma quân ở sau lưng thủ hạc cười như điên. Ha ha ha, có thủ hạc ở mà các ngươi còn mơ trốn. Chờ chết đi, ha ha. Hai con thủ hạc không công kích mọi người, chúng chỉ đứng giữa đường, ngẩng cổ vỗ cánh, ma văn màu đen không ngừng bay lên khỏi người cơ chúng. Một cường giả quy chân thần cảnh hét to. Chỉ là hai con xúc sinh, có thể lật trời được sao? Cường giả quy chân thần cảnh biến thành luồng sáng chớp mắt bay tới trước mặt thủ hạc, giơ chiến đao to lớn chém vào cổ thủ hạc. Thủ hạc cúi đầu, mắt lóe tia sáng hung ác dường như bị vũ giả khiêu khích chọc giận, há miệng mổ. Một luồng sáng đen như chùy mổ vào vũ giả cao uy chân cảnh. Bùm! Cường giả quy chân cảnh nổ tung. A! À, mọi người xoe tròn mắt. Cường giả quy chân thần cảnh không đỡ nổi một kích, chết oan như thế không khác gì con kiến. Thủ hạc bị kích thích lệ khí, ánh mắt hung ác liếc qua, cánh quét. Một mảnh ma văn hóa thành trận gió ập đến, cả không gian điên đảo xoay tròn vì cánh vỗ. Một vũ giả kinh hoàng lùi ra sau. Nguy rồi, trốn mau. Không thể trốn, cố chống đi. Mạc Tiểu Xuyên hét to. Đằng sau cũng không có đường trốn, phải giết hai con xúc sinh mở một đường máu. Mắt Mạc Tiểu Xuyên đỏ ngầu, lực lượng không đến thần cảnh nhưng sống tới bây giờ đã là kỳ tích. Lúc này Mạc Tiểu Xuyên giơ kiếm lên chém hướng cơn gió. Lạc Vân Thường cắn chặt răng vung kiếm. Đúng vậy, tuyệt đối không thể lùi. Khí thế của mọi người ổn định lại không tan tác ngay, mấy người khác cùng ra tay. Các loại tuyệt chiêu, huyền khí bay lên ập hướng luồng gió đen thui. Ầm 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 ầm. Luồng gió bị mọi người hợp xứ ngăn chặn biến thành vòi rồng vọt lên trời, nhưng uy thế to lớn không ngừng đẩy tới trước. Từ trong luồng gió bắn ra lực lượng phong nhẫn cường đại. Phong nhẫn đen như mực, mặt trên còn có ma văn chớp động, trong khoảnh khắc bắn ra hàng trăm lưỡi dao chém xuống. Bùm! Bùm! Nhiều vũ giả chúng chiêu bị chém thương nặng, có người không kịp đề phòng bị tước thành hai khúc máu phun không trung. A! À, tiếng gào thét lên xuống. Khắp nơi là đồng bạn bị thương, tiếng kêu gào nối thành một mảnh. Mạc Tiểu Xuyên thấy một phong nhân chém tới, đã không kịp né. Mạc Tiểu Xuyên chậm rãi khép mắt chờ chết bỗng nghe tiếng bùm, Mạc Cảnh Châu che trước mặt gã đánh tan phong nhẫn. Mạc Tiểu Xuyên sống sót sau tai nạn mừng phát khóc. Tổ tiên! Mạc Cảnh Châu cực kỳ thích hậu bối này. Thế cục hiện tại không phải trình độ như ngươi có thể tham gia, hãy cùng đồng môn kia của ngươi trở về bên trong giới thần bi của Lý Vân Tiêu đi. Mạc Tiểu Xuyên liếc Lý Vân Tiêu còn ở phía xa chém giết, Hách Liên Thiếu Hoàng ở gần bên. Mạc Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Mọi người đều đang liều mạng, sao ta có thể sống tạm? Sao có mặt mũi mở miệng với sư tôn? Mạc Cảnh Châu mắng. Lúc này rồi còn ba ỏ thủ gì nữa? Nếu ngay cả mạng sống cũng không còn thì cái khác quan trọng sao? Đi mau lên. Mạc Tiểu Xuyên nhìn Mạc Cảnh Châu, kiên quyết nói. Quan trọng. Có nhiều thứ quan trọng hơn mạng sống, khí tiết của vũ giả là như thế. Thà đứng chế chứ tuyệt đối không sống chạy. Mạc Cảnh Châu biết không khuyên Mạc Tiểu Xuyên được nữa, vui mừng gật gù. Mạc Cảnh Châu vung tay đánh xỉu Mạc Tiểu Xuyên. Mạc Cảnh Châu lắc người đánh xỉu Hách Liên Thiếu Hoàng ở bên cạnh, kẹp hai người bay hướng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện tình huống bên này, vừa nóng nảy và sốt ruột chửi thề. Chết tiệt, mọi người đều rút qua đây. Vào giới thần bi của ta. Bọn họ vốn định đoạn hậu, cùng ma quân, nguyên tượng chí mang giết túi bụi, chống một hơi. Thấy đường lui đã đứt, nhiều vũ giả chết thì cả đám lạnh lòng. Ma quân cười dài. Ha ha ha, lên trời không đường xuống đất không cửa, các ngươi còn lui tới đâu được. Bị lực lượng giới tinh này bao phủ tuy ma quân không thể phát huy toàn bộ lực lượng như trong ma giới nhưng được 8, 9 phần 10 giết sung sướng thoải mái, rất là sảng khoái. Linh mục Địch Uất nghẹn hét to. Mọi người vây quanh thành vòng tròn hợp sức bày ra kết giới cùng đối kháng ngoại địch. Lúc này địch mạnh ta yếu, nếu còn giải rác như hạt cát e rằng sẽ nhanh chóng bị hủy diệt hết.
Tuần Thiên Đấu Ngưu ngửa đầu rít gào, Cửu Thiên Đô Lục Đại La Hoàn bay lên đón gió biến tô bao bọc một phương không gian. Lý Vân Tiêu ném lục đinh lục giáp ra bày ra thập nhị đô thiên thần sát trận chống đỡ bên ngoài để mọi người chạy vào trong vòng. Ầm 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 ầm. Lục đinh lục giáp cùng những ma vật chém giết. Trong cuộc chiến điện thánh ma làm người khôi lỗi có nhiều vết nứt chưa sửa, lần này ra tay chỉ khoảng một tách ra đã lan tràn vết dạn nhiều hơn. Lý Vân Tiêu hết hồn. Lục đinh lục giáp là báu vật vô giá, nếu nó bị hủy hoại thì tổn thương quá lớn. Linh Mục Địch cũng phát hiện tình huống, kinh kêu. Những người còn hành động được hãy xuất chiến. Nếu thập nhị đô thiên thần sát trận bị hủy thì chúng ta phối hợp phòng ngự sẽ bị phá hoàn toàn. Giờ phút này chỉ còn một nửa vũ giả sống tiếp, đa số bị thương nặng. Người Trần Đoạn Thiên đẫm máu, hai tay ôm thiên tinh tử bi thương hét to. Lão ca, lão ca. Lý Vân Tiêu giật bắn người vội lao qua. Toàn thân thiên tinh tử máu thịt la ong lổ, sự sống như sợi tơ tùy thời đứt đoan. Mới rồi một kích thủ hạc nhờ thiên tinh tử bảo vệ Trần Đoạn Thiên, gã bị phong nhẫn đánh thương, trước ngực có một vết thương to từ sau lưng xuyên thủng qua, không sống nổi nữa. Lòng Lý Vân Tiêu vô cùng khó chịu. Lão ca, hãy cố lên, mau vào giới thần bi của ta. Xem bộ dáng của thiên tinh tử thì hơn phân nửa là hết thuốc chữa, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn cố gắng muốn cứu. Ha ha ha! Thiên tinh tử nhìn hai người, ngăn cản Lý Vân Tiêu, lắc đầu nói. Lão đệ đừng lừa ta, các ngươi biết rõ vết thương của ta tuyệt đối không sống tiếp được. Thiên tinh tử khẽ thở dài. Không ngờ thiên tinh tử ta tung hoành một đời cuối cùng chết ở nơi thế này. Lòng Lý Vân Tiêu bi thương tiến lên bắt chặt tay thiên tinh tử, cắn răng nói. Chết trong ma chiến, lão ca là anh hùng thật sự. Thiên tinh tử thì thào. Anh hùng thật sự, anh hùng thật sự. Thiên tinh tử lặp lại mấy lần, môi treo nụ cười, sự sộng ngừng. Trần Đoạn Thiên gào khóc bi thương. Lão ca. Tình cảm giữa hai người không sâu sắc mấy nhưng từ lúc vào khe hở, Trần Đoạn Thiên và Thiên Tinh Tử luôn kề vai chiến đấu, trông chừng cho nhau. Thời gian không lâu nhưng đã ra sống vào chết, tấm lòng sáng tỏ. Lý Vân Tiêu vô cùng buồn khổ nói. Đoạn Thiên Tông Chủ, nơi đây không tiện quá mức đau thương, xin hãy nén bi thương. Trần Đoạn Thiên tràn đầy tức giận, xanh mặt chừng ma tộc bên ngoài trận pháp. Không nói không rằng, mặt không chút máu. Đại chiến vẫn đang giằng co, Lý Vân Tiêu không có nhiều thời gian chăm sóc tâm tình Trần Đoạn Thiên, hắn dặn dò vài câu rồi giết ra ngoài trận pháp. Hiện tại thứ duy nhất có thể chống đỡ chính là lục đinh lục giáp miễn chống qua thời gian giới tinh có hiệu quả là sẽ có một tia hy vọng chuyển bại thành thắng. Đột nhiên trên bầu trời vang tiếng hạc hót, hai con thủ hạc bay lên lao hướng lục đinh lục giáp, cái miệng thép màu đen mổ. Bùm! Một đinh giáp sơ quang nhẫn che trước mặt nhưng bị mổ nát, cơ thể chịu trọng kích. Thùng thùng thùng. Đinh giáp liên tục thụt lùi trên cao. Hai con thủ hạc đập cánh thuận thế bay tới trước lại mổ. Ầm 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 ầm. Đinh giáp không chịu nổi ngực bị mổ thủng một cái lỗ lớn, đinh giáp ngừng nhúc nhích đứng yên như đã chết, mặt mộc tựa pho tượng. Một đinh giáp bị phá hủy, mất đi linh tính làm cả trận pháp yếu đi, vòng sáng đại trận co rút dữ dội. 11 đinh giáp khác tăng gấp đôi áp lực. Tim mọi người rớt cái bịch, không ngừng chìm xuống, biết giữ nhiều lành ít. Hồ ở xa bàng quan cuộc chiến thở ra, ung dung nói. Sốt cuộc phá, thập nhị đô thiên thần sát trận quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc trước đó khôi lỗi đã bị thương nếu không đã chẳng bị phá dễ như vậy. Hộ nhìn hoàn cảnh xung quanh, lẩm bẩm. Hoàn cảnh giới lực này còn có thể giữ được bao lâu? Khóe môi hộ cong lên. Nhưng đã không quan trọng, thắng lợi đặt dấu chấm tròn rồi. Hai con thủ hạc sau khi phá vỡ một bộ đinh giáp thì đập cánh bay vào trong trận. Phi Nghê vứt bỏ đối thủ trong tay, nàng bỗng nhiên hóa thân thiên phượng mang theo uy thế vô biên lao hướng hai con thủ hạc. Ầm 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 ầm. Ba lực lượng va chạm mạnh bộc phát ánh sáng và ngọn lửa chói lòa. Phi Nghê bị chấn hộc máu biến về chân thân nhân tộc, không ngừng thụt lùi. Hai con thủ hạc bị trùng kích. Lông chim đen trên người nhuốm thần hỏa phừng phực không tắt. Cuối cùng thủ hạc há mồm phun ra nhiều phù văn mới dập tắt lửa, nhưng khí thế yếu đi nhiều. Mắt hộ lộ tia kinh ngạc nói. À, đó là huyết mạch thiên phượng sao? Hộ nhìn kỹ Phi Nghê, rất vui vẻ cười nói. Lần này không chỉ được giới thần bi còn có huyết mạch thiên phượng. Chậc chậc, đây là ông trời bồi thường cho ta sao?
Hộ đang rất đắc ý chợt con người co rút, phụt ngẩng đầu mắt nhìn khúc đầu khe hở, hướng sơn mạch thiên đãng. Sắc mặt hộ trầm. Nhiều vũ giả đang bay nhanh tới, nhìn sơ khoảng hơn 100 người, khí thế cực kỳ lạ lùng, cho người cảm giác rất khó chịu rồi lại cực kỳ cường đại. Hộ nghi ngờ nhìn. Đó là cái gì? Chờ đám vũ giả bay tới gần hộ mới thấy rõ ràng. Trừ vài người dẫn đầu là nhân loại bình thường ra, trăm vũ giả theo sau ai nấy mặt mũi dữ tợn, toàn thân toát ra sát khí, dường như không có thần trí. Binh khí giết chóc. Hộ giật nảy mình, chuẩn xác gọi tên mấy thứ đó. Trong vòng chiến lục đinh lục giáp bảo vệ, Tử Đồng đột nhiên hưng phấn kêu to. Vi Thanh đại nhân, là Vi Thanh đại nhân. Tử Đồng liên tục xua tay, cực kỳ kích động. Lúc phát hiện khác lạ trong sơn mạch thiên đãng là Tử Đồng lập tức truyền tin về thánh vực ngay. Cường giả thánh vực tử thương vô số nhưng cơ cấu khổng lồ còn đang vận chuyển, tin tức truyền vào tay Vi Thanh. Dù toàn thánh vực hiện chỉ có hai chấp chính Ti Vi Thanh và Công Dương Chính Kỳ, người sau từ khi vào thần đô thì không còn xuất hiện nữa. Sau khi nhận được tình báo Vi Thanh mang theo binh khí giết chóc chạy tới đây. Cũng là số trời, bọn họ lòng vòng trong sơn mạch thiên đãng rất lâu mới vào đúng nơi. Tử Đồng kích động cũng dễ hiểu, gã dù gì là người thánh vực, từ đầu tới cuối không được thích, chẳng hề bắt mắt. Giờ thấy người của mình, lại đang phút sống chết thấy nhiều người phe mình cứu viện làm Tử Đồng kích động muốn khóc. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, lòng vừa mừng vừa sợ. Mừng vì trăm binh khí giết chóc sau lưng Vi Thanh chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế, kinh vừa người này vừa chính vừa tà, trời biết Vi Thanh có ra tay giúp không. Rất nhanh Lý Vân Tiêu yên lòng. Vi Thanh nhìn thế cục, ra lệnh. Giết hết ma vật. Đám binh khí giết chóc bộc phát lệ khí tiến vào trạng thái cuồng bạo, miệng phát ra tiếng gầm gừ quái dị xông lên trước. Đến cùng Vi Thanh còn có một số cường giả thánh vực như Nam Phong Tuyền, luôn đi theo bên cạnh Vi Thanh sống sót tới ý nay. Bọn họ lao ra giúp sức. Hộ biểu tình cực kỳ khó xem, lắc người đến trước mặt Vi Thanh, vươn tay chộp. Hộ biết rõ binh khí giết chóc lợi hại, là thứ tồn tại vì giết chóc, chẳng có một chút tình cảm hay đau đớn, chỉ biết giết, vui vẻ liều lĩnh, khiến người nhức đầu còn hơn ma thú. Nhưng binh khí giết chóc phục tùng chủ nhân, miễn chủ nhân chết là binh khí giết chóc sẽ ngừng lại. Vì vậy hộ nhanh chóng quyết định tấn công Vi Thanh. Vi Vô Nhai lao ra từ sau lưng Vi Thanh che trước mặt, hét to vỗ trường. Bùm! Hai người va chạm một chiêu, Vi Vô Nhai bị đẩy lùi, nội phủ tổn thương, khóe môi tràn máu, vẻ mặt kinh sợ. Vi Thanh giật mình kêu lên. Phụ thân! Vi Vô Nhai hét to. Ta không sao, người cẩn thận. Hộ đánh lui Vi Vô Nhai xong xoay người công kích Vi Thanh, năm ngón như đao chém vào cổ họng. Đầu ngón tay lóe tia sáng trắng xé rách không gian. Cực kỳ sắc bén. Nét mặt Vi Thanh xa sầm giơ đôi tay lên, cánh tay biến thành hai màu sắc mang theo hai lực lượng cực viêm và cực băng bùm một tiếng đè bàn tay hộ xuống. Ầm, ánh sáng sắc bén trên đầu ngón tay vỡ ra, hộ nhướng mày cực kỳ khó hiểu. Hai lực lượng này không hề mạnh với hộ nhưng nó rất lạ, làm lòng gã hơi bị rung động. Hộ vứt bỏ tạp niệm trong đầu, cười khẩy nói. Chẳng qua là trưởng thiên cảnh mà muốn sống trong tay ta. Hộ vung tay phải lên chấn vỡ hai lực lượng, biến trưởng thành chảo công kích. Vi Thanh thuận thế lùi hai bước, hai tay nhanh chóng bắt ấn cuối cùng làm ra tư thế vòng tay ôm, hai tay giơ trước mặt. Âm dương nhị khí lập tức mờ nhạt khuếch tán quấn quanh nhau vươn lên thành hình bảo bình giữa đôi tay Vi Thanh, phù văn lượn lờ bên trên toát ra sức mạnh hùng hồn, mạnh mẽ. Bảo bình xuất hiện, khí thế toàn thân Vi Thanh hơi thay đổi, không gian chấn động nhẹ. Con người hộ có giúp nhận ra thứ đó, kinh kêu. Ui, âm dương nhị khí bình. Năm ngón tay hộ chạm vào. Phù văn, lực lượng đáng sợ truyền đến, gã rụt tay về. Vi Thanh mừng như điên, thấy đối phương bị hù thì vội xoay bảo bình, miệng bình phun ra ánh sáng hai màu chém tới. Hộ không dám khinh thường, trong tay lấy ra một thứ là ngọc nhưng không phải ngọc liên tục vỗ mấy cái, ánh sáng xanh tứ tán trong không trung. Vang mấy tiếng bùm bùm. Ánh sáng hai màu bị đánh nát. Hộ mắt lóe tia sáng, hù ta hết hồn, thì ra chỉ là thi triển thô thiển nhất. Thứ đó là thánh khí của ma giới, không có ma nguyên chí tịnh chí thuần thì không thể phát huy ra uy lực của nó được. Hộ tham lam liếm môi. Tốt nhất đưa cho ta đi. Hộ lại bay lên, chợt cảm giác có nguy hiểm. Một tay Vi Vô Nhai chộp hư không, hư đao to lớn ngưng tụ trong lòng bàn tay chém xuống.
Tà quyết. Ầm 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 ầm. Lệ khí vô biên phát ra từ tài quyết chém nát thiên địa. Hộ không muốn đỡ chiêu đó đành biến thân lá rụng nhẹ nhàng bay ra sau cách xa mấy trăm trượng. Cùng với tài quyết chi nhẫn chém ra, cả không gian tràn ngập khí thô bạo phù hợp yêu thích của đám binh khí giết chóc, tất cả càng hưng phấn hơn. Có mấy binh khí giết chóc ôm nguyên tượng chí mạng dùng răng cắn chết ma thú. Mấy ma quân nhìn mà run sợ, bọn họ cũng bị binh khí giết chóc vây quanh không thoát ra được. Hai con thủ hạc bị vây khốn trên bầu trời, tiếng hú thê lương nổi lên bốn phía. Một mình Phi Nghê đấu với một con, thực lực của nàng và lực lượng thiên phượng vững vàng áp chế thủ hạc. Một con thủ hạc bị linh mục địch, tuần thiên đấu nghiêu vất vả vây đánh. Cơ thể kim loại của hai người bị đánh móp méo nhưng cắn răng cố chống. Hộ biểu tình cực kỳ khó xem nhìn chằm chằm vòng chiến, lặng lẽ xoay người bay sâu vào khe hở. Một ma quân nhìn thấy, tức giận quát. Nếu mất trận địa thì ngươi làm sao ăn nói với viện đại nhân? Tầm quan trọng của trận địa cao hơn mạng sống chúng ta nhiều. Hộ ngừng bước chân, chợt quay đầu lại cười thật tươi. Hộ sờ cằm, chớp mắt lia, cười tươi như hoa nói. Viện đại nhân nói tầm quan trọng của trận địa hơn xa mạng sống các ngươi, dù các ngươi chết hết thì không thể mất trận địa. Nhưng mà... Hộ híp mắt cười tủm tỉm. Viện đại nhân còn nói ta nhất định phải sống quay về, mạng của ta hơn xa trận địa. Dù mất trận địa thì ta phải sống trở lại, đây là... Toàn bộ mệnh lệnh của viện đại nhân. À, mấy ma quân xoe tròn mắt, vì phân tâm thẫn thờ nên bị binh khí giết chóc chém chúng. Lửa giận ngùn ngụt bùng cháy trong lòng đám ma quân, liều mạng giết mấy chục binh khí giết chóc sau đó kiệt sức bị binh khí giết chóc phân thây, hàng giải thành thập phương hung hồn sát rồi đến ma sát, cuối cùng tan biến thành mây khói. Lúc này lực lượng giới tinh tràn ngập trong khe hở cũng dần tan biến. Còn lại một số nguyên tượng chí mang, hai con thủ hạc chớp mắt bị giới lực ức chế, trong tình huống không địch lại như thêm xương trên tuyết nháy mắt bị chém sạch. Con ma sát cuối cùng bị bóp nát. Cả khe hở trở nên cực kỳ yên lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong lòng mỗi người đè một tảng đá nặng, cảm thấy cực kỳ nặng nề. May mắn mỗi người toàn là kinh nghiệm dày dạn, sớm nhìn quen sinh tử. Tâm tình nặng nề một lúc rồi bọn họ dần thư giãn, trở về trạng thái không quan tâm. Vi Thanh liếc mọi người chật vật, lạnh nhạt nói. Vân Minh Chủ, chúc mừng toàn thắng lớn. Lý Vân Tiêu hơi xấu hổ tức tối, nhưng nhiều hơn nữa là bi thương, tự trách. Lý Vân Tiêu khẽ hừ, không nói chuyện. Những người khác mặt đen nhìn Vi Thanh chằm chằm. Khúc Hồng Nhan nói. Mặc kệ thế nào thì lần này nhờ có Vi Thanh đại nhân giúp đỡ, ơn cứu giúp vô cùng cảm kích. Vi Thanh giơ tay ngắt lời. Như thế nào, người ta đang mỉa mai các ngươi sao? Khúc Hồng Nhan hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ không phải? Vi Thanh mỉm cười nói. Hồng Nhan cung chủ và Vân Minh chủ đều hiểu lầm, ta thật lòng thật dạ chúc mừng. Lần này phe ta toàn thắng lớn, diệt hết ma tộc, thế này không đúng sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm lạnh lùng hỏi. Vậy còn những đồng bạn đã chết thì tính sao? Cái này thể xem như toàn thắng sao? Nếu là vậy ta thà thua chạy. Phi Thanh xì cười. Ha ha, ấu trĩ. Mặt Phi Thanh lạnh băng nói. Đại chiến làm sao không chết người được? Người đi nói đạo lý với họ đi, khách sáo mời bọn họ ăn bánh bao, kêu bọn họ đừng đến thiên vũ giới. Vi Vô Nhai góp lời. Lý Vân Tiêu, người rất yếu mềm, làm thông soái thiên hạ, minh chủ thiên vũ minh thì lòng dạ yếu đuối là tối kỵ. Cái gọi là thiện không làm quan, nghĩa không tụ tài, từ không trưởng binh. Binh giả, tức lợi khí, là đẩy người vào chỗ chết. Đến giờ ngươi vẫn không hiểu được sự tàn khốc cuộc chiến hai giới sao. Không chỉ bọn họ chết, ngươi và ta về sau cũng sẽ chết. Lý Vân Tiêu dùng mình. Lời phụ tử Vi Thanh nói giống như hôm đó Diệp Nam Thiên đã nói, có lẽ tính cách của hắn đúng là không thích hợp làm minh chủ. Linh Mục Địch gật đầu nói. Tuy rằng lần này tử thương khá nhiều nhưng tốt hơn lần ở cổ ma tinh nhiều. Ngày xưa thực lực tổng thể của thiên vũ giới hơn xa hiện tại nhưng suýt bị ma tộc diệt vong. Thế cục bây giờ ít ra còn trong vòng khống chế. Liên tục hai lần đại bại người ma tộc, chắc bọn họ sẽ có điều e dè. Lý Vân Tiêu buồn bực nói. Chưa chắc, đánh mấy lần, tử thương thảm trọng chỉ đuổi được bọn họ về ma giới, thậm chí không thấy chính chủ đâu. Linh Mục Địch phản bác. Không hẳn, lúc trong cổ ma tinh, ma quân kia có nói hiện tại ma giới do 8 vị cường giả ma tôn cảnh khống chế, man là một trong số đó.
hôm nay đằng sau những lực lượng ma tộc này, viện kia hơn phân nửa cũng là ma tôn. Hai bộ ma tộc bị tổn thương nặng, chắc trong thời gian ngắn sẽ không dục dịch nữa. Lòng Lý Vân Tiêu tràn đầy lo lắng nói. Với mức độ hai giới giao hòa hiện giờ thì khe nứt không đủ mạnh, cường giả ma tôn tạm thời không thể vượt giới đến đây. Nhưng qua một thời gian, tám ma tôn cùng đến thiên vũ giới thì trong thiên hạ này ai có thể chắn? Linh Mục Địch nhẹ nhàng cười. Không ngăn được thì chết, vì vậy tương lai giới này dựa vào các vị đây. Linh Mục Địch chắp hai tay hành lễ hướng mọi người. Đám người giật nảy mình, đều biết thân phận của Linh Mục Địch nên vội trả lễ, đồng thanh kêu lên. Đại nhân nói quá lời, đây là nghĩa vụ của chúng ta. Vi Thanh nói. Xét cho cùng chỉ vì chúng ta không đủ mạnh. Vi Thanh nhìn Lý Vân Tiêu. Ta định đi thành Viêm Vũ tham ngộ quy tắc thập phương, không biết Vân Minh Chủ có đồng ý cho đi không? Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Tất nhiên đồng ý, nhưng trong thành Viêm Vũ thì ngươi phải hát tành thật, nếu dám có hành động gì thì ta nhất định không tha cho ngươi. Vi Thanh mỉm cười nói. Dĩ nhiên, thành Viêm Vũ là địa bàn của ngươi, sao ta làm cản được? Vi Thanh thầm thở phào, Vi Vô Nhai đứng cạnh gã đáy mắt lóe tia vui mừng. Nếu Lý Vân Tiêu không cho bọn họ đi thành Viêm Vũ thì đành chịu, muốn tham ngộ quy tắc thập phương, giảm chậm tuổi thọ sẽ muôn vàn khó khăn. Trong khe nứt chìm vào thinh lặng, Khúc Hồng Nhan khẽ hỏi. Phi Dương, chúng ta tiếp tục tuần sát trong sơn mạch hay tạm trở về? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Đã đến rồi thì đừng bỏ dỡ giữa chừng, chúng ta tiếp tục tuần tra khe hử ô khác, có Vi Thanh đại nhân tham gia sẽ không nguy hiểm nhiều. Mọi người đã thấy uy lực các binh khí giết chóc rồi, tuy cực kỳ phản cảm thứ này nhưng không ai có thể phủ nhận uy lực của nó. Lý Vân Tiêu hỏi Vi Thanh. Đại nhân thấy sao? Vi Thanh hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng. Vi Thanh muốn đi 699W, không tiện làm phật lòng Lý Vân Tiêu. Hơn nữa đứng ở góc độ kháng ma thì tiếp tục tuần tra là tốt nhất. Vi Thanh thản nhiên nói. Mọi chuyện theo ý Minh Chủ, ta không có ý kiến gì. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục điều tra. Vẫn chưa vào sâu trong khe hử ô đó, chúng ta đi vào xem bên trong là cảnh tượng thế nào. Mọi người nâng cao tinh thần, chữa trị sơ vết thương, thu những vũ giả mất sức chiến đấu vào giới thần bi. Đoàn người xuất phát đi sâu vào khe hử ô. Khoảng nửa nén nhang sau cuối cùng đến điểm cuối khe hở, mơ hồ thấy phía trước có giới bích, áp lực vô hình ập vào mặt, nhiều người thấy khó chịu vô cùng. Linh Mục Địch nói, khe hở quá lớn, dựa vào sức chúng ta không thể phong ấn, đành để lại chút cấm chế, nếu bị đụng phải sẽ cảnh báo cho chúng ta chuẩn bị tâm lý. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, không thể phong ấn vậy là người ma giới có thể tùy ý ra vào. Linh Mục Địch đáp, ta không bảo là không thể, nhưng rất khó khăn, dù cho hiện tại triệu tập nhiều nhân lực lại đây phong ấn, tùy theo hai giới giao hòa, khe hở sẽ ngày càng nhiều lên, vẫn sẽ tự động phá tan. Khi khe hở đã quá nhiều thì chúng ta làm gì có nhiều lực lượng chạy đi khắp nơi phong ấn. Lý Vân Tiêu nhức đầu như búa bổ, mặc kệ thì không được mà đi cũng khó. Vi Thanh mở miệng nói, không thể nào phong tỏa tất cả khe hở nhưng có thể canh giữ đường hầm đảo phù không, định kỳ càn quét sơn mạch, đây mới là thượng thượng sách. Lý Vân Tiêu nói, nhưng đường đảo phù không không phải cách duy nhất vào sơn mạch thiên đãng. Vi Thanh liếc Vi Thanh, xì mũi. Đảo phù không là con đường chính, các loại khe hở khác chỉ có thể cho đơn độc ma tộc đi vào, muốn xâm nhập quy mô lớn chỉ có thể đi đường chính. Nếu không chờ khi không gian sụp đổ sẽ nguy hiểm, người ma tộc không ngu, sẽ không dại dột mạo hiểm như vậy. Vi Thanh bổ sung thêm. Người muốn phòng ngừa toàn bộ người ma tộc đến đây là mơ giữa ban ngày. Lý Vân Tiêu đầy bụng tâm sự, trầm ngâm hỏi. Chẳng lẽ không có cách nào hoàn toàn chấm dứt cuộc chiến hai giới sao? Vi Thanh gật đầu nói. Có, đó là khi một giới hoàn toàn diệt vong. Lý Vân Tiêu hỏi. Các vị có từng nghĩ đến tại sao ma tộc muốn xâm lấn thiên vũ giới không? Mọi người sửng sốt. Bí Đình Phong cáu lên. Hỏi vậy cũng hỏi, đâu có lý do gì. Bao nhiêu năm nay hai giới tranh chấp không ngừng, những người ma tộc quen thói giết chóc, có thù không đội trời chung với chúng ta. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Ta vẫn không hiểu, giới lực thiên vũ giới bài xích ngoại lực, không thích hợp cho đám người ma tộc sinh tồn thì tại sao bọn họ muốn xâm nhập chúng ta làm gì? Đơn giản là để giết chóc sao? Bí Đình Phong không cho là đúng.
Tất nhiên rồi, nếu không thì ngươi nghĩ sao? Lý Vân Tiêu lặng im, Linh Mục Địch, Phi Thanh trầm ngâm, bọn họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bắc Quyến Nam lên tiếng. Ma tộc xâm nhập 88 V đã có từ lâu, sinh linh hai giới không đội trời chung, nhưng không ai biết nguyên nhân cụ thể là gì. Có lẽ vì thời gian quá xa xôi, chẳng thể biết khởi đầu chuyện này là sao. Nhưng ma tộc xâm lược tính quá mạnh, đây là sự thực không thể chối cãi. Lý Vân Tiêu nói. Ta hiểu, việc gấp bây giờ là cố gắng trấn thủ, phòng ấn các khe hở lớn. Mọi người tăng tốc độ nâng cao thực lực tổng thể thiên vũ giới lên. Không thì sau này 8 vị ma tôn giáng lâm sẽ như 10 vạn năm trước, tai nạn diệt thế. Tâm tình mọi người nặng nề tuần tra đằng trước giới bích một lúc, không thấy có gì khác lạ thì rời đi. Giờ phút này bên kia giới bích, tinh vân lượn lờ. Trên bầu trời lơ lửng nhiều minh cửu bảo, có mấy cái thể tích to lớn trong khe hở gấp 10 lần. Trong tinh vân còn có ma thú khác tới lui, thủ hạc vỗ cánh nghển cổ hót vang. Hộ đứng bên trên một con minh cửu bảo lớn nhất. Chắp hai tay sau lưng bình tĩnh nhìn giới bích như có thể xuyên thấu nó. Mắt hộ bắn ra thần quang chín sắc cực kỳ sống với rải sáng đường chân trời, khó thể nhìn thẳng. Một lúc sau hộ thở hắt ra, xoay người đáp xuống. Bên trên con minh cửu bảo lớn nhất có núi đá cây cối, cung điện nước chảy. Ma quang mông lung hóa thành kết giới lấp lóe quanh minh cửu bảo. Hộ bay vào trong, đi hướng cung điện. Hai hộ vệ trước điện ngước mắt lên, ngây người. Một hộ vệ giơ tay ngăn lại, quát to. Viện đại nhân đang bàn bạc chuyện quan trọng, ai muốn vào đều phải thông báo. Sắc mặt hộ bình tĩnh, khóe môi cong lên. Vậy làm phiền hai vị. Hộ vệ kia khẽ ừ. Ừm. Hộ vệ xoay người vào đại điện, vừa mới bước vào nửa bước thì thấy mấy ma quân đi tới. Mấy ma quân dáng vẻ suy tư, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai nghị luận cái gì, vừa tan họp. Một ma quân thấy hộ thì ngạc nhiên. Lạnh lùng hỏi. Hộ đại nhân không ở Sơn Mạch Thiên Đáng kiến thiết căn cứ đi, tại sao tự tiện trở lại? Những người khác đứng lại nhìn hộ, cực kỳ ghét gã nên mặt ai nấy lạnh băng. Hộ mỉm cười nói. Đúng rồi, có chút chuyện nên không thể không trở về, đang định bẩm báo với viện đại nhân đây. Ma quân kia ác ý châm chọc. À, người cả ngày làm kiến thiết cơ sở ma hóa, muốn người cho người, muốn tài nguyên đưa tài nguyên. Hầu như tài nguyên cả viện bộ đều mặc cho ngươi điều phối, sao? Vẫn chưa thỏa mãn, lại đến đòi nữa. Trong mắt ma quân tràn đầy hâm mộ, ghen tị. Hộ lắc đầu cười nói. Chuyện kiến thiết ma hóa luôn tiến hành đâu vào đấy, không có vấn đề gì. Là ra chút chuyện nhỏ khác, ta nghĩ nên trở về báo cáo cho viện đại nhân một tiếng. Ma quân cười nhạt. Có chút việc nhỏ đã chạy tới quấy rầy viện đại nhân, ngươi thật vô dụng, không giải quyết được chút chuyện nhỏ sao? Ha ha ha! Đám ma quân cười như điên, tràn đầy châm chọc. Thật không hiểu hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì mà được viện đại nhân xem trọng nữa, chút chuyện nhỏ cũng không làm tốt. Hơn phân nửa tài nguyên viện bộ bị hắn chiếm nhưng có thấy làm ra cống hiến gì. Ngược lại đòi hỏi không biết đủ, kéo chân mọi người. Hừ, đừng oán trách nữa, ai kêu hắn có mặt đẹp ăn cơm trắng, lại giỏi vuốt mông ngựa. Cái bộ dáng quỷ liếm đó chúng ta học không được. Các loại trào phúng, châm biếm nổi lên, tràn ngập ghen tị chua lè, hộ vẫn chỉ cười, thản nhiên không thèm để ý. Hộ nói với hai hộ vệ trước kia. Ta có thể vào đi. Hộ vệ kia gật đầu nói. Đã họp xong, mời đại nhân vào. Hộ gật đầu đi vào điện, hoàn toàn không nhìn những ma quân này. Bộ dáng mắt cao hơn đầu đó chọc giận nhiều người, hận không thể xông tới xé nát hộ ra. Ma quân lúc trước đặt câu hỏi hét to. Đừng hở chút đi tìm viện đại nhân, viện bộ chúng ta ra tên phế vật như ngươi làm chúng ta mất hết mặt mũi. Có chuyện gì cứ nói ra, để các ca ca giải quyết giúp cho. Ha ha ha, lại rộ lên tiếng cười khả ố. Hộ ngừng bước, quay đầu hỏi. Các ca ca nói thật không? Nói đi, chúng ta giải quyết cho ngươi. Ma quân kia vẻ mặt châm chọc chuyển sang nhe răng cười nói. Nhưng giải quyết xong rồi ngươi hãy quỳ xuống trước mặt chúng ta, bắt trước ma sát kêu. Ha ha ha. Các ma quân cười to ngông cuồng nói. Nói nhanh đi, có chuyện gì? Để ngươi được thấy thực lực của các ca ca. Hộ nghiêng đầu suy nghĩ, cười nói. Cũng không có chuyện gì lớn. Trận địa Sơn Mạch Thiên Đãng đã mất, toàn bộ ma quân, ma thú bị cường giả thiên vũ giới xóa sổ.
trên dưới 100 thập phương hung hồn sát cũng thành cho. Giờ những sinh linh thiên vũ giới cường đại này đang ở đằng sau giới bích nghĩ cách đối phó chúng ta, xin ca ca ra tay diệt bọn họ hết, thu phục trận địa. Cung điện yên tĩnh nghe tiếng kim rơi, vừa rồi tràn đầy tiếng cười nhạo đều ngừng bặt. Mỗi người trợn to mắt biu, há hốc mồm, ngây ngẩn. Hộ chớp mắt cười khẽ, chắp tay vái mọi người, cung kính nói. Các vị ca ca làm sao vậy? Xin hãy làm chủ cho ta lấy lại trận địa. Những ma quân toát mồ hôi lạnh ròng ròng, mặt trắng bệch. Ngươi thật sự, làm mất trận địa. Hộ híp mắt gật đầu nói. Đúng đúng, nếu không tin thì các vị ca ca có thể đi ra ngoài xem. Ngươi. Đám ma quân sợ ngây người, hóa đá tại chỗ, đầu óc miết đặc. Hộ cười khẽ, phất lửa ô bọn họ xoay người vào trong đại điện. Ha, ha ha ha, ha 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 ha. Một ma quân đột nhiên cười phá lên, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Hộ làm mất trận địa sơn mạch thiên đáng, ha ha ha, hắn chết chắc rồi đúng không? Ma quân khác hưng phấn lên, mắt sáng rực. Đúng vậy, dù viện đại nhân có thương hắn đến mấy thì lần này tuyệt đối không tha thứ. Đây chính là trận địa quan trọng còn hơn mạng sống của chúng ta. Có ma quân lộ vẻ nghi ngờ nói. Theo ta thấy không giống có thật, nếu mất trận địa thì sao hộ có thể bình tĩnh như vậy? Chắc chắn có vấn đề. Ma quân khác phân tích. Đúng, người này thích làm bộ làm tích, không chừng lừa chúng ta. Tuy hộ khiến người chán ghét nhưng ta quan sát hắn thật lâu, chưa từng thấy hắn nói dối bao giờ. Ta cho rằng việc này rất đáng tin. Một ma quân trầm ngâm nói. Trước đó có tin tức truyền đến, khe hở man bộ bị thiên vũ giới phong ấn, có thể thấy thực lực thiên vũ giới không yếu như đã tưởng và cũng đang ứng đối việc xâm nhập. Sơn mạch thiên đáng là chiến trường quan trọng nhất từ các đời này, bọn họ tiến công đến đây cũng bình thường. Ma quân trầm giọng nói. Chúng ta đi xác nhận trước rồi tính. Mấy ma quân bàn bạc xong biến thành luồng sáng bay đi. Hộ đi vào đại điện. Bên trong im ắng chỉ có tiếng bước chân của gã. Đằng trước đại điện là châu liêm rũ xuống che lại vương tọa, những hạt châu trên tấm mảnh tỏa ánh sáng âm u ngăn cách hết thảy thần thức, không thể nhìn thân hình sau tấm màn. Hộ ngừng lại cách tấm rèm ba trượng. Khoảng cách này là bất cứ ma quân nào cũng không được đến gần, không thì chết chắc. Nhưng hộ đến vùng cấm vẫn bình yên vô sự, người sau màn không hề trách cứ gì, chỉ khẽ hỏi. Mất trận địa thật. Là thật. Hộ chỉ gật đầu, không nói nhiều. Người sau màn thân thể khẽ run, thở dài thườn thượt. Ai, bố trí lâu như vậy thế nhưng thất bại trong gang tấc. Nếu người xử lý việc này không phải là ngươi thì đã phơi thây trên điện rồi. Hộ cười tà. Đa tạ viện đại nhân dày yêu. Viện nói. Giờ mất trận địa, muốn trùng kiến lại không chỉ tốn sức rất lớn hơn nữa người bên thiên vũ giới có lẽ đã canh chừng, rất khó khăn. Tiếp theo chúng ta nên làm sao? Hộ đăm chiêu. Lần này tổn thất lớn, mất hết một nửa lực lượng, trong thời gian ngắn không tiện hành động, tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Viện có vẻ không vui hừ mạnh. Chúng ta chiếm cứ khe hở sơn mạch thiên đáng, vốn là bộ có lợi nhất giờ lại rơi vào bị động. Hộ nói. Tám bộ ma giới đều dục dịch, có hai bộ chiếm ưu thế khe hở, chúng ta và man bộ đều gặp tổn hại nặng. Từ đó thấy được thực lực thiên vũ giới bây giờ không yếu. Theo ý kiến của ta chẳng bằng rút lực lượng đi, nhưng sơn mạch thiên đáng lại cho mấy bộ khác tranh giành. Viện giật mình kêu lên. Nhường lại. Viện dứt khoát từ chối. Không được, lúc trước vì tranh giành chỗ này mà bổn tọa tốn bao nhiêu tâm huyết, giờ sao có thể vì thua một lần mà tùy ý buông bỏ. Nếu bị bộ khác giành trước, tương lai chia phong địa bàn thiên vũ giới thì chúng ta sẽ bị động. Hộ cười to bảo, chuyện tương lai rất xa xôi, trong đó biến số đếm không hết. Ai có thể nhìn thấu mệnh quỹ chư thiên này, cướp trước tiên cơ. Viện lặng im, không kích động như trước nữa. Hộ tiếp tục bảo, trước kia chúng ta phân tích thực lực thiên vũ giới không bằng bộ nào trong tám bộ ma giới. Nhưng qua hai sự cây hẹn này hiển nhiên chúng ta tính toán sai. Tuy rằng ma tộc bị giới lực áp chế khi trong thiên vũ giới là nguyên nhân lớn nhất. Nhưng cùng một việc xảy ra hai lần thì tuyệt đối không phải ngẫu nhiên hay ăn may. Ta tin tưởng dù mấy bộ khác tìm đến khe hở ra ngoài cũng sẽ gặp kết quả giống chúng ta và man bộ. Viện hỏi. Theo lời ngươi nói thì hoàn toàn không thể thánh chiến. Hộ nói, đương nhiên không,
tuy bây giờ thiên vũ giới yếu nhưng bao nhiêu năm qua hai giới xung đột các loại chưa thấy có tiến triển thực chất gì. Nên thánh chiến tuyệt đối không dễ như chúng ta tưởng tượng. Dường như viện bị thuyết phục, gật đầu nói. Được rồi, hết thảy tùy ý ngươi, người bổn tọa tin tưởng nhất là ngươi. Hộ chắp tay mỉm cười nói. Đa tạ viện đại nhân nâng đỡ, ta lập tức truyền lệnh xuống rút khỏi chỗ này. Những ma quân vội vàng hỏi thăm chuyện mất trận điện chưa kịp rõ thật giả thế nào đã nhận được tin chuyển rời đại bản doanh, nhường khe hở lại. Tập thể hóa đá, không chấp nhận được. Giờ phút này, trong sơn mạch thiên đãng, đám người Lý Vân Tiêu tuần sát khắp nơi, tìm tòi mấy cấm khu. Có chút hít thập phương hung hồn sát đều bị giết hết. Các địa vực bị ma hóa thì dùng thần hỏa lần lượt hỏa tán, hủy hoại ngay. Vài ngày sau, bọn họ đi hơn phân nửa cấm khu, tổng cộng mấy chục khe hở nhưng không thấy đế giả và thánh ma điện, người băng vực. Nguy hiểm Đoan Mộc Hữu Ngọc suy tính cộng thêm suy đoán, hơn 50% đế giả, người băng vực trở về ma giới. Lý Vân Tiêu đành bỏ cuộc rút binh ngay hôm đó, dẫn theo nhiều cường giả trở lại đảo Phù Không, lo chuyện bài bố cấm chế, trấn thủ này nọ. Lực lượng đảo Phù Không hiện tại chỉ làm bình bông, chứ có thể báo tin ra chẳng có ích gì. Trong điện nghị sự đảo Phù Không, mọi người thảo luận bàn bạc làm sao trấn thủ đường chính ở sơn mạch thiên đáng, định kỳ tuần sát càn quét. Vì thực lực thánh vực quá yếu, hầu như chỉ còn lại nhóm Vi Thanh là giúp ích được. Binh khí giết chóc thì người bình thường không khống chế được, cộng thêm bản thân Vi Thanh không muốn ở lại đây. Chuyện phong ấn, trấn thủ, tuần sát do Thiên Vũ Minh, đảo Huyền Ly chia nhau lo. Thế lực hai phe tự phái người trấn thủ nửa năm, bắt đầu tạo dựng đại trận truyền tống vượt cự ly từ đảo Phù Không đến Thiên Vũ Minh. Dựa theo phỏng đoán sơn mạch thiên đáng thì khi mỗi phái tọa trấn cần ít nhất 3 cường giả hư cực, 10 cường giả từ trưởng thiên cảnh trở lên tọa trấn. Vòng phong ấn, trấn thủ đầu tiên giao đảo Huyền Ly làm. Sau đó đảo Huyền Ly phái trận pháp sư, phong ấn đại sư đến. Trên bầu trời sơn mạch thiên đáng, đường chính đảo Phù Không bày ra thiên la địa võng, rậm rạp hàng trăm phong ấn, cấm chế lớn nhỏ tăng mạnh lực lượng phòng thủ. Sau khi trở về thành Viêm Vũ, Lý Vân Tiêu bắt đầu bế quan dưỡng thương, tìm mục tinh sửa lục đinh lục giáp. Giờ phút này toàn thuật bộ thành Viêm Vũ khua chiêng gõ trống nghiên cứu cách luyện chế 12 kim nhân. Thương Minh vận động đưa các loại tài liệu quý hiếm liên tục từ 3 vực khác vận chuyển lại đây. Mấy ngày sau vết thương của Lý Vân Tiêu lành hơn phân nửa, hắn đi tới thuật bộ. Ai nấy bận rộn căng thẳng hoàn toàn không rảnh lo cho ai, không chú ý Lý Vân Tiêu đến. Lý Vân Tiêu không tiện quấy rầy mọi người, hắn đi hướng tổng điện thuật uyển. Trong điện bầy đầy những hình người nhỏ xíu màu vàng các loại, toàn là mô hình 12 kim nhân, các loại tư thế sống động y như thật, khoảng hàng trăm con. Những người đứng quanh kim nhân nghiên cứu trừ số ít thuật luyện sư ra đa phần là người mục gia. Dẫn dắt mục gia tiến đến là trưởng lão Mục Trinh, và Tử Duệ từ hóa thần hải đi mục gia. Lúc trước Tử Duệ vì cầu chứng đạo khôi lỗi mà đi hải ngoại, thoát tai kiếp lỗ thông tử đã là siêu may mắn. Lý Vân Tiêu mới vào đại điện trông thấy hai người liền chắp tay chào hỏi ngay. Mục Trinh trưởng lão, Tử Duệ đại sư, đã lâu không gặp hai vị, bây giờ mới đến chào, rất thất lễ. Người trong đại điện thế này mới thấy Lý Vân Tiêu, nhưng đa số vẻ mặt lạnh lùng liếc một cái rồi tiếp tục chìm trong nghiên cứu của mình. Mục Trinh, Tử Duệ đang tham khảo vấn đề, không muốn nói nhiều với Lý Vân Tiêu nhưng không thể thất lễ. Mục Trinh, Tử Duệ vội đứng dậy khách sáo hai câu, sắc mặt thì còn thẫn thờ chìm đắm trong suy nghĩ sâu xa với vấn đề vừa rồi, không tập trung tinh thần. Lý Vân Tiêu thầm cười khổ, mở miệng nói. Hai vị tiếp tục công việc đi, ta không quấy rầy. Tốt. Mục Trinh, Tử Duệ mừng rỡ bỏ mặc Lý Vân Tiêu một bên, tiếp tục thảo luận. Ta cảm thấy thêm chút phân rồng sẽ giải quyết được cái khó không đủ trận lực. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét một vòng đại điện, không thấy bóng dáng Thiên Chiếu Tử đâu, chỉ có Viên Cao Hàn còn luyện khí trong thiên điện. Lý Vân Tiêu lắc người thuấn di qua, mỉm cười chào. Cao Hàn huynh. Trước khi Lý Vân Tiêu thuấn di đến đã tỏa ra thần thức để Viên Cao Hàn cảm giác được, nên đối phương không giật mình. Viên Cao Hàn lạnh lùng liếc Lý Vân Tiêu. Có chuyện gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Ta có một suy nghĩ hơi ấu trĩ muốn bàn với Cao Hàn huynh một chút. Viên Cao Hàn không thèm quay đầu lại, tập trung luyện chế, thản nhiên nói. Nói đi. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút.
ta muốn nhờ Cao Hàn huynh chủ trì luyện chế một loạt đan dược giúp nâng cao thực lực. Con người Viên Cao Hàn co rút, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Viên Cao Hàn buông vật luyện chế trong tay xuống, xoay người lại nhìn Lý Vân Tiêu chân chân. Viên Cao Hàn gằn từng chữ. Ngươi nói gì? Lý Vân Tiêu có chút lo âu, khẽ thở dài. Ai, không giấu gì Cao Hàn huynh, đúng là như Cao Hàn huynh đã nghĩ. Viên Cao Hàn nổi giận, tiến lên túm cổ áo Lý Vân Tiêu quát. Ngươi có biết ngươi đang nghĩ cái gì không? Lý Vân Tiêu đáp. Đương nhiên biết, ta cũng rối rắm rất lâu. Viên Cao Hàn cười khẩy nói. Ngươi làm minh chủ đến nổi điên sao? Không ngừng dùng đan dược tăng thực lực cơ hồ cắt đứt thiên phú vũ giả, tương lai khó có thành tựu. Hiệu quả đan dược sẽ giảm dần xuống, cuối cùng cảnh giới mãi mãi ngừng ở một vị trí, không bao giờ tiến bộ được nữa. Đối với những cường giả có trái tim vũ đạo thì nó đem lại sự hủy diệt. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta biết những điều này. Viên Cao Hàn hừ mũi. Vậy chính ngươi có dùng đan dược này không? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không bao giờ. Viên Cao Hàn tức điên mắng. Vậy ngươi còn tính cho người khác dùng? Lý Vân Tiêu giải thích rằng. Nhiều người tu vi đã bị khựng lại thật lâu không tiến bộ, có lẽ bọn họ vui vẻ dùng. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói. Vớ vẩn, hiện tại quy tắc thập phương tán ra, dù lúc trước vũ giả hơi khựng lại thì nay được lực lượng quy tắc tẩm bổ có thể từng bước mở ra bình cảnh, trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Lý Vân Tiêu nhìn Viên Cao Hàn tức giận, đôi mắt hắn bình tĩnh như không. Viên Cao Hàn nhìn thẳng vào mắt Lý Vân Tiêu, lòng bỗng rung động, gã ngây người. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Những gì Cao Hàn huynh nói ta đều biết. Nhưng thiên vũ giới lạc hậu 10 vạn năm, trong thời gian ngắn khó thể bù đắp chênh lệch lớn này, chúng ta đã không có thời gian. Viên Cao Hàn bớt giận nhiều, nhíu mày nói. Nhưng ngươi không thể hy sinh tiền đồ của người khác để hoàn thành mục đích ngắn hạn được. Lý Vân Tiêu ngước nhìn Viên Cao Hàn, cười khổ nói. Tiền đồ, Cao Hàn huynh có biết hai lần chiến tranh với ma tộc đã chết bao nhiêu người sao? Chúng ta có nhiều đồng tộc, thậm chí là bạn cũ đều chôn sống trong đó. Trận chiến đấu này là cái lò luyện lớn, mọi người vùng vẫy trong đó tùy thời bị đốt thành tro. Dừng nói hy sinh tiền đồ, bao nhiêu người hy sinh cả mạng sống. Viên Cao Hàn ngây ra như phỗng, không biết nên nói cái gì. Viên Cao Hàn thì thào. Nhưng, đây là, tà đạo. Lý Vân Tiêu nhìn Viên Cao Hàn chăm chú, ánh mắt kiên quyết, sắc bén. Giờ phút này không thể suy nghĩ nhiều nữa, phi thanh luyện chế người thành binh khí giết chóc mà ta còn mặc kệ. Dùng giết ngừng giết, lấy ma chế ma, bây giờ ta chỉ muốn có lực lượng càng mạnh hơn nữa. Cao Hàn huynh phải giúp ta. Người Viên Cao Hàn run rẩy, biểu tình cực kỳ phức tạp, trong mắt tràn đầy đau khổ dẫy dụa. Lý Vân Tiêu nói, ta biết chắc Thánh Vực cũng có nghiên cứu về điều này, thông qua một loạt đan dược bồi dưỡng, đột phá trói buộc hiện có. Cao Hàn huynh hãy luyện chế giúp ta trong thời gian ngắn nhất, bao gồm đám đông Vũ Hoàng, Vũ Tôn, Vũ Đế, dưới Vũ Hoàng thì. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu nói. Ta không muốn khiến tương lai thiên vũ giới đánh mất, để lại những hạt giống đó đi. Ta sẽ không bắt buộc mọi người dùng đan dược này, chỉ khích lệ họ. Mặt Viên Cao Hàn trắng xanh. Cuối cùng ngươi vẫn hay đổi. Lý Vân Tiêu xì cười, lạnh lùng nói. Nếu Cao Hàn huynh tham gia chiến đấu hai lần thì cũng sẽ thay đổi. Nếu Cao Hàn huynh không phục thì lần sau ta sẽ mang Cao Hàn huynh ra chiến trường. Viên Cao Hàn lắc đầu nói. Hiện ngươi là minh chủ thiên vũ minh, mọi chuyện nghe lời ngươi. Thứ ngươi muốn ta sẽ cố gắng nhanh chóng làm xong. Lý Vân Tiêu chắp tay nói. Đa tạ. Viên Cao Hàn lặng im, cả người ủ rũ phất tay tiễn khách, không muốn nhìn Lý Vân Tiêu nữa. Trong lòng Lý Vân Tiêu không chịu nổi, một lần nữa chắp tay hành lễ rồi thuấn di đi. Giây sau Lý Vân Tiêu xuất hiện trong một gian đại sảnh. Ninh Linh Nhi vừa mới bàn bác xong với mấy nhân vật trung tâm thương hội, nhìn theo mọi người lục tục rời đi. Ninh Linh Nhi giật mình kêu lên. Ai đó? Thấy rõ là Lý Vân Tiêu thì cuồng sa tộc vội chạy lên đón. Vân Tiêu đại ca. Lý Vân Tiêu mỉm cười vén tóc mái ra sau tai Đinh Linh Nhi. Thời gian đã vất vả cho Linh Nhi. Lòng Đinh Linh Nhi ngọt ngào, gò má hơi hồng cúi đầu thỏ thẻ. Không cực khổ. Những chuyện này là Linh Nhi nên làm. Linh Nhi không thể giống Hồng Nhan tỷ tỷ, phi nghề muội muội cùng Vân Tiêu đại ca đi giết địch.
Linh Nhi chỉ có thể xử lý những việc nhỏ phía sau, mong rằng Vân Tiêu đại ca sẽ không ghét bỏ Linh Nhi. Trong số hồng nhan tri kỷ của Lý Vân Tiêu thì thực lực Đinh Linh Nhi yếu nhất, trong lòng nàng luôn hơi tự tin. Dù hiện tại Đinh Linh Nhi khống chế hậu cần, vận chuyển nguyên thành viêm vũ, tác dụng lớn lao vượt qua thấy người khác, nhưng dù gì nơi này cường giả làm vua, kẻ yếu không có nhân quyền. Trong lòng Đinh Linh Nhi luôn mặc cảm tự ti vì thực lực chênh lệch quá xa. Lý Vân Tiêu cười cười ôm Đinh Linh Nhi vào lòng, vuốt mái tóc đẹp, ngửi mùi thơm thoang thoảng. Lý Vân Tiêu nói, đừng ngốc vậy, mỗi người các nàng đều là không thể thay thế, quan trọng trong lòng ta, không hề thiên vị. Đinh Linh Nhi khẽ ử, nàng tựa lên ngực Lý Vân Tiêu, hưởng thụ ấm áp vô cùng. Nhưng chỉ giây lát Lý Vân Tiêu đã đẩy Đinh Linh Nhi ra, nghiêm túc hỏi. Linh Nhi, bây giờ có chuyện cần Linh Nhi phái người đi làm. Đinh Linh Nhi thoát khỏi tình cảm nam nữ, vội hỏi. Vân Tiêu đại ca nói đi. Lý Vân Tiêu mở miệng nói. Linh Nhi cũng biết thế cục thiên hạ rồi, trận ma kiếp này không ai trốn thoát được. Ta hy vọng Linh Nhi sẽ phái người đi đằng quang tìm Lệ Hoa Trì, Lăng Bạch. Đinh Linh Nhi kinh ngạc kêu lên. Ba vị phong hiệu vũ đế. Vân Tiêu đại ca nghĩ rất hay, nếu ba người cùng đến thì thực lực thiên vũ minh sẽ tăng tiến nhiều. Ông trận chiến thành Hồng Nguyệt, đằng quang không thể bị phế nhưng hắn là trận pháp vô song đương thời, tương lai có chỗ cần dùng. Lệ Hoa Trì, Tuyết Thần Hy cầm kiếm hỏa âm, ai chặn đường sẽ chết. Lăng Bạch Hy thì không phải hạng người lương thiện nhưng làm việc có nguyên tắc, kiểu lập dị. Lúc trên thành Tân Diên, Lăng Bạch Hy đại chiến Vạn Bảo Lâu đã bước vào trưởng thiên cảnh giới. Mấy năm qua đi, với tư chất tuyệt thế của Lăng Bạch Hy có lẽ tiến bộ thêm một bậc trên thần đạo. Miễn là tìm được chỗ ở của họ, thuyết phục tình nghĩa, ta tin tưởng mấy người đó sẽ đến. Đinh Linh Nhi gật đầu nói. Linh Nhi phái người đi kiếm ngay, nếu có tin tức gì Linh Nhi sẽ tự mình đi, nhất định phải mời bốn người đó tới. Lý Vân Tiêu nói. Việc này làm phiền Linh Nhi, ta còn bạn việc, Linh Nhi hãy viết một phong thư dùm ta đưa đi Vạn Bảo Lâu cho Vạn Nhất Thiên, đổi lấy trận đồ, đại vãng sinh cực lạc trận, trong tay hắn. Đinh Linh Nhi giật mình kêu lên. Một trong thượng cổ tam đại sát trận ngang với thập nhị đô thiên thần sát trận. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng rồi, trận này đã đại triển thần uy ở thành Tân Diên, tuy chỉ lộ ra manh mối nhưng trận thế mạnh mẽ, tuyệt thế vô song. Dù trong tay Vạn Nhất Thiên chỉ có tàn đồ, rơi vào tay trận pháp đại sư thì có thể phục nguyên một ít, có thể chế tạo phòng thủ kiên cố thành viêm vũ. Đinh Linh Nhi nói, tuy bây giờ Thương Minh vẫn là thế cục Nam Bắc đối đầu nhưng Vạn Nhất Thiên đối xử với chúng ta rất thân thiện, cộng thêm thư của Vân Tiêu đại ca, chắc chuyện này không khó khăn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Vạn Nhất Thiên là kiểu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Đinh Sơn thì là kiêu hùng thật sự. Nếu không phải lúc này ta bận rộn quá thì mục tiêu tiếp theo sẽ là xử Đinh Sơn. Mắt Lý Vân Tiêu lóe sát khí. Lòng Đinh Linh Nhi thầm run, khó chịu và phức tạp khó tả. Lý Vân Tiêu yêu thương vuốt mái tóc đẹp, nhẹ nhàng nói. Quá khứ đã qua, Đinh Sơn làm nhiều chuyện xấu, về sau sớm muộn gì cũng bị báo ứng. Hốc mắt Đinh Linh Nhi ửng đỏ khó chịu hỏi. Vân Tiêu đại ca nhất định phải giết Đinh Sơn sao? Lý Vân Tiêu nói. Đừng quên là Đinh Sơn giết đệ đệ ruột của nàng. Đinh Linh Nhi cắn chặt môi, gật mạnh đầu. Linh Nhi hiểu rồi, Đinh Sơn là đạo phủ. Đệ đệ mới là người thân duy nhất của Linh Nhi, vậy mà chết trong tay Đinh Sơn. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dạng của Đinh Linh Nhi thì rất đau lòng, hắn vuốt ve nàng. Từ nay về sau Vân Tiêu đại ca là thân nhân của Linh Nhi. Hốc mắt Đinh Linh Nhi đỏ ửng, nghĩ đến cả đời mình sống trong lừa gạt và bị lợi dụng, nhận kẻ thù làm người thân, cuối cùng một người một mình. Đinh Linh Nhi không kiềm được khóc nức nở. Lòng Lý Vân Tiêu yêu thương ôm Đinh Linh Nhi vào lòng, hôn lên mái tóc. Nhiệt độ thân thể hai người sưởi ấm cho nhau, không kiềm được lòng rung động, máu chảy dần dần. Kết giới ngưng tụ xung quanh hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Trong kết giới cởi xua áng áo lót la thường, cảnh xuân kiểu diễm. Mười ngón nộn trừ măng mùa xuân, tiêm tiêm ngọc nhuyễn hồng nhu. Thiếu niên hồng phấn cộng phong lưu, màn gấm xuân tiêu luyến bất hiu. Một áng mây, mây mưa qua đi hai người lưu luyến không rời tách ra. Đinh Linh Nhi chỉ cảm thấy hơi đau, nghĩ đến chuyện vừa rồi nàng kiềm lòng không đậu nghênh đón thì không kiềm được lỗ tai đỏ rực. Lý Vân Tiêu ngắm thân thể yểu điệu, chiếm hết xuân sắc trần gian, thiều kiều bá mị.
Ninh Linh Nhi bị nhìn bối rối đỏ mặt, vội kéo Vân Y che người. Ninh Linh Nhi nhỏ giọng nói. Chuyện Vân Tiêu đại ca ai bảo Linh Nhi đi làm ngay. Ninh Linh Nhi nói xong sửa sang lại nghe y, vội lao ra ngoài kết giới mất hút. Lý Vân Tiêu rút đi kết giới, mùi thơm thân thể khuếch tán. Lý Vân Tiêu rũ mắt hít nhẹ, cảm thấy hồi vị vô cùng. Lý Vân Tiêu ngâm khẽ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, hơn cả vô số nhân gian. Lý Vân Tiêu lắc người biến mất tại chỗ. Rời khỏi giám sát ti, Lý Vân Tiêu đi hướng Linh Mục Địch. Linh Mục Địch và Tuần Thiên Đấu Ngưu bị đánh biến hình trong sơn mạch thiên đáng, nghỉ lấy sức một phen mới trở về nguyên dạng, giờ đang tu luyện tinh quang hồn thuật, không ngừng tăng thêm hồn lực cho mình. Thấy Lý Vân Tiêu đến tìm, Linh Mục Địch ngừng tu luyện ra cửa nghênh đón. Minh chủ tiến đến không biết có chuyện gì, nếu có việc cứ kêu một tiếng là được, không cần đích thân đến. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Mục Địch đại nhân chiết sát ta, bôi đen ta như vậy có được không? Linh Mục Địch nghiêm mặt nói. Cái này tuyệt đối không phải bôi đen. Ngươi là Minh chủ Thiên Vũ Minh thì nên có phong độ của người bề trên, vì ngươi phải quân lâm thiên hạ, khiến người trong thiên hạ ủng hộ, phụ tá ngươi. Lý Vân Tiêu phất tay ngắt lời. Với người khác có lẽ ta sẽ chuyển hoán, nhưng Mục Địch đại nhân là nguyên lão tiền bối, đức cao vọng trọng. Ta không làm được chuyện như vậy, xin ở đừng nói nữa. Linh Mục Địch biết tính cách Lý Vân Tiêu, khẽ thở dài. Được rồi, lão phu xem như là ngoại lệ đi, minh chủ đến có chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói, ta sắp đi Bắc Minh Huyền Cung một chuyến, ngắn thì vài ngày, lâu thì một tháng sẽ trở về. Trong lúc này mọi chuyện Thành Viêm Vũ làm phiền đại nhân để ý dùm. Bắc Minh Huyền Cung, Linh Mục Địch hiểu ra, gật đầu nói. Tuy Bắc Minh Huyền Cung không đáng lo nhưng dù gì là thế lực lớn ít ỏi trong thiên vũ giới. Giờ bình phục Bắc Minh Huyền Cung trước, tránh cho tương lai sinh ra biến cố cũng tốt. Lý Vân Tiêu nói. Đại nhân hiểu lầm ý ta, nếu Bắc Minh Huyền Cung có lòng kháng ma thì ta không ngại buông bỏ ân oán kể vai chiến đấu với bọn họ. Nhưng Bắc Minh Huyền Cung có một thứ cực kỳ quan trọng. Lý Vân Tiêu kể lại chuyện ba huynh đệ băng vực. Thiên ngoại huyền minh thạch. Linh Mục Địch giật mình nói. Lần đầu ta nghe nói về thứ này. Nhưng nếu có thể phụ trợ ma tộc trùng kích thánh ma cảnh thì tuyệt đối không thể để rơi vào tay người ma tộc. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta cũng nghĩ vậy, nên dự định đi Bắc Minh Huyền Cung một chuyến. Một là đến xem Bắc Minh gia tộc có thái độ thế nào, thứ hai cũng vì muốn thu thiên ngoại huyền minh thạch về Thiên Vũ Minh bảo quản. Linh Mục Địch nói. Ta lập tức điều phối một ít cường giả đi cùng minh chủ. Lý Vân Tiêu ngăn cản. Không cần cố ý điều phối. Đại nhân xem có ai không bế quan thì đi theo ta được rồi. Bắc Minh Huyền Cung dù sao chỉ là thế lực thiên vũ giới, ta hiểu rõ thực lực cao thấp, một mình ta đi cũng đủ ứng phó. Linh Mục Địch nói. Tuy nói vậy nhưng không sơ sẩy được. Hai lần trước đại chiến chúng ta tràn trề tự tin, kết quả vẫn là tử thương thảm trọng. Hiện tại mỗi bước đi phải cẩn thận, huống chi minh chủ tự mình đi thì càng không thể tùy ý được. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Tùy ý đại nhân. Linh Mục Địch lập tức đi sắp xếp, nhưng người tham gia trận chiến trước hoặc bế quan tu luyện hoặc trị thương, cuối cùng xác định mạch, Hoa Thường, Ninh Khả Vân của Thần Tiêu Cung đi chung. Tu vi của Hoa Thường kẹt trước trưởng thiên cảnh, bế quan đã lâu vẫn không phá được, lòng bối rối bực bội, vừa lúc mượn cơ hội đi đường có lẽ sẽ tìm được cơ duyên. Ninh Khả Vân vừa đột phá quy chân cảnh không lâu, trong thời gian ngắn rất khó có tiến bộ. Mạch luôn là ẳng lặng tu luyện phản yêu thánh công. Lòng tích lũy nhiều thắc mắc đang muốn thỉnh giáo Lâm. Lâm trị thương trong giới thần bi, mạch muốn tìm cơ hội xin chỉ dạy nên chủ động xin được đồng hành. Lý Vân Tiêu còn nghĩ đến một người, đó là La Thanh Vân. Nhưng La Thanh Vân từ khi tới Thành Viêm Vũ thì nhốt mình lại, không nghe chuyện bên ngoài, tập trung tu luyện. Mặc cho Lý Vân Tiêu truyền tin vào mãi không được trả lời. Chẳng lẽ hắn chết ở bên trong rồi? Lý Vân Tiêu ác ý phỏng đoán, hậm hực rời đi. Một ngày sau, bốn người được truyền tống đến khu Bắc Vực, giáp xuống gần Bắc Minh Huyền Cung. Phân biệt phương hướng sau đó biến thành bốn luồng sáng bay hướng Bắc Minh Huyền Cung. Đột nhiên không gian phía trước di chuyển, một bóng áo xanh xuất hiện trước mắt mấy người. Ô, tình cờ thật, vừa đúng dịp. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Vi Thanh, ngươi đến làm gì? Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm, hắn cho rằng Vi Thanh muốn đến ngăn cản. Vi Thanh nói.
nghe nói người định xuống tay với Bắc Minh Huyền Cung nên ta chạy tới đây. A, muốn ngăn cản chúng ta sao? Lý Vân Tiêu quét mắt bốn phía, lạnh lùng hỏi. Những binh khí giết chóc của ngươi đâu? Nếu không mang đến làm sao cản trở chúng ta? Không không không, các ngươi hiểu lầm. Vi Thanh nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt chất chứa ý cười. Ta chỉ đi theo xem. Xem. Lý Vân Tiêu không tin Vi Thanh nói bậy bạ. Chẳng lẽ Vi Thanh đại nhân có sở thích nhìn trộm? Ha ha ha. Vi Thanh cười to bảo. Cuộc chiến Sơn Mạch Thiên đãng hao tổn nhiều binh khí giết chóc trong tay ta, Bắc Minh Huyền Cung là một trong 7 đại tông thiên hạ, trong cung có vô số cao thủ. So với bị Vân Minh Chủ giết sạch chẳng bằng dùng để bổ sung kho binh khí của ta. Vi Thanh nói nhẹ nhàng nhưng bốn người nghe lòng lạnh lẽo, khí lạnh lan tràn toàn thân. Đặc biệt Hoa Thường, Ninh Khả Vân, hai người là trưởng lão Thần Tiêu Cung, hơi quen với Bắc Minh Thế Gia. Dù không tới lui nhiều nhưng giờ biết vận mệnh của Bắc Minh Thế Gia thì thấy tội nghiệp như thỏ chết cáo khóc, rất giận Vi Thanh. Tay chân Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, nhưng hắn bình tĩnh hơn hai nữ nhân nhiều. Lý Vân Tiêu đã qua hai lần đại chiến, hiểu rõ uy năng và tác dụng của binh khí giết chóc. Tuy rằng việc này thảm vô nhân đạo, diệt tuyệt nhân tính, nhưng không thể phủ nhận hiệu quả của nó. Vi Thanh thản nhiên nói, Vân Minh Chủ cứ làm việc của mình là được, mặc kệ ta. Thấy người nào hợp mắt thì ta sẽ mang đi. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy buồn nôn, khí lạnh tuôn ra từ lỗ chân lông. Lý Vân Tiêu bực bội nói. Tùy ngươi, ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, trong thành Viêm Vũ không được phép sằng bậy, không thì trong thiên hạ không có chỗ cho ngươi dung thân. Vẻ mặt Vi Thanh trào phúng không để bụng. Biết biết, đi mau đi. Năm người phong trần mệt mỏi chạy đi Bắc Minh Huyền Cung. Bắc Minh Huyền Cung chiếm cứ mấy linh sơn bảo địa tốt nhất Bắc Phực, đáp xuống đây sảng khoáng vô cùng, hương thơm thấm vào ruột gan. Linh khí hóa dịch đầy núi, như sương như khói bao phủ nguyên tông môn. Năm luồng sáng chợt lóe, hộ vệ trước sơn môn chưa kịp phản ứng thì đoàn người đã vào chính điện. Ai đoá? Bốn phía chính điện ẩn núp nhiều cường giả, thoáng chốc tất cả lao ra bao vây bốn người. Các ngươi là... Một lão nhân con ngươi co rút, giật bắn người. Dường như nhận ra mấy người. Lão nhân kinh ngạc hỏi. Vi Thanh đại nhân, Hoa Thường đại nhân, còn có Lý Vân Tiêu. Các ngươi đến làm cái gì? Đọc tên từng người ra, hai tên đầu còn đỡ, đến khi ba chữ Lý Vân Tiêu được thốt ra liền gây náo động, bốn phía hoảng hốt. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói. Ta có chuyện tìm Bắc Minh Đoạn Quyết, kêu hắn ra gặp ta. Lão nhân trầm giọng quát, mặt mày xanh mét. Tông chủ không ở. Các ngươi chờ hôm khác lại đến. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Không ở cũng không sao, trong bốn biển đều một nhà, chúng ta xem như ở trong nhà mình, không khách sáo. Các vị cứ lo chuyện của mình, không cần tiếp đãi chúng ta. Nói xong Lý Vân Tiêu đi vào chính điện. Vũ giả xung quanh ngây người, vội che trước mặt Lý Vân Tiêu không cho hắn đi tiếp. Người Lý Vân Tiêu phát ra sát khí, mắt lóe tia sáng lạnh. Vi Thanh lên tiếng trước. Đừng giết người. Đám vũ giả vốn bị sát khí của Lý Vân Tiêu làm hết ta hồn, nghe lời Vi Thanh nói thì mừng rỡ. Lão nhân dẫn đầu vội chắp tay. Xin Vi Thanh đại nhân làm chủ. Vi Thanh gật đầu nói. Tu vi thực lực của ngươi không tệ, giết thì tiếc, theo ta đi. Vi Thanh phất tay áo, lắc người. Mỗi vũ giả cảm thấy hoa mắt, ý thức dần mơ hồ, cuối cùng té ngã dưới đất. Lão nhân kia chống đỡ lâu mấy giây. Giãy giụa một phen nhưng không chịu nổi lôi kéo cũng té xuống. Vi Thanh lấy ra một cây kim màu lam đâm vào thân thể mỗi người. Ăn ra các vũ giả thay đổi, bề mặt phủ lớp băng mỏng, nhiệt độ xung quanh giảm thấp. Vẻ mặt Vi Thanh vui mừng nói. À, Bắc Minh Thế Gia tu luyện huyền âm công quả nhiên có chút thần diệu, tự động hộ thể. Chậc chậc, rất đáng giá nghiên cứu. Mắt Vi Thanh lóe tia vui mừng. Lý Vân Tiêu rợn tóc gáy, hoang tợn nói. Ngươi một mình ở đây nghiên cứu đi, chúng ta đi. Lý Vân Tiêu và bốn người mạch vào chính điện, từ phía sau xuyên ra, phân biệt phương hướng rồi tới Tứ Phương Lâu. Nhiều năm trước Lý Vân Tiêu từng đến một lần, chỗ Bắc Minh Thế Gia giấu kho báu nằm trong Tứ Phương Lâu đó, bao gồm Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch. Nhưng ngày xưa Lý Vân Tiêu từng trúng kế suýt gục ngã trong đó. Vật đổi sao rời, hiện giờ Lý Vân Tiêu lại đến đây nhưng tâm tình đã khác xưa. Cấm chế Tứ Phương Lâu là một bộ âm luật có tên Hương Hồn Cẩm Kiếm Ca Bộ,
ngày xưa ta học trộm một thời gian mới rảnh, nhưng giờ thì không cần nữa. Lý Vân Tiêu nhấc chân đi vào tứ phương lâu. Bùm! Chân đạp xuống, bước vào trong cấm chế. Mặt đất nứt vỡ, không gian xoay chuyển, lực lượng cường đại từ bốn phía đè ép lại đánh vào người Lý Vân Tiêu. Bùm 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 bùm! Người Lý Vân Tiêu phát ra ánh sáng rực rỡ nhưng bị ánh sáng vàng chặn lại. Lý Vân Tiêu không quan tâm áp lực cấm chế, bước chậm tới trước. Mỗi lần Lý Vân Tiêu đạp nát mặt đất khiến không gian, cấm chế bốn phía tan vỡ. Lý Vân Tiêu đi ba bước, cấm chế tứ phương lâu đều bị hủy, người hắn không chút vết thương. Lý Vân Tiêu giơ tay lên chộp trước mặt, cánh cửa đồng nổ nát. Hàng loạt động tác kinh động người trong tông môn, rất nhanh trên bầu trời đứng đầy người kinh khủng nhìn xuống dưới. Bọn họ định lao xuống giết người nhưng thấy cấm chế đánh vào người Lý Vân Tiêu tựa như tơ nhện không chút hiệu quả thì sợ ngây người, đứng yên không dám nhúc nhích. Có người khôn lanh đã bỏ chạy. Khi nhóm người Lý Vân Tiêu định vào tứ phương lâu thì sau lưng vang tiếng hét to. Lý Vân Tiêu, đứng lại. Khí thế cường đại ập đến. Nhưng khí thế đó đối với bọn họ chỉ như gió nhẹ thổi. Lý Vân Tiêu xoay người lại, mặt không biểu tình nói. Thì ra là Hàng Nhất Phong, ngươi chưa chê sao? Người trước mắt chính là Phó Cung Chủ Bắc Minh Huyền Cung, Hàng Nhất Phong, từng có duyên gặp mặt mấy lần. Hàng Nhất Phong tức giận quát. Ngươi là Minh Chủ Thiên Vũ Minh lại tùy ý vào sơn môn của tông ta, đánh bị thương đệ tử tông ta, vậy chẳng khác nào hạng đầu trộm đuôi cướp, có mặt mũi gì làm Minh Chủ? Y kinh ngạc nói. Ta có mặt mũi làm Minh Chủ hay không liên quan gì ngươi? Hàng Nhất Phong ngây ra. Không biết nên trả lời thế nào. Các đệ tử Bắc Minh Huyền Cung cũng sửng sốt, lẩm bẩm. Đúng rồi, hắn có mặt mũi làm Minh Chủ hay không liên quan gì chúng ta. Hàng Nhất Phong xấu hổ mặt đỏ rực, nổi giận nói. Nếu là Minh Chủ thì nên đức cao vọng trọng, phẩm hạnh khéo léo, sao có thể làm chuyện đầu trộm đuôi cướp. Hàng Nhất Phong cố tìm một lý do, không thì bốn người trước mắt tùy tiện chọn ai cũng có năng lực lấy mạng gã. Lý Vân Tiêu ngơ ngác hỏi. Chuyện này liên quan quái gì đến ngươi? Minh Chủ nên làm gì thì ta tự biết suy xét, ta chỉ muốn hỏi điều này liên quan gì ngươi? Ngươi nói mấy câu đó với ta làm gì? Các đệ tử không hiểu, ngây thơ lặp lại. Đúng rồi, nói lời đó với hắn làm gì? Bọn họ không biết Lý Vân Tiêu lợi hại, trong ngày thường Bắc Minh Huyền Cung quen thói cả vú lấp miệng em, một đống kẻ nói chuyện không hợp liều giết người. Tư duy võ làm vua đã thấm sâu lòng người, huống chi người ta khi dễ tới cửa, nên một đao chém chết đối phương mới đúng. Hàng Nhất Phong bị nghẹn lỗ tai đỏ hồng tức giận quát. Tóm lại không nên tự tiện xâm nhập Bắc Minh Huyền Cung ta, bây giờ lệnh cho ngươi lập tức rời đi. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói. Nếu ta không đi thì sao? Hàng Nhất Phong tức điên. Không đi tức là không nói lý, không có đạo đức. Lý Vân Tiêu câm nín. Gió lạnh thổi qua, Phi Thanh xuất hiện trên bầu trời quét mắt các vũ giả. Vẻ mặt Phi Thanh hớn hở hất tay nói. Lý Vân Tiêu, ngươi mau đi vào tìm bảo bối của ngươi đi, hãy giao nơi này cho ta. Lý Vân Tiêu ngước nhìn Phi Thanh sau đó dứt khoát vào tứ phương lâu. Ba người khác không biết nên nói cái gì, tuy Hàng Nhất Phong và các đệ tử Bắc Minh Huyền Cung khiến bọn họ ghét nhưng nghĩ đến kết cuộc sắp tới dành cho họ thì cảm xúc ghét chuyển thành vô cùng đồng tình. Lý Vân Tiêu nghe Hàng Nhất Phong ở sau lưng reo lên. Phi Thanh đại nhân, tại hạ kính chào đại nhân. Lý Vân Tiêu dài một tiếng, vứt mấy chuyện này ra sau đầu, tiến vào tứ phương lâu. Mọi thứ trong lầu như cũ nhưng khá là cũ kỹ. Không gian lầu một cực kỳ rộng lớn, tứ phía toàn là quầy, bên trên đặt các loại ngọc giản, huyền khí. Chúng là cất chứa từ các đời Bắc Minh thế gia, giá trị khó mà đánh giá. Nhưng Lý Vân Tiêu biết những thứ này chỉ là bề mặt, vật quý trọng thật sự, thiên ngoại huyền minh thạch đều nằm ở dưới tầng 1. Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát vị trí, tìm ra ngay điểm then chốt của trận pháp, vỗ một trường. Trường lực thẩm thấu hư không, không trung chuyển động, mặt đất biến đổi, bên dưới vang tiếng nổ. Mặt đất nứt ra hé lộ một con đường. Con đường mới lộ ra thì bốn người liền phát hiện không ổn, vì ma khí từ bên trong ập vào mắt. Tim Lý Vân Tiêu rớt cái bịch bay vào trong, ba người đuổi theo ngay. Con đường hẹp dài không ngừng chúi xuống, bay một lát sau mới rộng ra, bọn họ đáp xuống đất. Trên mặt đất tràn đầy tầng nham thạch, không gian thô, không được rèn rũa kỹ, nhìn liền biết là trong lòng núi.
một thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền ra. Lý Vân Tiêu, rốt cuộc ngươi cũng đến. Một bóng người nhảy ra, chính là Bắc Minh Đoạn Quyết. Bên cạnh Bắc Minh Đoạn Quyết là phó tông chủ khác, Mục Hạc. Hai người sắc mặt âm trầm, có ma quang chớp lóe. Lý Vân Tiêu hỏi, các ngươi tu luyện ma công? Bắc Minh Đoạn Quyết xì cười. Có đúng hay không liên quan gì ngươi? Bắc Minh Đoạn Quyết trả lại lời lúc trước Lý Vân Tiêu nói với Hàng Nhất Phong. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Xem ra các ngươi đều biết chuyện bên ngoài. Sắc mặt Bắc Minh Đoạn Quyết khó coi chỉ vào bọn họ, lạnh lùng nói. Các ngươi đều đáng chết, năm người chết tiệt. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Ta vốn muốn liên hợp Bắc Minh Huyền Cung cùng kháng ma, hiện tại xem ra không có cửa. Ta không nói nhảm nhiều, chỉ hỏi ngươi Thiên Ngoại Huyền Minh Ngọc ở đâu. Bắc Minh Đoạn Quyết, Mục Hạc biểu tình cực kỳ khó xem. Bắc Minh Đoạn Quyết buồn cười nói. Ha ha ha, thì ra ngươi vẫn nhớ mãi không quên báu vật của bản tông, ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết sao. Sắc mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói. Ta nghĩ nghĩ đó là điều không thể, vì vậy đành siêu hồn phách của ngươi. Lý Vân Tiêu lắc người đến trước mặt Bắc Minh Đoạn Quyết, khoảng cách còn hai thước, hắn vươn tay chộp cổ họng đối phương. Bắc Minh Đoạn Quyết hết hồn lùi ra sau, nhưng tỏa long công của Lý Vân Tiêu bắt tứ phương thiên địa, làm sao gã trốn thoát được. Mục Hạc ở bên cạnh đột nhiên ra chiêu, tay trái bắt ấn, tay phải hóa trưởng vỗ tới. Lý Vân Tiêu gầm lên, lực lượng cường đại bộc phát từ cơ thể, hai tay chuyển động có ma quang và ánh sáng trắng lấp lánh chộp Lý Vân Tiêu. Bùm! Ba lực lượng va chạm vào nhau, linh áp chấn động khuếch tán. Bắc Minh Đoạn Quyết, Mục Hạc cùng bị thương hộc ngụm máu, bị đẩy lùi mấy chục bước. Trong mắt hai người lóe tia kinh khủng. Bắc Minh Đoạn Quyết kinh hoàng hỏi. Tại sao chênh lệch lớn như vậy? Trên mặt Bắc Minh Đoạn Quyết trừ kinh khủng ra còn tràn đầy không cam lòng, hối hận. Sớm biết hôm nay thì lúc trước khi biết thân phận của Lý Vân Tiêu nên không tiếc mọi giá giết hắn, diễn biến thành cục diện ngày nay đã khó cứu vãn thế thua. Mục Hạc kinh hoàng nói. Mau kêu lão tổ tông ra đi. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Lý Vân Tiêu nghe vậy nghi hoặc hỏi. Lão Tổ Tông. Lý Vân Tiêu nhìn con đường phía trước, chỗ tối đen có chút khác lạ nhưng thần thức của hắn bị cản lại, không thể xâm nhập tìm hiểu. Chỗ sâu trong dao động ma quang, một thanh âm xa lạ vang lên. Hai người lùi xuống đi, các ngươi không đánh lại bốn người đó. Tuân lệnh Lão Tổ Tông. Nam Hải Thần, Mục Hạc mừng rỡ từ hai bên lùi ra sau. Một người chậm rãi đi ra từ trong bóng ma, khuôn mặt gầy gò, bởi vì tu luyện huyền âm chi khí nên mặt xanh xao, cực kỳ âm trầm. Nam nhân mặt không biểu tình hỏi. Lý Vân Tiêu minh chủ Thiên Vũ Minh. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng rồi, các hạ là ai? Tiền bối Bắc Minh Huyền Cung. Nam nhân trả lời. Tên của Ngô là Bắc Minh Chiến Gian, đến từ Vĩnh Sinh Chi Giới. Bắc Minh Chiến Gian tự báo tên xong tiếp tục bảo. Tuy ta không phải người đảo huyền ly nhưng cực kỳ quan tâm vận mệnh thiên vũ giới. Nếu Vân Minh chủ không có thù sâu nặng với Bắc Minh thế gia ta thì cần gì truy cùng đuổi tận. Lý Vân Tiêu thở dài nói. Bắc Minh thế gia mấy lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, hên bản thiếu gia mạng lớn mới thoát thân, cái này có tính là thù sâu không? Nhưng ta đã là Minh chủ Thiên Vũ Minh thì có thể gác những ân oán cá nhân sang một bên, cùng chung đại nghiệp. Bắc Minh Chiến Gian vỗ tay khen. Không uổng là người quân lâm thiên hạ, khí độ làm lão hủ khâm phục. Lý Vân Tiêu nói. Nhưng có một điều kiện. Bắc Minh Chiến Gian nói. Cứ nói đừng ngại, chỉ cần trong khả năng sẽ đồng ý ngay. Bắc Minh Đoạn Quyết, Mục Hạc đứng một bên nghe sắc mặt càng khó coi. Hai người liếc nhau, thấy không xem mơ lòng, căm hận từ mắt đối phương. Lý Vân Tiêu nói. Ta muốn Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch. Bắc Minh Chiến Gian giật mình kêu lên. Cái gì? Bắc Minh Chiến Gian xua tay từ chối. Tuyệt đối không được, điều kiện này rất khó xử, Vân Minh chủ hãy đổi cái khác đi. Lý Vân Tiêu lòng máy động hỏi. Tiền bối có biết lai lịch của Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch không? Bắc Minh Chiến Gian nhíu mày nói. Đương nhiên, Ngọc Thạch này là Thiên Thạch Thiên Ngoại, Thiên Vũ Giới chỉ có một cái, độc nhất vô nhị. Lý Vân Tiêu nói. Bảo nó là Thiên Thạch Thiên Ngoại cũng đúng. Nhưng tiền bối có biết hòn đá này đến từ ma giới? Lời thốt ra toàn trường giật mình. Không chỉ Bắc Minh Đoạn Quyết, Mục Hạc, Hoa Thường,
Ninh Khả Vân, mày cũng bất ngờ. Ngược lại Bắc Minh Chiến Gian cực kỳ bình tĩnh, mắt lóe tia giật mình rồi trở về bình tĩnh. Bắc Minh Chiến Gian hừ lạnh một tiếng. Dù đúng thì sao, nó vẫn là vật của Bắc Minh gia ta, chúng ta có quyền xử lý nó. Lý Vân Tiêu nói. Nếu là vật bình thường thì thôi, dù là Nghê Hồng Thạch đến từ ma giới thì bản thiếu gia cũng không muốn truy cứu. Nhưng Ngọc Thạch này liên quan đến truyền thừa, tu luyện của một đại gia tộc ma giới, nếu rơi vào tay ma tộc sẽ sinh ra tai nạn khó thể đánh giá. Vì vậy ta không thể không thu nó vào Thiên Vũ Minh để phòng ngừa hậu hoạn vô cùng. Chợt một thanh âm lạnh lẽo vang lên sau lưng Bắc Minh Chiến Gian làm mọi người đứng tim. À, Thánh Ma Thế Gia ở băng vực. Bắc Minh Chiến Gian dùng mình, phụt ngoái đầu lại. Đệ bị bọn họ quấy rầy. Một người đi ra từ sau lưng Bắc Minh Chiến Gian, ma khí trên người cuồn cuộn, nhìn liền biết là vũ giả ma tu, tạo nghệ không thấp, mắt lạnh băng, trên người có huyền khí âm lạnh đặc biệt của Bắc Minh Thế Gia. Người này vừa xuất hiện thì tim Lý Vân Tiêu rớt cái bịch, đối phương cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bắc Minh Đoạn Quyết, Mục Hạc biến sắc mặt, trán toát mồ hôi cạnh, cực kỳ sợ hãi. Người đó nhìn Lý Vân Tiêu, lạnh lùng hỏi. Người từng gặp người băng vực. Lý Vân Tiêu vận chuyển diệu pháp linh mục, hắn nhìn chằm chằm người trước mắt, kinh kêu. Ngươi là ma tộc. Người này phát ra ma nguyên cực mạnh, tuyệt đối không phải vũ giả ma tu bình thường, hơi thở mạnh hơn cả ma quân. Ba người hoa thường nghe vậy hết hồn, tản ra bao vây người đó, đề phòng trước. Ha ha, ma tộc sao? Có lẽ đi. Người đó cười tự giễu. Tên của Ngô là Bắc Minh Độc Kiếm. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Ngươi là người Bắc Minh Thế Gia, vậy tại sao ma khí trên người của ngươi? Bắc Minh Chiến Gian liếc Lý Vân Tiêu. Hắn là đệ ruột của ta, sao có thể là người ma tộc được? Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên. Vậy thì tu vi ma công của các hạ thật là khoáng cổ tuyệt kim. Bắc Minh Độc Kiếm mỉm cười nói. Không có gì lạ, bổn tọa ở trong ma giới hơn 6 vạn năm. Ma giới, 6 vạn năm. Bốn người Lý Vân Tiêu giật mình không nói nên lời. Vẻ mặt Bắc Minh Đoạn Quyết, Mục Hạc tràn đầy khó tin. Bắc Minh Thế Gia thế hệ này sừng sững trên đỉnh đại lục chưa chắc được hơn 6 vạn năm, có thể thấy đó là chuyện thật lâu trước kia. Có lẽ giữa đường nhiều lần trải qua tụt dốc và nổi lên, ba chìm bảy nổi. Bắc Minh Đoạn Quyết, Mục Hạc trừ giật mình ra càng nhiều là mừng thầm. Bắc Minh Độc Kiếm càng mạnh thì bọn họ càng an toàn. Bắc Minh Chiến Gian gật đầu, trong mắt chất chứa hoài niệm. Ngày xưa hai huynh đệ chúng ta tu luyện đến hậu kỳ trưởng thiên cảnh, đã là đỉnh điểm dưới vòm trời này. Vì truy cầu cảnh giới càng cao, kéo dài tuổi thọ vô hạn nên chúng ta bắt đầu tìm không gian thất lạc. Cuối cùng quan niệm hai ta xung đột, ta đi vĩnh sinh chi giới, hắn thì tìm cách vào khe hở hai giới. Mấy năm nay ta cứ nghĩ hắn sớm chết rồi, không ngờ còn được gặp lại, thật khiến người thổn thức. Lần đầu tiên Bắc Minh Đoạn Quyết nghe nói việc này, vội chắp tay thi lễ. Hai vị lão tổ tông trùng phùng thật là chuyện tốt trời ban, phải chấn hưng lại Bắc Minh Thế Gia ta. Bắc Minh Chiến Gian hờ hững nhìn Bắc Minh Đoạn Quyết. Chúng ta sẽ không xen vào chuyện gia tộc nữa, dù sao hai ta không thuộc về thời đại này. Chúng ta truy cầu thực lực mạnh nhất, sinh mệnh vĩnh hằng bất tử. Chúng ta sẽ không tham gia chuyện trên đời. Bắc Minh Đoạn Quyết hùa theo. Vâng. Hai vị lão tổ tông lòng dạ cao xa, chúng ta không bao giờ bắt kịp được. Trong bụng Bắc Minh Đoạn Quyết cười nhạt, nếu Bắc Minh Thế Gia đi tới tận cùng, hai người các ngươi không đến mức khoanh tay đứng nhìn đi. Hiện tại Lý Vân Tiêu bức cung lại đây, thấy không, các ngươi đứng ra chống đây. Lòng vinh dự, sứ mệnh của Thế Gia đâu dễ xóa bỏ. Bắc Minh Độc Kiếm phất tay với nhóm Lý Vân Tiêu. Các ngươi đi đi, đừng đến quấy rầy ta tu luyện. Ta không cần biết trước đó ngươi và Bắc Minh Thế Gia có ân oán gì nhưng hy vọng bắt đầu từ nay xóa bỏ hết, hãy ở chung thật tốt, đừng có tranh chấp nữa. Lý Vân Tiêu trả lời. Xóa bỏ cũng được nhưng lúc trước ta có nêu một điều kiện, giờ thêm một cái nữa. Bắc Minh Thế Gia phải có trách nhiệm kháng ma. Bắc Minh Độc Kiếm nhìn Lý Vân Tiêu chăm chú. Ta có thể thay Bắc Minh Thế Gia đồng ý điều kiện này của ngươi, nhưng điều kiện thứ nhất thì tuyệt đối không thể. Bổn tọa cố ý trở về từ ma giới chính là vì thiên ngoại huyền minh thạch, sao có thể đưa cho ngươi được? Nực cười. Bắc Minh Chiến Gian chắp tay nói. Vân Minh Chủ, việc này thật là xin lỗi. Chúng ta biết băn khoăn của Minh Chủ nhưng có huynh đệ ta ở thì Ngọc Thạch này tuyệt đối không rơi vào tay ma tộc,
minh chủ yên tâm đi. Lý Vân Tiêu khó xử, thực lực của huynh đệ Bắc Minh sâu không lường được, để bọn họ bảo quản thiên ngoại huyền minh thạch cũng tốt. Nhưng bá huynh đệ băng vực càng mạnh hơn vài phần, bị ba người kia cướp đi huyền minh thạch tu luyện ra thánh ma cảnh ma tộc thì sẽ là tai nạn. Bắc Minh Độc Kiếm thấy Lý Vân Tiêu im lặng thì xem nhẹ cười khẩy nói. Đại ca, nói nhiều với bầy nghé con này làm gì? Bọn họ thích làm gì thì tùy, nếu không biết điều thì tiễn chúng lên đường. Cái này, Bắc Minh chiến gian đăm chiêu, gã ở trong vĩnh sinh chi giới đã lâu nên biết chuyện ma kiếp, tuy không tham gia kháng ma cũng không muốn đối địch với lực lượng kháng ma. Bắc Minh chiến gian chỉ hy vọng giữ trung lập, một lòng cầu chứng thần đạo của mình. Lý Vân Tiêu mở miệng nói. Vậy đi, miễn hai vị tiền bối lập lời thề tham gia Thiên Vũ Minh. Hơn nữa thể sống chết bảo hộ thiên ngoại huyền minh thạch thì ta sẽ không hỏi tới. Lý Vân Tiêu chưa nói xong Bắc Minh Độc Kiếm đã mất kiên nhẫn hét to. Cút! Ma khí cường đại trùng kích đến, ở trên không trung hóa thành hình dạng ma sát, nhưng to hơn gấp 10 lần đè ép hướng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt nói. Nếu tiền bối đã chấp mê bất ngộ vậy chúng ta không còn gì để bàn nữa. Lý Vân Tiêu đột nhiên tấn công, một trưởng phong vân đánh ra ngoài. Bùm! Ma uy trực tiếp bị đánh tan, Lý Vân Tiêu lắc người bay lên, lại lần nữa ngưng trưởng vỗ về phía Bắc Minh Độc Kiếm. Mắt Bắc Minh Độc Kiếm lóe sát ý và lệ khí. Không biết tự lượng sức mình, vậy thì đi chết đi. Một tay Bắc Minh Độc Kiếm bắt ấn trước mặt biến ra kiếm phù, hai ngón tay điểm qua. Bùm! Lại một tiếng nổ rung trời, hai lực lượng trùng kích. Trường lực của Lý Vân Tiêu bị đối phương diễm phá. Kinh khí ma nguyên bắn vào lòng bàn tay hắn, chui vào cơ thể. Bắc Minh Độc Kiếm thấy vậy khóe môi cong lên nhe răng cười. Lý Vân Tiêu cũng cười lạnh, nếu đổi làm người khác có lẽ bị ma nguyên nhập thể là tai họa lớn lao nhưng với hắn thì vô dụng. Lý Vân Tiêu giơ tay kéo chộp kiếm thương chảm hồng, kiếm quyết tinh diệt chém xuống. Xoẹt! Không gian rách, quanh kiếm quang bùng cháy ngọn lửa trong suốt, vô cùng sắc bén. Đây là... Còn người Bắc Minh Độc Kiếm co rút giật mình kêu lên. Băng sát tâm diễm. Bắc Minh Độc Kiếm ở ma giới mấy vạn năm tất nhiên từng thấy thứ này. Bắc Minh Độc Kiếm cố kiềm nén lòng giật mình, tùy tay bắt ấn trước mặt điểm hư không. Ma quang khuếch tán trên đầu ngón tay Bắc Minh Độc Kiếm hóa thành ma thuẫn. Kiếm quyết chém xuống đánh vào ma thuẫn bắn ra vô số ma văn. Ma thuẫn vỡ nát, Bắc Minh Độc Kiếm giật mình lùi một bước. Giờ phút này Hoa Thường, Ninh Khả Vân, Mạch cùng tấn công đánh hướng Bắc Minh chiến gian, Bắc Minh đoạn quyết, Mục Hạc. Tu vi của Mạch cao nhất nên xung phong tấn công Bắc Minh chiến gian, yêu khí dâng trào tuôn ra, một luồng huyết ảnh xẹt qua chém xuống. Bùm! Bắc Minh chiến gian giơ thủ đao nghênh đón, không khí trực tiếp ngưng kết, ánh sáng đỏ khựng lại rồi nổ tung. Chỉ chớp mắt hai người đã đấu 7, 8 chiêu, đánh nhau tưng bừng. Bắc Minh chiến gian kinh kêu. Tộc thương yêu. Mạch lạnh lùng cười. Không ngờ còn có chút ánh mắt. Trong tay Mạch ngưng tụ thanh trường thương, hét to đâm xuống. Bùm! Bắc Minh chiến gian đánh bay thương, lạnh lùng nói. Lúc lão phu tung hoành thiên hạ dù là yêu hoàng gặp gỡ cũng phải hết sức cung kính. Thương yêu bình thường có đáng là gì? Chiến thương kia bị Bắc Minh chiến gian đánh trúng liền phủ lớp băng xương, linh khí nhanh chóng xói mòn. Không chỉ thế, dường như cấu tạo trong huyền khí bị lạnh lẽo đông hủy. Cốt lân song nhẫn của Mạch bị giận vũ cướp đi, từ đó không tìm được binh khí hợp tay. Khó khăn lắm Mạch mới được chiến thương cực hầm cửu giai trong vĩnh sinh chi giới, trở về thành Viêm Vũ liền tế luyện một phen, ai ngờ mới ra tay đã tổn hại. Mạch kinh ngạc đến ngây người, Mạch chưa kịp nghĩ gì thì phát hiện khí lạnh ập đến, máu bị đóng băng. Bắc Minh chiến gian đã xông tới. Mạch sợ quá vội xoay người né, trốn xa mấy chục trượng. Hoa Thường cùng Bắc Minh đoạn quyết, Ninh Khả Vân với Mục Hạc thì lực lượng ngang ngửa. Tám người đánh nhau dưới lòng đất, trời sụp đất nứt. Không gian vốn không nhỏ bỗng chốc trở nên chật hẹp, chỉ mấy giây đã tan nát. Tứ phương lâu sụp đổ xuống. Bùm 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 bùm. Các bóng người lao ra khỏi mặt đất, tám người lên trời đánh, thi triển các loại vũ khí thỏa thích, ánh sáng chói lòa. Người toàn Bắc Minh Huyền Cung bị kinh động nhưng không nhiều người đến, đa số đã nằm trước đại điện. A, à, đó là... Phi Thanh ngước lên nhìn, tám người chém giết thì thầm giật mình. Đặc biệt hai huynh đệ Bắc Minh chiến gian khuôn mặt xa lạ nhưng sức chiến đấu kinh người.
Lý Vân Tiêu và Bắc Minh Độc Kiếm đánh nhau vài chiêu bị đẩy lùi liên tục, nếu trên kiếm thương Trảm Hồng không có lửa bập bùng cháy khắc tinh khí lạnh huyền âm thì hắn đã sớm bị thương. Ngươi là ma tôn tạo hóa cảnh. Lý Vân Tiêu thầm sợ hãi, Bắc Minh Độc Kiếm biểu hiện ra sức mạnh tuyệt đối không phải ma quân nhị giai bình thường có thể sánh bằng. Ha ha ha, nếu lúc trước bổn tọa mang theo huyền minh thạch vào ma giới thì hiện tại đã là ma tôn, đáng tiếc. Vẻ mặt Bắc Minh Độc Kiếm hụt hẫng, cảm thán rằng. Bây giờ cảnh giới của ta chỉ là ma quân cao giai, người đã biết băng vực vậy chắc là đánh nhau với ma tộc rồi. Tuy nhiên người gặp ma quân đều bị giới lực áp chế, còn ta thì có thể hoàn chỉnh phát huy ra lực lượng ma quân hoàn chỉnh. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên. Không vậy đây là lực lượng ma quân thật sự sao? Nghe nói đối phương không phải tạo hóa cảnh thì Lý Vân Tiêu thầm thở phào. Bắc Minh Độc Kiếm gật đầu nói. Đúng rồi, đẳng cấp ma giới cao hơn thiên vũ giới, thực lực ma quân cao giai hơn xa hư cực thần cảnh. Hiện tại ta đã thích ứng quy tắc hai giới, dù ở thiên vũ giới hay trong ma giới đều có thể hoàn chỉnh phát huy ra thực lực của mình. Ma quân nhị giai mạnh cỡ nào thì hôm nay sẽ cho ngươi được mở mắt. Khí thế trên người Bắc Minh Độc Kiếm bỗng bộc phát, nâng cao hơn trước nhiều. Lực lượng cường đại đó như bình chướng kết giới ập đến. Lý Vân Tiêu đứng mũi chịu sào bị đẩy lùi mấy bước. Bắc Minh Độc Kiếm cười nanh chanh xòe năm ngón, một kiếm phủ đen thui hiện ra trong lòng bàn tay chém tới. Thiên Ma Kiếm. Kiếm phủ chớp mắt biến to hóa thành ma kiếm đen thui dài trăm trượng. Kiếm khí khủng bố không giới hạn như cái lồng vây quanh Lý Vân Tiêu, không xóa bỏ được. Lý Vân Tiêu trơ mắt nhìn nhát kiếm chém tới. Rào rào. Không gian trước mặt Lý Vân Tiêu bị xé rách, hắn biến ra ba đầu sáu tay. Sáu tay bắt ấn, vòng xoáy màu vàng ngưng tụ xoay tròn trước mắt hút hết linh khí trong phạm vi. Áp xúc đến mức tận cùng. Tiền thân pháp tướng sắc mặt lạnh băng quát to. Tinh tuyền bảo. Sáu tay ném ra ấn quyết rơi vào tinh tuyền, lực lượng màu vàng khủng bố chuyển động chợt nổ tung. Ầm 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 ầm. Kiếm to màu đen chém vào vòng xoáy, đâm vào trong rồi bị khí cuồng bạo trùng kích. Không gian vô hạn bao la vỡ nát, kiếm to lung lay mấy cái, trong suốt vài phần nhưng không tan vỡ, tiếp tục chém xuống. Lý Vân Tiêu giống to. Grao. Hai tay trước mặt bỗng vỗ vào thanh kiếm, từng vòng ma quang phát ra từ kiếm, nổ cái bùm cuốn hắn vào trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bắc Minh Độc Kiếm cười gằn. Ha ha ha. Đôi mắt đen lấy tràn đầy châm chọc. Nhưng giây sau con người Bắc Minh Độc Kiếm co rút tràn ngập kinh sợ. Chính giữa vụ nổ, ma lực càng tinh thuần hơn bộc phát. Toàn thân Lý Vân Tiêu đầy ma văn, hắn cầm A Ma Luân Bảo chém vào Bắc Minh Độc Kiếm. Luân Bảo có 12 phúc luân xoay tròn kêu rít rít không ngừng. Không khí bốn phía bị cắt toát ra khói trắng. Bắc Minh Độc Kiếm hết hồn. Đó là, minh khí kia nhìn là biết không phải vật tầm thường, cho Bắc Minh Độc Kiếm cảm giác tim đập chân run. Nhát kiếm bình thường nhưng như núi cao sụp đổ, cả thế giới đè xuống Bắc Minh Độc Kiếm. Thiên Ma Kiếm. MU bàn tay Bắc Minh Độc Kiếm nổi lên một đoàn ma văn, lòng bàn tay lại biến ra kiếm ảnh chém qua. Ầm 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 ầm. Cự kiếm chém vào A Ma Luân Bảo, nổ tung. Ầm. Bắc Minh Độc Kiếm bị kiếm thế đánh trúng kéo vào vòng ó ía, biến mất. Bầu trời bị một kích kinh người này đánh nát, mấy người đang kịch chiến thoáng chốc tách ra. Giật mình nhìn sang. Người Bắc Minh chiến gian run rẩy thê lương hét to. Đệ đệ. Cách mấy trăm trượng, một mặt không gian vỡ ra, Bắc Minh Độc Kiếm bước ra ngoài, khóe môi vương vết máu, sắc mặt âm trầm nhìn Lý Vân Tiêu. Tuy Bắc Minh Độc Kiếm mặt xám mày cho nhưng không bị vết thương chí mạng, chẳng qua vẻ mặt trầm trọng, e ngại hơn trước. Lý Vân Tiêu chém một kiếm xong A Ma Luân Bảo biến mất khỏi tay hắn. Lý Vân Tiêu nhìn Bắc Minh Độc Kiếm chầm chầm, hỏi. Thiên ngoại huyền minh thạch. Phi. Bắc Minh Độc Kiếm khinh bỉ phun nước miếng, lạnh lùng nói. Nằm mơ. Lý Vân Tiêu không nói hai lời vung đôi tay, mảng lớn sấm sét kêu đi đùng. Lý Vân Tiêu chợt lóe biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, trên bầu trời Linh Sơn Bảo Địa tụ tập nhiều mây sấm, thỉnh thoảng có sấm sét chui ra rụt vào như con rắn dài xuyên qua. Trước chính điện, sắc mặt Phi Thanh trầm trọng lo lắng nhìn, tài liệu, dưới đất. Xem bộ dáng Lý Vân Tiêu hình như muốn trừ tận gốc Bắc Minh Huyền Cung, Phi Thanh khó khăn lắm mới thu gom được mớ tài liệu này sẽ gặp nguy hiểm, L. Hiện giờ thiên vũ giới nhân tài điêu linh, bảy đại phái gần như tụt dốc,
rất khó tìm được loại tài liệu thích hợp thế này, mỗi cái đều không dễ kiếm. Phi Thanh vung tay lên, một mảnh kết giới mở ra bao phủ toàn bộ quảng trường trước mắt để phòng bị sấm sét phá hủy. Bắc Minh Đoạn Quyết kinh kêu. Lý Vân Tiêu, người muốn làm gì? Mây sấm không ngừng tụ tập, trong phạm vi ngàn dặm bị bao phủ, tầng mây đen kịt không ngừng chất dày lên. Tuy sấm sét chưa giáng xuống nhưng mặt đất bị trường năng lượng ảnh hưởng bắt đầu bị tử hóa, đất đai nứt nẻ, kiến trúc sụp đổ. Mảng lớn núi rừng bốc cháy. Bắc Minh Đoạn Quyết sốt ruột hét to muốn khóc. Lão Tổ Tông! Chiêu thức lớn như vậy nếu giáng xuống thì nguyên cơ nghiệp Bắc Minh thế gia sẽ bị hủy. Bắc Minh Đoạn Quyết run giọng hỏi. Hay là ta đưa thiên ngoại huyền Minh Ngọc cho hắn đi? Bắc Minh Độc Kiếm nạt. Câm miệng. Đôi mắt sắc bén nhìn Bắc Minh Đoạn Quyết như thấu tâm hồn, làm gã không dám nói thêm. Bắc Minh Chiến Gian vốn định khuyên nhủ nhưng thấy đệ đệ thật sự tức giận thì không dám nói nhiều nữa. Bắc Minh Độc Kiếm chậm rãi nói. Bắc Minh thế gia có thể hưng hoặc suy nhưng sao có thể khuất. Nếu ý chí khuất còn đáng sợ hơn là tông môn hủy. Mặt Bắc Minh Đoạn Quyết trắng bệch vội vàng cúi đầu nói, lão tổ tông dạy chí phải. Trong tầng mây vọng ra tiếng tán thán của Lý Vân Tiêu. Nói hay. Sấm sét vô biên tụ tập từ bốn phía, ở trên trời biến thành lôi thần to lớn. Lôi thần sắc mặt lạnh lùng nhìn xuống đất đai. Tựa như thần linh coi thường chúng sinh, chất chứa sự lạnh lùng, khinh miệt của người bề trên, hé môi. Vậy thì dùng ý chí Bắc Minh thế gia đón lấy chiêu này của ta đi. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trời. Cây búa xoay trong không trung, ma kha cổ tự biến to cỡ mấy mẫu. Mây đen đầy trời trong khoảnh khắc ầm vang rúng động, như bị kích thích, toàn bộ sấm sét tụ tập vào cây búa áp xúc thành hình dạng khủng bố. Hóa Long. Bắc Minh Chiến Gian giật nảy mình, kinh khủng hét lên. Này thị thiên lôi! Tiếng nói dứt, bên dưới cây búa dần hóa thành hình rồng, sừng, râu, vảy, đuôi, vuốt, mỗi vị trí thân thể bị áp xúc dần hiện ra. Chết tiệt, hắn có thể dẫn động thiên lôi. Bắc Minh Độc Kiếm tức giận quát. Các ngươi lui ra hết, để ta đỡ chiêu này. Bắc Minh Độc Kiếm phát ra khí lạnh kêu răng rắc, thấy rõ vết dạn như mạng nhện trong hư không. Hàn tinh không ngừng từ lòng bàn tay Bắc Minh Độc Kiếm hóa dòng khí tuôn ra bốn phía như các con băng long nhỏ xíu. Mấy người Bắc Minh thế gia tinh thần rung động, vội vàng thụt lùi lại, cẩn thận quan sát. Đám người Hoa Thường, mạch ngừng đánh nhau, đứng xa xem. Bắc Minh Đoạn Quyết vừa mừng vừa sợ hưng phấn nói. Chiêu này của lão tổ tông chưa ra tay đã sinh ra hiện tượng thiên ngưng địa đóng, nếu thi triển ra tất nhiên hủy thiên diệt địa. Mắt Bắc Minh Chiến Gian lóe tia vui mừng reo lên. Mấy năm nay tu vi của hắn không giảm sút, có lẽ chuyến đi ma giới lần này là đúng. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi thần nhìn chăm chú bên dưới, đặc biệt là trong tay trái Bắc Minh Độc Kiếm có trăm khí băng giá uốn lượn, tầng tầng lớp lớp cùng nhau. Không gian xung quanh vặn vẹo kỳ dị. Lúc này một ảo ảnh đế vương hiện ra sau lưng Bắc Minh Độc Kiếm. Đế quân khoanh tay cầm kiếm, quân lâm thiên hạ, ngẩng đầu lên rằng co với lôi thân. Hư không bị uy áp của hai người làm không chịu nổi gánh ảng vỡ nát, phát ra tiếng chói tai không dứt. Tim Lý Vân Tiêu rớt cái bịch. Chiêu mạnh quá. Lý Vân Tiêu hiểu chiêu này là chiêu cuối cùng trong thiên ngoại tam thức. Lý Vân Tiêu hét to. Tốt, để ta lĩnh giáo thiên tư trác tuyệt của tiền bối Bắc Minh ra đi. Lôi thần chộp lấy thiên truy lơ lửng giáng xuống. Động tác rất chậm chạp vụng về, nhưng chậm rãi đã vượt qua ngàn vạn thời không. Lôi long bơi lượn trong ao, quanh thân hình thành từng luồng sáng màu tím nhạt bay lên chín tầng trời. Mắt Bắc Minh Độc Kiếm lóe tia lạnh lùng giơ tay lên, thân hình đế vương sau lưng chậm rãi mở mắt ra, vung lên, kiếm giơ ngang trước người đâm vào lôi long. Thiên ngoại tam thức, xá ta kỳ ai? Ba thức thần thông của Bắc Minh thế gia trải qua các đời thiên tài sáng chế, hơn nữa không ngừng được hậu nhân hoàn thiện sửa chữa, cuối cùng lưu truyền lại ba chiêu kinh thiên động địa. Ngô đạo hữu nhai. Phiên nhược kinh hồng, xá ta kỳ ai? Ba thức này tượng trưng cho một con đường đi thông điểm cuối của đạo. Vũ giả ở trên đường không mệt mỏi đuổi theo bóng dáng. Kiếm ấn chém ra, lôi long chậm chạp hẳn, như bị muôn vàn trắc trở, đè ép hư không kêu xèo xèo. Rốt cuộc một cột sáng to lớn chớp mắt bắn lên trời. Sau khi bóng sáng xuất hiện thì thanh âm mới truyền ra. Tiếng nổ thiên địa vỡ nát lọt vào tai mấy người. Trước đó bọn họ đã cảm nhận dư âm trùng kích, vội vàng vận chuyển nguyên công đối kháng,
nếu không bị lực lượng đó hút vào liền nguy hiểm. Ầm 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 ầm. Cột sáng nằm ở đường thẳng hai người va chạm, không ngừng mở rộng biến thô đẩy ra tứ phương. Lý Vân Tiêu, Bắc Minh độc kiếm ở ngay giữa cột sáng, tình huống không rõ. Mấy người không ngừng thụt lùi, tinh thần rung động, bị lực lượng đụng trời rung động, trừ đứng lặng cảm nhận ra không còn suy nghĩ nào khác hơn. Ầm 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 ầm. Dư ba chấn động nửa ngày, kéo dài không tán. Nguyên Bắc Minh Huyền Cung bị phá hủy hoàn toàn, không chừa một miếng ngói cục gạch. Mây đen trên trời không tán đi ngược lại đè càng thấp hơn, như thể chạm đến bầu trời. Nhưng ánh mặt trời không chiếu vào được, thiên địa xám xịt cực kỳ nặng nề. Vị trí ban đầu Bắc Minh độc kiếm đứng hiện ra một cái hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy dường như xuyên thủng địa mạch. Nhiều linh khí từ các khe nứt sơn mạch tràn ra, như thủy triều nước dâng tràn ngập tứ phương. Bắc Minh Đoạn Quyết sắc mặt tái nhợt thẫn thờ nhìn mọi thứ trước mắt, không dám tin. Bắc Minh thế gia quát tháo thiên hạ, Bắc Minh Huyền Cung dây trước còn bình an giờ thì mãi mãi biến mất trên đời, không tìm thấy bất cứ dấu vết gì. Bắc Minh Chiến Gian không kiềm được run rẩy. Đệ đệ, Bắc Minh Chiến Gian hét chói tai xông hướng vực sâu. Chợt mảnh sáng vàng giáng xuống tách thành 12 cái rơi vào lối vào vực sâu. Ánh sáng vàng mênh mông khuếch tán từ người lục đinh lục giáp ngăn Bắc Minh Chiến Gian lại. Tia chớp trên bầu trời nhấp nháy đi đùng chậm rãi ngưng tụ thân hình Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Bắc Minh Chiến Gian. Bắc Minh Chiến Gian nuốt nước bọt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc. Có nhiều tin đồn về Lý Vân Tiêu, dù Bắc Minh Chiến Gian không nghe chuyện bên ngoài nhưng khi lối vào Vĩnh Sinh Chi Giới mở ra thì ít nhiều gì loáng thoáng nghe tin đồn, tuy nhiên Bắc Minh Chiến Gian không thèm để bụng. Giờ phút này tự mình trải qua cuộc chiến Bắc Minh Chiến Gian mới hiểu những tin đồn chẳng chút phóng đại, người này mạnh đến không thể tưởng tượng. Bắc Minh Chiến Gian tức giận run bần bật quát to. Dừng tay, ngươi đã thắng, Bắc Minh Huyền Cung cũng hủy, ngươi còn muốn làm cái gì? Lý Vân Tiêu hờ hững nhìn Bắc Minh Chiến Gian. Từ đầu tới cuối ta chỉ muốn bảo quản thiên ngoại huyền minh thạch, giờ ngươi hỏi ta muốn làm gì chẳng phải buồn cười lắm sao? Bắc Minh Chiến Gian tức điên. Các đời thiên ngoại huyền minh thạch đều là vật của Bắc Minh thế gia ta, dựa vào cái gì đưa cho ngươi? Đồ ăn cướp. Lý Vân Tiêu nói. Không cần biết ta có ăn cướp hay không, giờ ma kiếp ngay trước mắt, ta không muốn lãng phí thời gian nói đạo lý với các ngươi. Cứ coi như ta cướp đi, sau khi cướp ngọc thạch này về ta sẽ nghiên cứu chút ít, nếu không có tác dụng gì lớn thì bản thiếu gia sẽ hủy nó đi. Hủy đi. Lòng Bắc Minh Chiến Gian run rẩy rít gào. Đồ điên. Ăn cướp, rõ ràng muốn độc chiếm còn kiếm cớ. Ngươi muốn nói sao thì tùy, thắng là vua, thua làm giặc, giờ ngươi có gào rách cổ họng cũng được ích gì. Lý Vân Tiêu nhìn vực sâu, đôi mắt dần biến đổi. Bản thiếu gia không rảnh nói nhảm với ngươi, muốn tán gẫu thì chờ ta giết đệ đệ của ngươi rồi lấy thiên ngoại huyền minh thạch ra nói tiếp. Lý Vân Tiêu lắc người hóa thành tia chớp lao vào hố sâu. Bắc Minh Chiến Gian vừa kinh vừa giận. Không thể ngồi yên ngó, cũng xông lên trước. Nhưng lục đinh lục giáp chuyển động theo, di hình hoán vị bên trên hố sâu, kết thành trận pháp ngăn trước mặt Bắc Minh Chiến Gian. Chết tiệt! Lòng Bắc Minh Chiến Gian căng thẳng, khí lạnh bộc phát, lắc người xông vào lục đinh lục giáp. Là thức thứ hai trong thiên ngoại tam thức, đã có hình, phiên nhược kinh hồng. Trong phạm vi trăm trượng hiện ra đồ án dị tượng, toàn thân Bắc Minh Chiến Gian như rồng lượn lắc người làm cả không gian lung lay. Linh khí bốn phía tụ tập lại, áp súc vô hạn. Lục đinh lục giáp xếp hàng tam giác, sáu khôi lỗi đằng trước phát ra ánh sáng ngưng tụ thành cự linh trên bầu trời cùng vỗ trưởng xuống. Ầm 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 ầm. Bắc Minh Chiến Gian cảm giác chiêu của mình đánh vào miếng sắt bị mạnh mẽ văng ngược trở về, liên tục lùi mấy bước. Đột nhiên lòng Bắc Minh Chiến Gian lạnh lẽo, cảm giác vô cùng nguy hiểm buông xuống. Bắc Minh Đoạn Quyết hét chói tai. Lão Tổ Tông! Bắc Minh Chiến Gian thấy một chiến thương đỏ máu bắn thủng khí lạnh hộ thể chui ra từ sau lưng. Khi Bắc Minh Chiến Gian tấn công thì mạch cũng công kích. Bắc Minh Chiến Gian khó tin nhìn lồng ngực mình, cực kỳ tức giận và không cam lòng tràn ngập trong tim. Bắc Minh Chiến Gian rít gào. Đồ tiểu nhân hèn hạ, dám đánh lén ta. Mạch khinh thường hừ lạnh, chậm rãi rút ra thương. Máu xèo xèo từ trước ngực Bắc Minh Chiến Gian bắn ra, cực kỳ đẫm máu. Không phải đấu lôi đài quang minh chính đại, đánh lén ngươi chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Mạch cười lạnh một tiếng, cảm thấy câu nói này quá ấu trĩ.
Bắc Minh Chiến Gian sửng sốt, á khẩu. Đúng rồi, không phải đấu lôi đài, đánh lén mình là bình thường. Bắc Minh Chiến Gian chân chân nhìn ngực phun máu, bỗng cảm thấy rất mệt mỏi, lười cầm máu. Bắc Minh Đoạn Quyết đứng trên cao mặt trắng bệch, hai vị tổ tông đều bị tổn hại nặng, Bắc Minh Đoạn Quyết biết rắc rối to. Bắc Minh Đoạn Quyết bỏ lại tổ tông đột nhiên xoay người hóa thành độn quang bỏ trốn. Hoa Thường giật mình hét to. Đừng vội đi. Hoa Thường nóng nảy đuổi theo. Thực lực hai người chênh lệch rất xa, Bắc Minh Đoạn Quyết bỏ trốn thì khó đuổi theo. Đột nhiên phía trước lóe ánh sáng xanh, một lực lượng khổng lồ đè xuống buộc Bắc Minh Đoạn Quyết ngừng lại, lăng không biến hóa ra. Bắc Minh Đoạn Quyết nổi giận. Vi Thanh, ngươi. Người che trước mặt Bắc Minh Đoạn Quyết chính là Vi Thanh, vẻ mặt lạnh băng nhìn Bắc Minh Đoạn Quyết. Hoa Thường mừng rỡ tăng tốc độn thuật trước mắt đuổi kịp, tỏa định Bắc Minh Đoạn Quyết. Bắc Minh Đoạn Quyết nghiến răng quát. Ta và ngươi không oán không thù, tại sao ngươi hại ta? Lòng Bắc Minh Đoạn Quyết tràn đầy giận dữ, không cam lòng. Vi Thanh thản nhiên nói. Chuyện trên đời phải có thù hận mới ra tay sao? Tổ tông của ngươi bị yêu tộc kia đánh lén, giữa bọn họ có thù hận gì không? Bắc Minh Đoạn Quyết tức điên. Dù gì cũng quen biết nhau, ngươi thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Vi Thanh lắc đầu nói. Không phải chỗ chết mà là cuộc sống mới. Bắc Minh Đoạn Quyết dùng mình, hiểu ngay ý của Vi Thanh. Bắc Minh Đoạn Quyết nạt. Ta chết cũng không cho ngươi vừa ý. Người Bắc Minh Đoạn Quyết tuôn ra khí lạnh, người biến du long lao tới. Không chung kết ra giải hồng hà, thanh âm nặng nề rì rầm. Bắc Minh Đoạn Quyết ôm quyết tâm phải chết nên đòn công kích này dốc hết sức ra. Ánh sáng lạnh tôn lên thân hình Bắc Minh Đoạn Quyết, rất là cô đơn mà cùng đường. Mặt Phi Thanh không biểu tình, gã giơ tay lên. Âm dương nhị khí bình tụ nhị khi ngưng tụ trong lòng bàn tay Vi Thanh, xoay tròn. Vi Thanh thản nhiên nói. Nghe nói trong âm dương nhị khí bình không chỉ chứa được người còn đựng cả trời, cả đất, nhưng ta chưa từng thử, hôm nay lấy Đoạn Quyết đại nhân làm thí nghiệm đi, coi như xứng với hai ta quen biết nhau. Miệng bình xoay hướng Bắc Minh Đoạn Quyết. Âm dương nhị khí xoay tròn phun ra, trong phạm vi thiên địa hiện cảnh tượng bát quái, diễn biến 24 khí. 36 ma đạo ảnh lắc lư trồi lên. Bắc Minh Đoạn Quyết chạm đến lực lượng nhị khí linh cảm không may, gã kinh kêu, toàn thân bị lực lượng kỳ dị trói lại. Bắc Minh Đoạn Quyết kinh hoàng, đã bất chấp tất cả lao vào Vi Thanh. Chết tiệt, cùng ta xuống địa ngục đi. Bắc Minh Đoạn Quyết muốn kích phát ra đan điền trong người đồng quy vu tận với Vi Thanh. Hừ, trẻ con. Vi Thanh xì mũi. Kẻ yếu thì không có quyền lợi tuyển chọn sinh tử. Vi Thanh đánh ra vài ấn quyết vỗ vào bảo bình màu bạc, nhị khí xoay tròn, phù ấn bát quái tụ tập thoáng chốc áp chế Bắc Minh Đoạn Quyết vèo một tiếng bị hút vào bình. Hoa Thường xem toàn úa tình, mặt trắng bệch không kiềm được thụt lùi vài bước, không dám trực diện nam nhân trước mắt. Vi Thanh cất bảo bình, thản nhiên nói. Hoa Thường đại nhân sợ ta vậy sao? Đại nhân là người của Thiên Vũ Minh nên ta sẽ không đụng vào đại nhân. Hoa Thường cắn răng phun ra hai chữ. Ác ma. Hoa Thường xoay người đi. Sau khi Bắc Minh Đoạn Quyết chạy trốn thì Mục Hạc thầm chửi mình ngốc, phản ứng chậm, bị Bắc Minh Đoạn Quyết chiếm tiên cơ, mấy người Thiên Vũ Minh sẽ có điều cảnh giác. Quả nhiên khi Mục Hạc định trốn thì thần thức, sát khí của Ninh Khả Vân tỏa định gã, khiến Mục Hạc không dám nhúc nhích. Mục Hạc sắc mặt âm trầm đứng yên không nói một lời, mãi khi Bắc Minh Đoạn Quyết bị Vi Thanh dùng bảo bình thu đi. Mục Hạc sợ hãi hàm răng va lách cách. Gã rụi mặt mấy cái, mất hồn. Giờ phút này, Bắc Minh Chiến Gian mất máu quá nhiều thân thể chống đỡ hết nổi, té xuống, yên lặng nhìn trời nhớ về quá khứ. Đột nhiên một nam nhân đập vào mắt Bắc Minh Chiến Gian, khuôn mặt nam nhân tuấn nhã lạnh nhạt nói. Cường giả như vậy chết thì tiếc, hay là phát huy chút sức lực cuối cùng làm ra cống hiến cho Thiên Vũ rơi đi. Sau đó một bảo bình xuất hiện, miệng bình chỉ hướng Bắc Minh Chiến Gian. Bắc Minh Chiến Gian phản xạ sửng sốt, cảm thấy cái bình khá quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu đó. Không đợi Bắc Minh Chiến Gian nhớ ra thì cơ thể đã bị âm dương nhị khí quấn lấy, đầu óc trống rỗng bị hút vào. Vi Thanh thu Bắc Minh Chiến Gian xong đi hướng Mục Hạc, hù gã sợ hãi hòa khóc. Mục Hạc run giọng khóc ròng. Đại nhân, Vi Thanh đại nhân tha mạng, xin tha cho ta. Vi Thanh an ủi. Đừng khóc, thiên cổ khó khăn nhất là chết. Ngươi cứ coi như mình chết rồi, lại còn cống hiến sức lực cho Thiên Vũ giới,
cớ sao không làm? A, à, Mục Hạc biết có cầu xin tha thứ thêm nữa cũng vô dụng, bỗng nhiên cắn răng phun ra ngụm máu. Huyết khí tán mà bất diệt, ngừng tụ biến ra vệt sáng, người Mục Hạc hoảng hốt. Mạch buồn cười nói. Ha ha ha, dùng huyết thuật trước mặt ta, trò con nít. Mạch là tổ tông chơi trò máu, tuy độn thuật của Mục Hạc lợi hại nhưng không lọt vào mắt xanh của gã. Năm ngón tay chộp tới trước, hư không nổ cái bùm, Mục Hạc bị chấn ra. Phi Thanh lên tiếng. Đa tạ. Phi Thanh tiến lên trước thu Mục Hạc vào bình. Lúc trước Phi Thanh chưa từng dùng cái bình chứa người, bởi rồi Lý Vân Tiêu và Bắc Minh độc kiếm chiến đấu kinh thiên, rất khó bảo vệ những tài liệu này nên Phi Thanh bất đắc dĩ bỏ hết vào bình. Sau đó Phi Thanh thấy tài liệu ở trong bình không có gì thay đổi, được âm dương nhị khí tư nhuận càng khỏe mạnh hơn. Phát hiện này làm Phi Thanh mừng rỡ, thử dụng bình thu người, không ngờ có công hiệu này. Tâm tình Phi Thanh đang rất tốt. Có bảo bình trong tay không chỉ tiện lợi thu nhặt tài liệu còn có thể thu nhiều binh khí giết chóc vào bình, tùy thân mang theo. Như vậy trong thiên hạ này còn ai là địch thủ của Vi Thanh nữa? Hoa Thường và Ninh Khả Vân tràn đầy sợ hãi nhìn Vi Thanh, Mạch thì tò mò. Mạch không kiềm được hỏi. Đây là thánh khí sao? Có lẽ, Vi Thanh cũng cho rằng nó là thánh khí nhưng dù sao lúc trước gã không hiểu biết về thánh khí, không rõ có đúng không? Tuy nhiên âm dương nhị khí bình trước là vật của ma chủ, dù không phải thánh khí cũng chẳng kém hơn là bao. Hoa Thường bực bội nói. Người toàn Bắc Minh Huyền Cung bị ngươi, thu thập hết, nơi này hết chuyện của ngươi rồi còn ở lại làm gì? Phi Thanh liếc Hoa Thường, chỉ xuống đất. Bên dưới còn một vị, người đó không tầm thường, càng không thể lãng phí. Phi Thanh mới chỉ tay vài cái thì sơn mạch sụp đổ, vang tiếng nổ điếc tai. Hai luồng sáng xuyên thủng đất bay lên trời. Bùm! Bùm! Người Lý Vân Tiêu rực rỡ ánh sáng vàng, Bắc Minh độc kiếm thì ma khí ngút trời. Từ lòng đất đánh lên trời, khó phân thắng bại. Bắc Minh độc kiếm vừa đi ra liền thấy là lạ, nguyên sơn mạch vỡ nát, người Thiên Vũ Minh có mặt đông đủ nhưng người Bắc Minh thế ra thì không thấy đâu. Lòng Bắc Minh độc kiếm trùng xuống, kinh hoàng hét to. Đại ca! Nhưng khắp nơi chỉ có tiếng bọn họ đánh nhau. Ngoài ra không có tiếng vọng nào khác. Phi Thanh lạnh lùng nói. Đại ca của ngươi và tất cả đệ tử Bắc Minh thế gia chết hết. Giọng Phi Thanh không cao nhưng vọng thẳng lên trời, giọng điệu châm chọc, khinh miệt khiến người nghe nổi giận. A, à, nỗi lòng Bắc Minh độc kiếm rối loạn, hét to. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tinh thần Bắc Minh độc kiếm hốt hoảng liền có sơ hở, Lý Vân Tiêu tranh thủ tấn công. Kiếm thương chạm hồng đâm vào người Bắc Minh độc kiếm. Lại bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Lúc nãy hai người quyết đấu kinh thiên đã là nỏ mạnh hết đà, lại đánh một trận trong lòng đất, sơ sẩy một cái sẽ mất mạng. Lý Vân Tiêu nhìn thấu điểm này nên mới buông lời kích thích Bắc Minh độc kiếm. Bắc Minh độc kiếm phân tâm liền quyết định thắng thua, thậm chí là sống chết. Đưa thiên ngoại huyền minh thạch đây. Lý Vân Tiêu công kích chúng liền hóa thành lôi quang vọt theo, chém nhát kiếm. Kiếm khí biến ra bảy đóa sen đâm vào người Bắc Minh độc kiếm, nổ mấy yếu huyệt, trong thời gian ngắn không thể vận chuyển ma công. Ngươi giết ta đi, Bắc Minh độc kiếm ngã trên mặt đất, người đầy máu âm trầm trừng Lý Vân Tiêu, trong mắt rực cháy lửa thù. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Ngươi cũng là một nhân vật, lấy thiên ngoại huyền minh thạch ra thì ta cho ngươi chết tốt. Lý Vân Tiêu nhìn vẻ mặt Bắc Minh độc kiếm châm chọc, bổ sung thêm. Thua là thua, ít ra nên có chút phong độ. Phong độ, ha ha ha, trong một ngày Bắc Minh thế gia ta bị ngươi diệt, ngươi còn bảo ta có phong độ. Mắt Bắc Minh độc kiếm tóe lửa tức giận quát. Dù bổn tọa có chết cũng không tha cho ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Nếu không tại ngươi cố chấp không đưa huyền minh thạch thì sao đánh nhau? Cho dù ta quá cố chấp nhưng ngươi cũng không khác gì, kết quả bây giờ không phải điều ta muốn thấy. Bắc Minh độc kiếm lặng im. Lòng đầy hối hận, Bắc Minh độc kiếm cố chấp muốn lấy thiên ngoại huyền minh thạch tu luyện để trùng kích cảnh giới ma tôn, tổn hại người thân, thế gia sinh tử, cuối cùng rơi vào kết cuộc này. Đừng buồn, người Bắc Minh thế gia chưa chết, chỉ tạm thời bị ta thu thập, rất nhanh ngươi sẽ ở chung với họ. Phi Thanh la ức người đến bên cạnh hai người. Lý Vân Tiêu, muốn lấy thứ gì thì mau lên đi, ta sắp không kiềm được thu thập, tài liệu, này. Phi Thanh sắc mặt âm trầm. Mắt lóe tia sáng sáng hưng phấn. Lý Vân Tiêu ớn lạnh, nếu không phải ma kiếp sắp đến,
lần trước thấy binh khí giết chóc lợi hại thì hắn rất muốn trở mặt giết Phi Thanh để trừ hại. Bắc Minh Độc Kiếm kinh ngạc hỏi. Thu thập, cái gì thu thập? Bắc Minh Độc Kiếm biết chắc đó không phải chuyện tốt gì nhưng còn giữ một tia hy vọng, không muốn từ bỏ. Bắc Minh Độc Kiếm hét to. Ngươi nói người Bắc Minh gia ta chưa chết, bọn họ ở đâu? Phi Thanh vươn ra tay phải, ánh sáng bạc lấp lóe biến ra âm dương nhị khí bình, đồ án tinh mỹ dùng y như thật. Ở trong đĩa bình, Bắc Minh Độc Kiếm dùng mình. Đây là... Bắc Minh Độc Kiếm hét chói tai. Âm dương nhị khí bình. Khuôn mặt Bắc Minh Độc Kiếm vặn vẹo hoảng sợ, hai tay cào mặt không dám tin. Phi Thanh bị bộ dạng Bắc Minh Độc Kiếm hù sợ, ngơ ngác hỏi. Ngươi cũng nhận được bình này. Nghĩ lại thân phận của đối phương, năm xưa Bắc Minh Độc Kiếm tung hoành thiên hạ lại ở trong ma giới lâu, biết lai lịch của chiếc bình cũng chẳng có gì lạ. Ha ha ha, nhận được, ta đâu chỉ nhận được. Bắc Minh Độc Kiếm đột nhiên cười như điên. Ta tìm bảo bình này bao nhiêu năm, không ngờ nó ở thiên vũ giới. Phi Thanh gật đầu nói. Vậy đúng là thiên ý, ngươi không chỉ có thể ở chung với người nhà còn được thấy bảo bình này, xem như hoàn thành tâm nguyện. Bắc Minh Độc Kiếm lạnh lùng nhìn Bắc Minh Độc Kiếm, châm chọc nói. Chắc không phải ngươi chỉ dùng bảo bình này như binh khí đi. Phi Thanh ngạc nhiên nhìn Bắc Minh Độc Kiếm. Ngươi cho rằng bình này còn dùng như thế nào? Đừng nói với ta là có thể cắm hoa. Ha ha ha, cắm hoa, cười chết mất. Bắc Minh Độc Kiếm ôm bụng cười to, nước mắt rơi xuống. Ha ha ha, cắm hoa, trong bình ẩn chứa bí mật lớn, nguyên thiên vũ giới e rằng chỉ mình ta biết. Bắc Minh Độc Kiếm ngừng cười, ngước lên nhìn Vi Thanh. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Cách giữ mạng này ấu trí thật. Vi Thanh gật gù. Đúng là hơi rốt, chỉ số thông minh của tiền bối làm đám hậu bối chúng ta phải đỏ mặt. Hừ, tin hay không tùy ngươi, thiên ngoại huyền minh thạch giữ không được, ta lại bị thương nặng, đường thần đạo dừng bước, không hứng thú với chuyện khác nữa. Hãy để bí mật kia vĩnh viễn chôn vùi khỏi thế gian đi. Vẻ mặt Bắc Minh Độc Kiếm thản nhiên, nói xong mi mắt chậm rãi khép. Thần thức Lý Vân Tiêu quét người Bắc Minh Độc Kiếm, phát hiện thiên ngoại huyền minh thạch, tay chộp hư không. Bùm! Không gian nổ, một khối ngọc thạch rơi vào tay Lý Vân Tiêu. Lòng bàn tay vừa mới đụng vào ngọc thạch, Lý Vân Tiêu đã cảm nhận khí lạnh kinh người xâm nhập dọc theo kinh mạch hướng lên trên. Ngọc thạch thoạt trông bình thường, màu trắng, không có gì khác lạ, nhưng cầm trong tay mới thấy nó siêu phàm. Lý Vân Tiêu vội vàng vận chuyển nguyên công đè khí lạnh xuống. Lý Vân Tiêu giơ kiếm chém. Ngọc thạch đã vào tay thì ta ban cho ngươi cái chết đi, miễn cho một thế hệ hào kiệt bị người làm hỏng, tuy cá tính Bắc Minh Độc Kiếm thiên chấp nhưng không phải người xấu. Hai người đánh nhau sinh ra tình cảm thích tài với nhau, Lý Vân Tiêu không nỡ nhìn Bắc Minh Độc Kiếm rơi vào tay Vi Thanh. Rầm. Giao nữ ngừng lại trước mặt Bắc Minh Độc Kiếm nửa thước, bị hai ngón tay Vi Thanh búng lệch vị trí. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Vi Thanh ngươi. 16 y xì cười, hừ mũi. Ngươi lại nổi bệnh lòng dạ đàn bà. Đây là tồn tại đỉnh hư cực cảnh, lãng phí rất đáng tiếc. Bắc Minh Độc Kiếm lạnh lùng nhìn hai người. Không để bụng. Bây giờ Bắc Minh Độc Kiếm là con cá nằm trên thớt, kẻ thua không có quyền chọn sinh tử. Bắc Minh Độc Kiếm lười quan tâm, nhắm mắt lại. Bắc Minh Độc Kiếm cảm giác thân thể lung lay, bị âm dương nhị khí hút vào bình bạc. Đến đây thì người toàn Bắc Minh Huyền Cung đều bị Vi Thanh lấy đi. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Ngươi làm việc rất tổn thương thiên hòa, coi chừng về sau kết cuộc thê thảm. Vi Thanh đáp trả. Nếu thủ đoạn không ác chút thì bây giờ sẽ nhận kết cuộc thê thảm, nói gì tới mai sau. Xong việc nơi này rồi, ta không về thành Viêm Vũ với ngươi, cúi chào. Không gian quanh Vi Thanh dao động, chỉ còn lại tàn ảnh, gã biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu biết Vi Thanh nóng lòng đi chế tạo binh khí giết chóc, nghiên cứu âm dương nhị khí bình. Hoa Thường nói, Vân Minh Chủ, chúng ta cũng trở về đi. Hoa Thường nhìn vết nứt đầy núi, nàng khẽ thở dài. Bắc Minh thế gia từ nay tuyệt tích trên đời. Lý Vân Tiêu nói. Thế gian vinh nhục chìm nổi, thế gia hưng suy thịnh vong, vốn là quy luật lịch sử, mấy năm qua đều như vậy. Sóng lớn xô bờ cắt cuồn cuộn đẩy tới trước. Hoa Thường gật đầu nói. Ta hiểu đạo lý đó, nhưng cùng là bảy đại thế lực khó tránh khỏi thỏ chết cáo khóc. Tâm tình Ninh Khả Vân khá tốt, dù sao trải qua trận thành Hồng Nguyệt nên khá là bình tĩnh. Mạch thúc giục. Đi đi.
về thành Viêm Vũ, không rảnh ở đây tán gẫu. Sau khi xem cuộc chiến của Lý Vân Tiêu và Bắc Minh Độc Kiếm tạo áp lực lớn cho Mạch, gã sốt ruột muốn đi tu luyện. Mạch suy tư một lúc, lúng túng nêu ý kiến muốn gặp Lâm với Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, Lâm đại nhân còn đang tu luyện, e rằng khó gặp. Nhưng ta có thể cho ngươi gặp hai vị đại nhân Sán và Trác trước hỏi ý kiến, nếu bọn họ cũng không được thì ta đành chịu. Nhưng hai vị này nghiên cứu công pháp yêu tộc thâm hậu, ngươi có gì không hiểu cứ hỏi bọn họ, có lẽ sẽ cho ngươi giải đáp. Lý Vân Tiêu suy đoán hơn phân nửa Sán và Trác sẽ không cho Mạch gặp Lâm nên đánh tiếng trước, để gã chuẩn bị tâm lý. Mạch nói một tiếng cảm ơn, đi vào giới thần bi. Ba người Lý Vân Tiêu tiếp theo hóa thành độn quang trở về thành Viêm Vũ. Lý Vân Tiêu nghiên cứu thiên ngoại huyền minh thạch vài ngày, phát hiện được nhiều vấn đề. Ngọc thạch tỏa ra khí lạnh không tổn thương người bao nhiêu, khí lạnh lẽo âm trầm đó thấm tận xương, phá hoại cơ năng và kết cấu thân thể. Loại phá hoại này là tổn thương vĩnh cửu, không thể khép lại, chỉ có thể phá vỡ kết cấu hư hoại để thân thể trọng sinh. Lý Vân Tiêu thử dùng thần thức tìm tòi huyền minh thạch, mới chạm vào bề mặt liền cảm thấy thức hải trì trệ, khí lạnh âm trầm dọc theo thần thức xâm lấn ngược lại. Lý Vân Tiêu sợ quá vội chặt đứt thần thức của mình. Xem ra hòn đá này quả nhiên phi phàm, tuyệt đối không thể để người ma tộc lấy đi. Lý Vân Tiêu dùng trăm phong ấn vào hòn đá rồi ném vào giới thần bi, chìm trong mặt đất, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ thiên vũ lực lượng đại lục đều tụ tập ở thiên vũ minh và thánh vực. Nam Bắc Thương Minh coi như lực lượng không nhỏ, nhưng miễn bọn họ không làm gì khác người thì ta tạm thời không xen vào. Thế lực hải ngoại thì... Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, lấy khối ngọc phù truyền tin ra rót một thần niệm vào trong ném vào hư không. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm. Để mục địch đại nhân phái người đi hải ngoại, thăm dò thái độ thiên tiệm nhai và các phái, khống chế quy tắc thập phương. Bọn họ không thể nào không động tâm được.